nó hai tay vẩy một cái. Tại sau lưng nó, có gần trăm cái lôi hoàn hiển hiện. Mỗi một cái lôi hoàn bên trong, đều có một đạo lôi xạ ngưng tụ thành hình. Chết đi, tà ma lên tiếng quát, có thể là bởi vì nó trong thành phần cấu tạo, chứa thư hàng hoại tử thận nguyên nhân, nó miệng nói tiếng người lúc, còn có thể phát ra tiêu chuẩn Hoa Hạ Văn Châu thành phố tiếng địa phương. Trên trăm đạo cường lực lôi xạ, từ hư không xuyên qua mà tới. Bạch Long tỷ tỷ tha mạng, muốn đoạn mất, muốn đoạn mất, lần này là nhục thể a. Trong huyệt mộ, truyền ra Tống Thư Hàng kêu thảm trở về nhục thân lúc, Bạch Long tỷ tỷ vậy mà vẫn như cũ quấn ở trên cổ hắn. Lần này, là chân chính nhục thể tổn thương. Cổ bị ghim chết, ngạt thở cảm giác từng lớp vọt tới, cổ phảng phất muốn bị vặn gãy. Chủ nhân nhận công kích, công đức chi quang ngay lập tức hộ thể. Tống Thư Hàng trên thân, công đức chi quang bùng lên. Công đức xà mỹ nhân hiện thân hộ chủ. Nhưng là, nàng không có đi ngăn cản Bạch Long tỷ tỷ, mà là xuyên thấu hầm mộ, trực tiếp nghênh kích cái kia trăm đạo lôi xạ. Nghênh kích thời điểm, công đức xà mỹ nhân đưa tay đem mái tóc dài của mình co lại, lấy ra bình thiên quan đeo lên, cũng đem ngọc kê cắm vào tóc dài. Bình thiên quan trước rủ xuống lưu theo công đức xà mỹ nhân động tác, nhẹ nhàng lắc lư, công đức xà mỹ nhân trong hai con ngươi tản ra uy nghiêm chi sắc. Sau một khắc, có cường đại công đức chi lực, từ bình thiên quan bên trong rơi xuống, dung nhập vào công đức xà mỹ nhân thể nội. Một bộ hoa mỹ kiểu nữ long bào hư ảnh hiển hiện, khoác vẩy ở trên người nàng. Long bào thật dài vạt áo, đưa nàng đuôi rắn giấu tại trong đó. Long bào trên có cửu long đang du động, sinh động như thật. Công đức xà mỹ nhân, nữ đế hình thái. Đồng thời, có một tiếng kình minh thanh vang lên, một con to béo công đức cự kình, từ trong hư không chui ra, rơi vào công đức nữ đế đuôi hạ. Lại có hồ quang điện âm thanh không ngừng bạo hưởng, một gốc to lớn vô cùng công đức lôi thụ, đồng dạng vượt qua không gian, phù hiện ở công đức nữ đế trong tay. Công đức xà mỹ nhân, đế vương kỵ sĩ hình thức. VENI-VIDI-VICI. Công đức xà mỹ nhân lạnh lùng nói. Ta tới, ta nhìn, ta chinh phục. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này phát âm là thanh âm nam tử, cũng không biết nàng là từ đâu bóp tới phim phối âm. Sau một khắc, công đức xà mỹ nhân trong tay công đức lôi thụ vung vẩy, quét ngang. Cái kia trên trăm đạo kinh khủng lôi xạ, đối to lớn công đức lôi thụ đến nói, quá mức nhỏ bé. Bọn chúng coi như toàn bộ trói cùng một chỗ, cũng bù không được công đức lôi thụ một cái nhánh cây tráng kiện. Mà lại, lôi thụ lên mỗi một cái lá cây, đều ẩn chứa thiên kiếp kiếp lôi chi lực. Đối với tà ma thả ra cửu u tà lôi pháp thuật, có được to lớn khắc chế hiệu quả. Một cây hoành tảo thiên quân, lôi xạ bị nhao nhao oanh bạo. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân dư thế không giảm, ôm lôi thụ, đối tà ma khởi xướng công kích, ta tại thời gian trung lưu lãng ngàn vạn năm, kinh lịch cái này đến cái khác thời đại. Tạo hóa tiên tử chẳng biết lúc nào, hiện thân nàng bên cạnh thân, bây giờ ngươi cũng dám đối địch với ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Lần này các nàng không mang ra đen vũ nhu tử. Bởi vì công đức chi quang lôi thụ thiên kiếp chi lực, đối ra đen vũ nhu tử đến nói quả thực là tai nạn. Lần này, các nàng thực sự không di chuyển được ra đen vũ nhu tử. Tại tạo hóa tiên tử kêu tự tìm đường chết thời điểm, công đức xà mỹ nhân công đức lôi thụ, như là công thành trùy đồng dạng, hung hăng đụng vào tà ma trên thân. Tà ma cũng muốn tránh né tới, nhưng là lôi thụ rừng cây lớn như vậy, phạm vi công kích to lớn. Mà lại, công đức xà mỹ nhân công kích tốc độ nhanh khiến ma tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn chính là, vừa lên còn có một con tạo hóa tiên tử, tại cho tà ma ném trói buộc loại pháp thuật. Quả thực không cho đường sống. Tà ma thống khổ nhắm mắt lại, cứng rắn chịu công đức xà mỹ nhân một kích này. Tà ma thân thể, trực tiếp bị đụng thành vỡ nát, đụng thành xương mù hình. Nhưng ngay cả như vậy, thiên kiếp chi lực, không buông tha, truy kích lấy những cái kia xương mù màu đen. Mà công đức xà mỹ nhân tại đụng nát tà ma sau. Không có phanh lại xe, thân hình một đường hướng về không trung công kích, không bao lâu liền hóa thành một viên lóe sáng công đức tiểu tinh tinh. Đây là tòa kỵ công đức mập kình nồi, nó vọt lên phong đến, liền không có phanh lại công năng. Kình trên lưng, công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, nhìn chăm chú con kia bị va nát tà ma, trong đôi mắt đẹp vậy mà hiển hiện một tia tán thành thần sắc. Không phải đối tà ma thực lực tán thành, mà là vừa rồi tà ma cái kia bốn tiếng kêu thảm, rất tiêu chuẩn. Trong hầm mộ, nguyên bản tiếng kêu rên liên hồi Tống Thư Hàng, đột nhiên đình chỉ kêu thảm.
Công đức xà mỹ nhân tạo hóa tiên tử vừa rồi tổ hợp lớn tiếng niệm tụng lời kịch còn tại hắn bên tai tiếng vọng. Vì cái gì câu này lời kịch, sẽ bị ghi vào đến công đức xà mỹ nhân lời kịch kho. Chân chính nghe được câu này lời kịch bị niệm tụng ra lúc, loại kia mãnh liệt xấu hổ cảm giác giống như là biển gầm phát thiên cái địa đập tới. Ngay cả hắn tam đại tôi thể thần công gia chỉ ra mặt đều nhịn không được. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng từ bỏ chống cự. Hắn muốn chết. Đây là công đức chi quang, bia đá đạo hữu, lúc này ngây ngẩn cả người. Công đức xà mỹ nhân, đế vương kỵ sĩ hình thức lực phá hoại, thật to vượt qua bia đá đạo hữu tưởng tượng. Lục phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng, ân, hiện tại là thất phẩm. Thất phẩm công đức chi quang bạo phát đi ra lực phá hoại, lại có thể so với nó cái này cửu phẩm pháp khí. Cái này không tu chân. Mà lại, công đức chi quang không phải lấy thủ hộ, phòng ngự làm chủ nha. Cái này bạo tạc lực công kích là chuyện gì xảy ra? Đây không phải đoạt bát cơm sao? Càng nghĩ bia đá đạo hữu thì càng chột dạ. Mà thôi, việc này trước để một bên. Hiện tại trọng yếu là, đem trong hư không tà ma cho trấn áp trước, mặc dù bị công đức xà mỹ nhân một cái công kích đụng nát thành sương mù, nhưng cái này tà ma còn không có triệt để chết đi. Hiện tại, Tống Thư Hàng đám người đã tỉnh táo lại, nó cũng rốt cục có thể xuất thủ, trấn áp cái này tà ma. Đang lúc bia đá đạo hữu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Bạch Tiền Bối thân hình lại từ trong hầm mộ thoát ra. Ta tới, ngươi hoàn thành mình bản chức làm việc, Bạch Tiền Bối cười nói. Trong tay hắn còn đang nắm một con mộc thân thể. Ta bản chức làm việc, bia đá đạo hữu đầu tiên là sững sờ, một lát sau, nó liền hiểu được. Nó hiện tại bản chức đương nhiên là bá tống mộ bia á. Nói cách khác, trong hầm mộ bá tống phải chết. Bởi như vậy, nó thật sự không tiện rời đi cương vị. Dù sao cũng là cửu u hắc bạch chủ nhân lưu cho nó mới sứ mệnh. Thế là, bia đá đạo hữu khéo léo dựng thẳng tốt. Bạch Tiền Bối đưa tay, tại cái kia mộc trên thân thể vỗ, mộc thân thể, người có thể thu nhỏ một đoạn sao? Mộc thân thể không có thần trí, nó chỉ có một ít bản năng. Bia đá đạo hữu nhắc nhở nếu là có thần trí, nó cũng sẽ bị cái kia thời gian nghịch chuyển pháp thuật đưa đến quá khứ. Nhưng bia đá đạo hữu vừa dứt lời, mộc thân thể liền nhu thuận bắt đầu thu nhỏ. Không đúng, không phải thu nhỏ. Mà là mộc thân thể nửa người trên, bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Liền cùng suý côn co lại đồng dạng, nó trên nửa cái thân thể, từng đoạn thu hồi. Trong nháy mắt, cũng chỉ lưu lại mộc thân thể hạ nửa thân thể vừa vặn lấy bên hông hai cái kia đặc thù trái cây vì điểm phân định. Bia đá đạo hữu. Loại này nhu thuận cảm giác. Cái này mộc thân thể thật sự là bá tống chi vật. Rất tốt, Bạch Tiền Bối thỏa mãn vỗ vỗ mộc thân thể, sau đó hắn đem nửa người trên của mình chuyển rời đến mộc trên thân thể, hợp hai làm một. Không có chút nào xung đột cùng không thích ứng, Bạch Tiền Bối nửa người nối liền mộc thân thể về sau, song phương trực tiếp tiến vào tối cao đồng bộ trạng thái. Bạch Tiền Bối thử một lần đá chân, nâng cao chân, dạng thẳng chân chờ một hệ liệt độ khó cao động tác, thỏa mãn gật đầu. Sau đó, hắn đối trong hầm mộ Tống Thư Hàng kêu lên, Thư Hàng, đem y phục của ta trả lại cho ta. Bia đá đạo hữu lúc này mới phát hiện, lúc này Bạch Thánh thân lên chỉ lấy một thân màu trắng áo trong. Trong hầm mộ, Tống Thư Hàng run rẩy đưa tay, từ hắn càn khôn pháp khí vòng tay bên trong, có một kiện pháp bào bay ra, rơi vào Bạch Tiền Bối trong tay. Chết đi cho ta, Bạch Long tỉ tỉ gầm thét một tiếng, dùng sức duỗi lưng một cái. Răng rắc. Tống Thư Hàng chỗ cổ phát ra một tiếng vang giòn. Tống Tôn giả ngẹo đầu, hai mắt trắng dã. Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A thập lục lo lắng nhìn qua Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ hừ một tiếng, thon dài thân rồng từ Tống Thư Hàng trên cổ giải khai. Chỉ thấy lúc này, Tống Thư Hàng cổ vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ liền cùng lần trước chúng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ ba ba chiêu kia bí pháp, thiên ti vạn lũ quay đầu chú. Bia đá đạo hữu thấy thế, liền tranh thủ thân thể thụ thẳng tắp. Trên đó Tống Thư Hàng chi mộ mấy chữ có chút tỏa sáng. Đáng tiếc, lần này Tống Thư Hàng không có kích hoạt thánh viên long lực thần công, không có thánh viên hát nhạc buồn, bầu không khí không đủ. Tô Thị A thập lục thở dài, ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng bên người, cúi người bắt hắn lại đầu nói, thật là, rõ ràng ngươi năm nay mới gia nhập Cửu Châu nhất hào quần, tại sao lại bị tam lãng tiền bối truyền nhiễm thành bộ dạng này. Dứt lời, A thập lục hai tay ôm lấy Tống Thư Hàng đầu, có chút uốn éo. Két. Tống Thư Hàng đầu bị bài trở về. Thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên, thật phi phàm.
Tổng cương truyền thừa thiên tu luyện thành công về sau, Tống Thư Hàng thân thể càng cấm lên dày vò, sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, muốn chết cũng khó khăn. Tống Thư Hàng trắng dã hai mắt khôi phục. Hắn đối A Thập Lục nháy nháy mắt. Tô thị A Thập Lục dở khóc dở cười. Sau lưng Bạch Long tỉ tỉ tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên xoay đầu lại. Tống Thư Hàng hai mắt nháy mắt khôi phục thành thượng phiên hình. Còn diễn nguyên bộ phun ra đầu lưỡi. Bạch Long tỉ tỉ. Lúc này le lưỡi là mấy cái ý tứ. Là khiêu khích đúng không? A Thập Lục tránh ra. Bạch Long tỉ tỉ cắn răng nói, nàng thân hình luồn lên, lần nữa quấn về Tống Thư Hàng cổ. Bên ngoài, bia đá đạo hữu ngẩng đầu ưỡn ngực, trên đó Tống Thư Hàng chi mộ mấy chữ, bắt đầu lóe sáng, đây là tại báo trước Tống Thư Hàng tử triệu tinh sáng rõ. Hầm mộ bên ngoài. Bạch tiền bối tiếp nhận pháp bào, hướng trên thân một khoác. Pháp bào tự động hóa hình, hình thành một bộ màu trắng xoáy khí áo khoác, đồng thời hóa ra xứng đôi quần, bao trùm tại một thân thể bên trên. Ra khỏi vỏ, Bạch tiền bối lại khẽ quát một tiếng. Lưu tinh kiếm phá không mà đến, xoát một chút, xuất hiện tại Bạch tiền bối trong tay. Trong hư không, bị công đức xà mỹ nhân đụng nát hắc vụ, thật vất vả một lần nữa ngưng tụ làm hình người. Chỉ là thể tích, rút lại một vòng lớn. Một lần nữa ngưng tụ thành hình về sau, sương mù hóa thân hình trực tiếp kích hoạt lên một loại nào đó độn pháp, muốn chạy trốn. Bạch tiền bối huy kiếm, tùy ý một chạm. Kiếm khí phá vỡ không gian, trực tiếp chạm tại hình người hắc vụ phía trên. Hình người hắc vụ bị hai chân chặt đứt. Hai đầu đùi từ không trung rơi xuống. Lúc đầu, Bạch tiền bối là muốn đem nó ngang eo chặt đứt, nhưng ở Bạch tiền bối xuất kiếm sát na, nhân hình nó hắc vụ tựa hồ lòng có cảm giác, ngạnh sinh sinh hướng lên rời một đoạn, tránh đi thận bộ vị, chỉ bị chém đứt hai chân. Không hổ là Thư Hàng thận, Bạch tiền bối vui vẻ nói. Thư Hàng thận có thể nói là hắn toàn thân trên dưới cầu sinh dục mãnh liệt nhất bộ vị, cũng là phòng ngự mạnh nhất chỗ. Cái này tà ma hoại tử thận tựa hồ kế thừa Tống Thư Hàng đặc điểm này. Lúc này, sương mù hóa tà ma nửa người trên, điên cuồng hướng nơi xa độn đi. Bỏ chạy đồng thời, nó còn thuận đường cuốn đi nửa cái đĩa tròn. Nó lần này tiến vào cái này tiền thiên đạo bí tàng nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem bí tàng bên trong ẩn tàng bí bảo lấy đi. Mà cái này đĩa tròn bên trên, ẩn chứa tiền thiên đạo khí tức, xem xét chính là chân chính bí bảo. Thế là, tà ma đang chạy trốn thời điểm, còn không quên chấp hành nhiệm vụ, mang đi nửa cái đĩa tròn. Siêu! Tà ma bỏ chạy bí pháp cực kỳ cao minh, dù sao cũng là cửu u béo cầu chúa tể tác phẩm, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thánh, không bắt được nó sao? Bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Nó cảm giác Bạch Thánh hoàn toàn có năng lực bắt lấy cái này tà ma, tại sao phải bỏ qua nó? Giải phẫu nghiên cứu, bộ phận này như vậy đủ rồi. Bạch tiền bối lấy ra một con hộp ngọc, vẫy tay, đem cắt xuống một đôi xương mù hai chân thu nhập trong hộp ngọc. Cất kỹ hộp ngọc về sau, Bạch tiền bối lại cười thần bí, mặt khác, thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Không cần chỉ thấy trước mắt lợi ích, chúng ta ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Bia đá trên người đạo hữu phù văn lóe sáng, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bạch tiền bối tiến lên, nhặt lên còn sót lại nửa cái đĩa tròn. Đĩa tròn đã trải qua hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh, sau đó hiện tại, nó có được hoàn toàn mới công năng. Lúc đầu kém chút liền muốn báo hỏng, nói không chừng sẽ bị Bạch tiền bối cầm lấy đi, bổ sung không biết thứ mấy hảo bảo khố đi hạng chót đĩa tròn, một lần nữa tỏa sáng mới thanh xuân. Mặc dù vỡ thành hai mảnh, nhưng đĩa tròn trên bản chất vẫn là một thể. Bạch tiền bối trong tay đĩa tròn cùng bị Tống Thư Hàng thận tà ma mang đi đĩa tròn ở giữa, sẽ tương hỗ sinh ra liên hệ, đạt tới viễn trình định vị công năng. Thả dây dài mới có thể câu được tốt cá, Bạch tiền bối luôn luôn đều là câu cá tay thiện nghệ. Thu hồi đĩa tròn về sau, Bạch tiền bối quay người hướng về phía trong huyệt mộ kêu lên, bên ngoài làm xong, Thư Hàng, Thập Lục, các ngươi có thể đi ra. Bia đá trên người đạo hữu phù văn lóe sáng, trả lời, Bạch đạo hữu, Thư Hàng hắn giống như bị ghìm hôn mê. Bạch tiền bối, đường đường một vị tôn giả, mà lại là tu luyện tam đại tôi thể thần công bí pháp tôn giả, lại bị người sống công việc xiết ngất đi, cũng rất phù hợp Thư Hàng tiểu hữu phong cách vẽ. Oanh! Lúc này, trên bầu trời có một đoàn lưu tinh cấp nện xuống là trước kia hãm không được xe công đức xà mỹ nhân kỵ sĩ. Nàng thật vất vả ở trên bầu trời rơi đầu, sau đó một đầu đụng về. Từ nơi nào xuất phát, liền nện trở lại địa phương nào.
Tống A ngốc 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 cùng công đức xà mỹ nhân cùng một chỗ nện xuống còn có kinh khiếu tạo hóa tiên tử. Hai vị tiên tử đồng thời đập xuống, như là đạn pháo. Tại ầm ầm to lớn tiếng nổ mạnh bên trong, bia đá đạo hữu bị lật tung. Bạch Tiền Bối lui về sau một bước nhỏ, vừa vặn tránh đi bạo tạc trùng kích. Nhưng chôn giấu Tống Thư Hàng mấy người mộ huyệt, trực tiếp bị tạc lật, mặt đất đều bị tung bay. Nổ nhân tổ phần, thù này không đội trời chung a. Nổ tung mộ phần trong huyệt, vang lên tâm ma xích tiêu kiếm tiếng hét phẫn nộ. Ý thức của nó vừa mới khôi phục, khí linh cùng sinh vật chung quy vẫn là có chút khác biệt, sở dĩ xích tiêu kiếm ý thức khôi phục tương đối chậm. Kết quả hắn ý thức vừa khôi phục, tạm cư Tống Thư Hàng chi mộ liền bị người nổ. Nổ hắn hoài nghi nhân sinh. Đây quả thực không thể nhịn. Là ai gan to như vậy, liền bá Tống Huyền Thánh mộ phần cũng dám nổ. Muốn náo nhân mạng hay sao? Tâm ma xích tiêu kiếm vừa mới khiển trách xong, liền bị người bắt được chuôi kiếm nhấc lên. Nóng nóng nóng, xích tiêu kiếm hét lớn. Hắn trên chuôi kiếm dương một nhìn, cái kia đem nó nhấc lên tay nhỏ, là công đức xả mỹ nhân. Tiên tử, buông tay, nhanh buông tay. Tâm ma xích tiêu kiếm kêu lên ngươi là công đức, ta là tâm ma, hai chúng ta miễn cưỡng cùng một chỗ là không có hạnh phúc, chỉ sẽ lẫn nhau tổn thương a. Hì hì ha ha. Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng. Sau đó nàng nhấc lên tâm ma xích tiêu kiếm, ngửa đầu lên, liền đem hắn cho nuốt vào trong bụng. Tiên tử, không muốn a, ta còn trẻ, ta còn không muốn chết a. Tâm ma xích tiêu kiếm hoảng sợ kêu to. Hắn hiện tại là tâm ma phân thân, không phải bản thể. Nếu như bị công đức xà mỹ nhân nuốt kiếm, vậy thì đồng nghĩa với bị cao độ tinh khiết công đức chi lực bao khỏa, sẽ chết. Cô công đức xà mỹ nhân làm ra nuốt xuống động tác. Từ khi xích tiêu kiếm bản thể sau khi rời đi, nàng nuốt kiếm tuyệt kỹ đã hoang phế hồi lâu. Hôm nay, rốt cục tái xuất giang hồ. Vì có thể làm cho mình tuyệt kỹ phục sinh, lần này nàng tiến hóa ra chức năng mới. Lần này, Tống Thư Hàng chư thiên vạn giới giảng pháp, áp dụng bá tống tại tuyến đáp để phương thức, tụ tập trước nay chưa có khổng lồ công đức chi lực. So mấy lần trước giảng pháp thu hoạch công đức chi lực muốn càng nhiều, càng mạnh. Cái này đợt công đức chi lực quán thể, theo lý thuyết công đức xà mỹ nhân đuôi rắn hẳn là muốn lột đi, hóa thành hai chân mới là. Nhưng là, nàng cưỡng ép ngăn lại bản thân đuôi rắn tiến hóa. Như vậy, tác dụng ở trên người nàng cái kia công đức chi lực đi đâu đâu. Bị nàng chuyển rời đến công đức phì kình cùng công đức lôi thụ lên công đức chi lực, chỉ là lần kia giảng pháp quán thể công đức chi lực một bộ phận. Lần này Tống Thư Hàng giảng pháp ngưng tụ công đức chi lực khổng lồ, tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Chân chính đáp án, ngay tại công đức xà mỹ nhân trong bụng. Nàng lần này tiến hóa, là tại bụng của mình bên trong tiến hóa ra một cái dị thứ nguyên không gian. Không thuộc tính dị thứ nguyên không gian, chính thích hợp dùng để trang tâm ma xích tiêu kiếm. Cái này tân tiến hóa dị thứ nguyên không gian, thời điểm then chốt còn có thể trở thành nàng đòn sát thủ. Công đức xà mỹ nhân bản thân phi thường hài lòng. Đốt! Tâm ma xích tiêu kiếm rơi vào đến cái này tinh khiết không thuộc tính dị không gian bên trong, một kiếm mộng bức. Cái này dị thứ nguyên không gian bên trên, có mấy cái cửa sổ nhỏ. Một cái cửa sổ nhỏ kết nối lấy công đức xà mỹ nhân thị giác, một cái cửa sổ nhỏ kết nối lấy công đức xà mỹ nhân thính giác, còn lại mấy cái cửa sổ có được kết nối lấy ngửi, tinh thần cảm ứng vân vân các loại công năng. Cái này không gian, không phải là tiên tử ngươi chuyên môn vì ta tiến hóa đi ra a? Tâm ma xích tiêu kiếm trong lòng thật lạnh, tiên tử, ta không đáng ngươi vì ta đầu nhập lớn như vậy đại giới a. Vốn cho là mình thân là tâm ma chi thân, có thể trốn qua bản thể nuốt kiếm đạo cỗ đãi ngộ. Không nghĩ tới ma cao một trượng, đạo trực tiếp liền cao một dặm. Bên cạnh, tạo hóa tiên tử yên lặng vỗ tay. Bên cạnh, mộ phần bị tạc mở về sau, Bạch Long tỷ tỷ che chở Tô thì A thập lục thì khiêng Tống Thư Hàng. Bị tạc bay ở trời, thật vất vả mới đứng vững thân hình. A thập lục hạ xuống về sau, Bạch Tiền Bối tiến lên đây, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng cái trán. Thật đúng là ngất đi a, Bạch Tiền Bối nói. Bạch Long tỉ tỉ ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Bạch Tiền Bối, muốn đem Thư Hàng tỉnh lại sao? Tô thị A thập lục vất vả đem Tống Thư Hàng ôm lấy, dò hỏi. Không vội, Bạch Tiền Bối lắc đầu. Hắn cảm giác Tống Thư Hàng trạng thái, có điểm giống nhập định. Không phải hôn mê đơn giản như vậy. Rất có thể là bị Bạch Long đạo hữu nắm chặt thời điểm, lòng có cảm giác, tiến vào nhập định trạng thái, sở dĩ thoạt nhìn như là hôn mê đi qua đồng dạng.
chúng ta trước từ nơi này bí cảnh ra ngoài, Bạch Tiền Bối nói. Về Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa, sau đó lại về thú tu giới. Sau đó Bạch Tiền Bối muốn tại thú tu giới ở vài ngày, phơi nắng mặt trời, câu câu cá. Tốt nhất có thể câu đầu cá lớn. Tống Thư Hàng ý thức, cũng không có tiến nhập định trạng thái, mà là thông qua tán tải vương tọa, lần nữa tiến vào cái kia sau cửa gỗ thế giới, đi gặp Tam Nhãn Tiền Bối. Lần này không phải hắn chủ động kích hoạt tán tải vương tọa, mà là ý thức của hắn trở về nhục thân về sau, tán tải vương tọa cảm ứng được hắn đã tấn thăng thất phẩm, liền đem hắn dẫn dắt quá khứ mỗi một cảnh giới, đều có một lần cùng Tam Nhãn thiếu niên đánh cược cơ hội. Đẩy ra cái kia phiến quen thuộc cửa gỗ, Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí đụng cái đầu đi vào. Ký ức khôi phục về sau, hắn hồi tưởng bản thân mất trí nhớ lúc, tại Huyền Thánh giảng pháp bên trong, mân mê ra gợi cảm bá tống, tại tuyến đáp đề khâu, khả năng có chút hố Tam Nhãn Tiền Bối. Sở dĩ, hắn có chút lực lượng không đủ. Xem trước một chút phía sau cửa thế giới thời tiết, nhìn xem Tam Nhãn Tiền Bối tâm tình như thế nào. Sở dĩ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đụng cái đầu đi vào xem xét. Rầm rầm, phía sau cửa thế giới, chính rơi xuống mưa rào tầm tã. Không ổn, Tam Nhãn Tiền Bối tâm tình 10 phần ác liệt. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Thế là, Tống Thư Hàng quả quyết lùi về đầu, chuẩn bị rút lui. Có thể là hôm nay trái tim của mình bị Bạch Tiền Bối lấy xuống, còn tại trọng sinh nguyên nhân, Tống Thư Hàng cảm giác mình hôm nay đặc biệt túng. Bất quá túng liền túng, có đôi khi túng điểm không chỗ xấu. Ngay tại Tống Thư Hàng lặng lẽ đóng cửa thời điểm, phía sau cửa thế giới bên trong, truyền đến vị kia tròng mắt thanh âm của quản gia. Lão gia, không bằng nghe điểm âm nhạc a. Nghe âm nhạc có thể làm người tâm tình vui vẻ. Ngôn lấy, trong mắt quản gia lấy ra một kiện âm nhạc pháp khí, bắt đầu thao tác. Một trận dồn dập tiếng trống âm vang lên. Cái này đợt khúc dạo đầu có được chúng độc cảm giác tiết tấu, để cho người ta nghe nhịp trống thanh âm, thân thể cũng nhịn không được theo lắc lư. Tống Thư Hàng nghe được cái này thủ âm nhạc phong cách lúc, trong lòng hoảng hốt bởi vì Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có vị tiền bối bản gốc ca khúc, cũng phần lớn là lấy loại phong cách này bắt đầu. Trong mắt quản gia phát ra âm nhạc, sẽ không đúng lúc là vị kia đáng sợ tiền bối ca khúc a. Đi mau, nếu thật là vị tiền bối kia ca khúc, nếu ngươi không đi khả năng liền đi không được nữa. Tống Thư Hàng kiên định quay người. Lúc này, cái kia dồn dập nhịp trống, tiếng đàn khúc nhạc dạo kết thúc. Theo sát truyền đến, là một nữ tử to rõ tiếng ca. Không phải tạo hóa pháp phương tiếng ca. Mà lại, hát ngôn ngữ cũng rất đặc thù, nên là chư thiên vạn giới cái nào đó thế giới khác ngôn ngữ. Tống Thư Hàng lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải tạo hóa pháp phương ca liền tốt. Nếu như là tạo hóa tiền bối tiếng ca, hắn sợ bản thân không chạy ra tán tài vương tọa, liền phải trước một bước ngã xuống. Nhẹ nhàng thở ra về sau, Tống Thư Hàng tiếp tục lặng lẽ thối lui, rời xa cửa gỗ. Hôm nay hắn muốn một túng đến cùng. Sau cửa gỗ, nữ tử kia tiếng ca, càng phát ra vang dội. Tiếng ca thậm chí thấu môn mà ra. Rút đi Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, thân thể của mình cứ nhiên không tự chủ được theo nữ tử tiếng ca tiết tấu, bắt đầu chấn động. Tiếng trống chấn động, tiếng đàn bốc lên, nữ tử hát nhanh tiết tấu ca khúc. Nàng hát mỗi một cái nhịp, đều có khiến người không tự chủ được tùy theo muốn năng lực. Lấy Tống Thư Hàng thất phẩm tôn giả cảnh giới, vậy mà đều không cách nào miễn dịch. Thân thể của hắn, không ngừng chấn động, tựa như nhảy phi cơ giới vũ, lại như trúng đạn đồng dạng, một bước chấn động. Đầu của hắn tựa như lên phát đầu, không ngừng trên dưới trái phải lay động. Nữ tử này tiếng ca, có được cùng loại tạo hóa pháp phương ca khúc lực lượng, có thể chi phối nghe ca nhạc người, phi thường khủng bố. Càng hao tổn tâm trí chính là, bị tiếng ca chi phối về sau, Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu không tự chủ được hướng tiếng ca nơi phát nguyên tới gần. Nói cách khác, nguyên bản chuẩn bị lặng lẽ rời đi hắn, hiện tại một bên giống chúng thường giống như nhảy chấn động máy móc vũ, một bên điên cuồng đong đưa đầu, một lần nữa hướng cửa gỗ tới gần. Gặp quỷ! Đừng nói cho ta đây là trường sinh giả đang hát a. Thân bất do kỳ Tống Thư Hàng, diêu đầu hoảng não, phá tan cửa gỗ. Chi! Cửa gỗ lại một lần nữa mở ra. Phía sau cửa, vẫn như cũ là mưa như chút nước mưa to. Tam Nhãn thiếu niên một mặt u buồn chi sắc, nằm tại trên ghế xích đu, mặc cho hạt mưa đánh ở trên người hắn. Cái thế giới này thời tiết, theo tâm tình của hắn biến hóa, hoàn toàn là từ Tam Nhãn thiếu niên chúa tể.
Nhưng bây giờ, hắn lại tùy ý những thứ này hạt mưa đánh trên người mình nói rõ tâm tình của hắn có bao nhiêu ác liệt. Tại Tam Nhãn thiếu niên bên cạnh, trong mắt quản gia chống đỡ dù che mưa, lại chỉ che khuất bản thân, mặc cho Tam Nhãn thiếu niên bị xối thành ướt sũng. Siêu đầu hoảng não Tống Thư Hàng thấy cảnh này lúc, thận liền từng lớp rút đau. Một màn này, khiến cho hắn nhớ tới bản thân Tam Thập Tam Thú tổ hợp pháp khí vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành. Mặt khác quản gia trong tay, dẫn theo một đầu ampli tráng pháp khí, nữ tử kia chi phối tiếng ca, chính là từ nơi này ampli pháp khí bên trong truyền ra. Ba 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 Tống Thư Hàng nhảy thái không bộ, lui về trượt đến Tam Nhãn thiếu niên trước mặt, tới gần cái kia ampli pháp khí. Đồng thời, đầu của hắn theo âm nhạc, không ngừng vung vẩy, hất ra từng lớp nước mưa. Giờ khắc này hắn, như là vũ vương phụ thể. Một mực đương Tống Thư Hàng trượt đến Tam Nhãn thiếu niên phía trước về sau, cái kia thủ chi phối tiếng ca mới chậm rãi đình chỉ. Tiếng ca tiêu tán, Tống Thư Hàng khôi phục tự do. Tam Nhãn thiếu niên cái chán con mắt thứ ba cùng hắn nhìn nhau. Đây thật là bết bát nhất cưỡng ép gặp nhau. Hi, tiền bối, Tống Thư Hàng bày ra vũ vương thái không bộ phần cuối tư thế, bên mặt nhìn về phía Tam Nhãn thiếu niên, kiên trì chào hỏi. Ha ha ha, bá Tống tiểu hữu. Tam Nhãn thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra sán lạn thiếu dung. Sát na ở giữa, trên bầu trời mưa to tiêu tán vô tung vô ảnh. Ấm áp nhân tâm mặt trời, lần nữa đối cái thế giới này lộ ra nét mặt tươi cười. Liền ngay cả Tam Nhãn trên người thiếu niên nước mưa, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bên trên tròng mắt quản gia, yên lặng hợp lên dù che mưa. Bá Tống Huyền Thánh vừa đến, lão gia liên tâm tình đều thay đổi tốt hơn, không hổ là thiên niên đệ nhất thánh. Mặc dù là hàng lởm. Chúc mừng ngươi tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới, tiểu hữu. Tam Nhãn thiếu niên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. May mắn mà có tiền bối pháp khí tương trợ, nếu không có tiền bối trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp đề, ta tuyệt đối sống không qua huyền thánh giảng pháp, cũng vô pháp thuận lợi tấn thăng thất phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười chân thành, mặt khác, ta vừa vặn mượn huyền thánh giảng pháp, hoàn thành tán tài vương tọa ước định, đem đáp đề cơ hội tán cho chư thiên vạn giới. Nhìn Tam Nhãn thiếu niên biểu lộ, hiển nhiên là bá Tống tại tuyến đáp đề khâu, gài bẫy tiền bối. Nhìn tiền bối phản ứng cùng thời tiết biến hóa, Tam Nhãn tiền bối hiển nhiên là muốn thu sau tính sổ sách. Đây đã là xấu nhất cục diện. Sở dĩ Tống Thư Hàng dứt khoát đập nồi dìm thuyền, trước một bước dùng tán tài vương tọa ước định, chắn Tam Nhãn tiền bối miệng. Bá Tống tiểu hữu ngươi làm rất tốt, Tam Nhãn tiền bối cười ha ha, vung tay lên một cái, lần này, ngươi là tới tìm ta tiến hành thất phẩm tôn giả đổ ước sao? Không không không, ta vừa mới tấn cấp, đổ ước sự không vội. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, mà lại, ta còn chưa chuẩn bị xong tiền đánh bạc. Lại nói, ta lần này đi vào là ý thức thể, nhục thân còn không có vào đây. Tam Nhãn thiếu niên nhìn qua Tống Thư Hàng, nhếch miệng lên, vậy thì thật là rất tiếc nuối, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng bá Tống đạo hữu lại cược một trận. Còn nhiều thời gian, chờ ta củng cố thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, lại cược không muộn. Tống Thư Hàng chân thành nói dù sao hôm nay coi như Tam Nhãn tiền bối giảng thiên hoa loạn trụy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Vô luận Tam Nhãn tiền bối nói cái gì, toàn bộ làm như thành dụ hoặc, một mực không nhìn. Thôi được, còn nhiều thời gian, Tam Nhãn thiếu niên nói, mặt khác, đã Thư Hàng tiểu hữu ngươi đã tấn thăng đến thất phẩm tôn giả cảnh giới, ta cái này có một cái liên quan tới thất phẩm cảnh giới huyền bí, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Tiền bối thỉnh giảng. Tống Thư Hàng lập tức nhu thuận ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng. Tam Nhãn tiền bối ngồi thẳng người, nói, tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, ngươi chỉ phải tốn chút năm ngày, tôi luyện tâm cảnh, liền có thể ngưng tụ ra chân thực huyễn tượng. Ta muốn giảng chính là liên quan tới chân thực huyễn tượng ẩn tàng huyền bí. Ngươi bây giờ không ngưng tụ ra chân thực huyễn tượng cũng không cần gấp, trước hết nghe tai an. Tại hắn đối diện, tân tấn Tống tôn giả. Yên lặng mở ra bản thân chân thực huyễn tượng vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành. Tam Nhãn thiếu niên. Tam Nhãn thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khéo léo ngồi tại đối diện, ở phía sau hắn, tòa nào vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành sáng chói mắt. Lão gia, ngài bị đánh mặt, một bên trong mắt quản gia ôn nhu nhắc nhở, vừa bắt đầu một lần nữa móc ra dù che mưa. Rầm rầm trên bầu trời vừa ngừng mưa to, lần nữa giáng lâm. Mây đen bao phủ. Đem cái này sau cửa gỗ thế giới đều nhuộm thành đêm tối. Trong mắt quản gia thuần thục chống ra ô lớn, đem mưa to toàn bộ ngăn cản,
trên thân tích thủy không dính. Tam nhãn thiếu niên u nhìn qua Tống Thư Hàng, nói, ngươi liền không thể theo trình tự bình thường đi. Bình thường thất phẩm tôn giả, tại tấn cấp về sau, bước đầu tiên là bế cái quan củng cố cảnh giới, tiếp theo là tôi luyện tâm cảnh của mình, cũng đem sâu trong nội tâm mình khắc sâu nhất ký ức miêu tả ra, lại tiến hành suy nghĩ, dùng một năm hoặc mấy năm, tạo dựng ra thuộc về mình chân thực huyễn tượng. Tống Thư Hàng rõ ràng vừa mới tấn cấp, cái này chân thực huyễn tượng là chuyện gì xảy ra? Đối diện, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, tiền bối, ta thật không có ý gì khác. Ta chỉ là đơn thuần muốn đem cái này chân thực huyễn tượng hiện ra cho tiền bối ngài nhìn một chút. Bởi vì nó tương đối đặc biệt, nó không phải ta bản mệnh nguyên anh ngưng tụ ra chân thực huyễn tượng, mà là ta thứ nhất nhỏ nguyên anh nguyên kim đan kết cấu chỗ diễn hóa mà ra. Nó tựa hồ cùng bình thường chân thực huyễn tượng có chỗ khác biệt, ta hoài nghi ta cái khác 6 cái nhỏ nguyên anh, sớm muộn cũng sẽ biến ra một bộ chân thực huyễn tượng ra. Tam nhãn thiếu niên. Nói cách khác, dạng này kiểu dáng chân thực huyễn tượng người chỉ ít còn sẽ có 6 cái đúng hay không? Bá Tống, ngươi còn dám nói mình không có ý tứ gì khác. Trên bầu trời mưa to càng rơi xuống càng lớn, mơ hồ trong đó bắt đầu xen lẫn một chút mưa đá. Trong mắt quản gia dù che mưa bị nện ra mấy cái lỗ lớn. Mấy khối mưa đá nện ở thân thể nó bên trên. Trong mắt quản gia yên lặng thở dài, loại tâm tình này thay đổi thất thường lão gia, thật khó hầu hạ. Nó yên lặng đem còn sót lại dù che mưa thu về, để qua một bên. Sau đó, nó móc ra một cái thuẫn trạng sắt thép ô lớn, lần nữa yên lặng chống lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đông đông đông, mưa đá rơi vào sắt thép ô lớn bên trên, phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập, lại còn phi thường êm tai. Đối diện, Tống Thư Hàng đồng dạng chống đỡ một mặt mai rùa đại thuẫn, chống cự lấy trên bầu trời mưa đá. Tiền bối, ta thật không có ý tứ gì khác, bởi vì chân thực huyễn tượng, ta kỳ thật tại lục phẩm cảnh giới liền đã nắm giữ một cái, không tin ngươi nhìn. Tống Thư Hàng nhanh chóng giải thích nói. Sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này, còn tế ra một cái khác chân thực huyễn tượng đi kích thích đại lão, cũng không phải là Tống Thư Hàng dục vọng cầu sinh bình thản, ngược lại là hắn hiện tại dục vọng cầu sinh chưa từng có mãnh liệt thể hiện. Bởi vì tại Ngụy Bạch Tiền Bối sa mạc huyễn tượng thế giới bên trong, có một tôn còn nhỏ Bạch Tiền Bối tồn tại. Tại trong tuyệt cảnh, Tống Thư Hàng hy vọng ấu Bạch có thể cho hắn mang đến may mắn. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, thúc giục hắn như thế đi đi. Tam nhãn thiếu niên. Lão gia, bá Tống Huyền Thánh nói mình lục phẩm liền nắm giữ chân thực huyễn tượng. Trong mắt quản gia nhắc nhở. Ngậm miệng, tam nhãn thiếu niên cảm giác mình lá gan đều tại trướng đau. Lúc này, đối diện Tống Thư Hàng không kịp chờ đợi vỗ tay phát ra tiếng. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành tiêu tán, ngược lại hóa thành một cái nhiệt tình sa mạc. Mưa to, mưa đá toàn bộ rơi vào nóng hổi trong sa mạc. Bạch tiền bối giúp ta, Tống Thư Hàng nội tâm âm thầm cầu nguyện. Ra đi, còn nhỏ Bạch tiền bối. Nhưng mà, hắn cầu nguyện ấu Bạch cũng không có hiện thân. Ngụy Bạch tiền bối nhiệt tình sa mạc thế giới bên trong, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Sau đó, có một cây tráng kiện ma thần trụ, từ trong sa mạc dâng lên. Không được, Tống Thư Hàng kêu lên. Nhìn thấy căn này ma thần trụ xuất hiện lúc, trong lòng của hắn mát lạnh. Căn này ma thần trụ sau khi xuất hiện, mỗi lần đều sẽ đem hắn treo lên thiêu chết. Mặc dù sẽ không thật chết, nhưng trong đó tư vị cũng không tốt thụ. Càng quan trọng hơn là, bị ngốc đốt phi thường xấu hổ. Ầm ầm âm thanh bên trong, ma thần trụ nhanh chóng nhô lên. Sau một khắc, tam nhãn thiếu niên bị ma thần trụ đẩy lên, một mực đội lên hơn 20 mét cao, bị dán tại ma thần trụ đỉnh. Lại có kinh khủng ma hỏa, từ trụ lên thiêu đốt mà lên, trong chớp mắt liền đem tam nhãn thiếu niên đốt thành cái hỏa nhân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, cứng ngắc nhìn qua ma thần trụ bên trên hỏa nhân. Muốn xong, hôm nay ta Tống mỗi người muốn xong, tốt định. Trong mắt quản gia yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua bị ma thần trụ treo lên lão gia. À, đây không phải Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ nha. Trong mắt quản gia lên tiếng nói, khó trách lão gia không tránh không né, bị ma thần trụ treo lên. Xem bộ dáng là nhìn thấy Hà Chỉ Ma Đế cây cột, khơi gợi lên quá khứ hồi ức. Sau đó trong mắt quản gia duỗi ra hai đầu xúc tu, tại trước mặt bày ra vỗ tay động tác, bắt đầu yên lặng niệm tụng. Đồng thời nó còn đối Tống Thư Hàng nói, bá Tống Huyền Thánh, tranh thủ thời gian thừa cơ hội cầu nguyện. Đây chính là sống sờ sờ, bị treo lên thiêu đốt thần trì, thừa cơ cầu nguyện, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại.
Tống Thư Hàng. Cái này trong mắt quản gia là thế nào sống đến bây giờ? Quả thực là kỳ tích. Hay là nói, cái này trong mắt quản gia cùng công đức xà mỹ nhân đồng dạng, có được chủ nhân bất tử, liền vô hạn phục sinh công năng. Mặt khác, trong mắt quản gia tựa hồ nhận biết Hà Chỉ Ma Đế. Kết hợp với năm đó Hà Chỉ Ma Đế đã từng tham gia qua tranh đoạt thiên đạo chi vị trận chung kết tư lịch, chẳng lẽ năm đó Hà Chỉ Ma Đế chính là cùng Tam Nhãn Thiếu Niên tranh đoạt thiên đạo? Hoặc là, Hà Chỉ Ma Đế đã từng cùng Tam Nhãn Thiếu Niên có cho nên? Ma thần trụ bên trên. Tam Nhãn Thiếu Niên ước chừng bị treo đốt 10 cái hô hấp về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hơi động một chút, thân hình liền từ ma thần trụ lên tránh thoát xuống tới, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Trên bầu trời, mưa to, mưa đá tiêu tán không gặp. Chỉ là trên bầu trời vẫn như cũ là mây đen dày đặc. Trong mắt lão quản gia thu hồi sắt thép dù che mưa, một lần nữa móc ra một chương ghế đu. Tam Nhãn Thiếu Niên tại trên ghế xích đu nằm xuống. Ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn về phía sa mạc 6 giờ phương hướng, một lúc lâu sau, hắn lại thu hồi ánh mắt. Đem cái này chân thực huyễn tượng giải trừ đi, Tam Nhãn Thiếu Niên chậm rãi nói. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, đem huyễn tượng giải khai. Hắn lại nhu thuận ngồi vào Tam Nhãn Thiếu Niên đối diện cây kia ma thần trụ tựa hồ chó ngáp phải ruồi, để hắn tránh thoát một kiếp. Trở lại chuyện chính, đã ngươi đã trải qua đã thức tỉnh chân thực huyễn tượng năng lực, vậy ngươi hẳn là có thể cảm giác được, thất phẩm tôn giả cảnh giới năng lực thiên phú chân thực huyễn tượng là phi thường kỳ diệu năng lực. Thậm chí loại năng lực này, từ trên lý luận giảng, căn bản không nên là thất phẩm tôn giả có thể nắm giữ. Bởi vì hắn dính đến hư thực pháp tắc, còn có sáng tạo. Tam Nhãn Thiếu Niên chân thành nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ, có tiền bối đối với hắn cũng nói qua lời tương tự. Cho nên, tại tấn thăng thất phẩm về sau, người đừng vội lấy đi tấn thăng bát phẩm. Đề nghị của ta là, xâm nhập đi nghiên cứu chân thực huyễn tượng. Mặt khác, ta chỗ này có một chút liên quan tới chân thực huyễn tượng tâm đắc, người tiến lên đây, ta truyền thụ cho ngươi. Tam Nhãn Thiếu Niên đối Tống Thư Hàng vẫy gọi. Nói, hắn đưa tay tại trán mình một bóc, cái trán con mắt thứ ba liền bị hắn móc xuống dưới. Quả nhiên, sẽ móc trong mắt mới là đại lão tiêu chuẩn thấp nhất. Tống Thư Hàng tiến lên, đi vào Tam Nhãn Thiếu Niên trước mặt đồng thời, trong lòng của hắn suy tư liên quan tới chân thực huyễn tượng vấn đề. Tam Nhãn tiền bối một giảng đến chân thực huyễn tượng tầm quan trọng lúc, hắn liền lập tức nghĩ đến Sở Các Chủ Bích Thủy Các. Sở Các Chủ Bích Thủy Các thậm chí đã trải qua chân thực đến ngay cả tu sĩ đều nhìn không ra thật giả trình độ. Trong đó một ngọn cây cọng cỏ, một người một vật, đều phảng phất thật sự có sinh mệnh. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua, Sở Các Chủ một mực duy trì lấy Bích Thủy Các hình thái, nàng Bích Thủy Các phảng phất đã vượt ra chân thực huyễn tượng hạn chế. Sau đó, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới Viễn Cổ Thiên Đình. Viễn Cổ Thiên Đình một chút tạo thành bộ phận, đồng dạng cũng là chân thực huyễn tượng. Lúc trước, có Viễn Cổ Thiên Đình người sống sót đến cướp đoạt Sở Các Chủ Bích Thủy Các, muốn lấy Bích Thủy Các làm căn cơ, lại lập Thiên Đình. Rất tốt, thả lòng, Tam Nhãn tiền bối nghiêm túc nói, hắn trong lòng bàn tay dán mình cái thứ ba con ngươi, nhắm ngay Tống Thư Hàng cái trán nhấn tới, nhắc nhở, không cần kháng cự, tiếp nhận ta muốn truyền đạt cho thư của ngươi hơi thở. Chân thực huyễn tượng bên trong ẩn tàng huyền bí, ngay tại cái này con mắt thứ ba bên trong sao. Trong lúc đang suy tư, Tam Nhãn Thiếu Niên bàn tay đã trải qua đặt tại hắn cái trán. Con mắt này cùng Tống Thư Hàng làn da tiếp xúc, một loại phảng phất điện giật cảm giác, điện giật cái trán. Đầu óc đều đang run rẩy. Loại thống khổ này, nháy mắt đạt tới Tống Thư Hàng thống khổ tiếp nhận tuyến tiêu chuẩn. Tê Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh. Rét căm căm. Rõ ràng không phải nhục thân, chỉ là ý thức thể, loại này kịch liệt đau nhức lại chân thật như vậy. Sẽ có chút đau nhức, nhẫn nại một chút, Tam Nhãn tiền bối chậm rãi nói. Tiền bối ngài ngược lại là sớm một chút nhắc nhở a. Tống Thư Hàng thở dài. Nếu như ta sớm một chút nhắc nhở ngươi, ngươi liền sẽ bản năng đi phòng bị thống khổ, làm sao có thể trầm tĩnh lại. Tam Nhãn tiền bối vừa quan sát Tống Thư Hàng biểu lộ, một bên hồi đáp. Sau đó, một chút liên quan tới chân thực huyễn tượng nghiên cứu tin tức, từ cái này con mắt thứ ba bên trong, hướng Tống Thư Hàng đại não tràn vào. Đích thật là kết quả nghiên cứu số liệu không thể nghi ngờ. Tống Thư Hàng bắt đầu phối hợp với, tận lực buông lỏng, tiếp nhận những tin tức này số liệu. Tin tức truyền lại tốc độ cũng không nhanh, nhưng bởi vì là cưỡng ép rót vào, cho nên mới sẽ sinh ra đau đớn. Nếu là ta tu chân mã hai chiều nói chuyện phiếm,
có thể khai phá ra truyền lại tin tức công năng, liền diệu. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác, mình tu chân mã hai chiều nói chuyện phiếm, còn có rất nhiều công năng có thể khai phát, hoàn thiện. Tu chân công năng, ngay cả thuần năng lượng đều có thể viễn trình truyền thâu, tin tức cùng tri thức truyền thâu công năng hẳn là cũng có thể khai phá ra. Hiện tại hắn là thất phẩm tôn giả cảnh giới, chờ hắn tiếp tục sau khi tấn cấp, nhất định có thể khai phá ra càng nhiều công năng cùng quyền hạn. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, khóe mắt liếc qua nhìn thấy bên cạnh vị kia tròng mắt quản gia, con mắt thật to đang không ngừng chớp động, đối hắn liều mạng nháy mắt. Tống Thư Hàng, tròng mắt quản gia, dùng sức nháy mắt, giống như là ném mị nhãn. Nó muốn hướng ta truyền lại tín hiệu gì? Không tốt, có thể là tam nhãn tiền bối muốn lừa ta. Tống Thư Hàng lĩnh ngộ tới. Nhưng là trễ. Sau một khắc. Bảo, muốn bảo. Tống Thư Hàng hét thảm lên. Từ tam nhãn tiền bối lòng bàn tay con mắt bên trên, đột nhiên có vô cùng to lớn tin tức, một hơi nhét vào đầu óc hắn. Tin tức phảng phất là mạnh dòng điện, mạnh rót vào não. Rung động tủy não. Nếu như nói trước đó liên quan tới chân thực huyễn tượng nghiên cứu tin tức số liệu, là 1 KB, vậy lần này mạnh rót vào não dòng số liệu, trực tiếp kéo đến 1 TB lớn nhỏ, cả hai chênh lệch là 1 tỷ lần còn nhiều. Những tin tức này, không còn là chân thực huyễn tượng nghiên cứu số liệu, mà là vô số loại ngôn ngữ, vô số cái thanh âm tạo thành đặt câu hỏi số liệu. Toàn bộ là liên quan tới tu luyện phương diện trưng cầu ý kiến loại đặt câu hỏi. Từng cái cảnh giới, từng cái tu luyện hệ, từng cái thế giới người tu luyện, đưa ra đủ loại vấn đề. Thanh âm có nam có nữ, trẻ có già có, lớn có nhỏ có. Như thế lớn tin tức một hơi nhét vào, Tống Thư Hàng cảm giác đầu óc phảng phất muốn nổ tung. Những thứ này, là ta huyền thánh giảng pháp, bá tống tại tuyến đáp đề khâu, chư thiên vạn giới đặt câu hỏi sao. Tống Thư Hàng lập tức minh ngộ tới. Đây đều là mình gieo xuống nhân. Nhân quả, chính là kỳ diệu như vậy. Mình gieo xuống nhân, liền muốn có nuốt vào quả giác ngộ bai, cửu châu nhất hào quần, vũ nhu tử tiên tử. Tống Thư Hàng một mực cảm giác vũ nhu tử lời này giảng rất đúng. Tất cả mọi người là người trưởng thành, mình gieo xuống nhân, kết xuất quả cũng đừng có đi trốn tránh. Bất quá, cái này quả quá lớn. Hiện tại, trả nợ đều có phần kỳ trả khoản hình thức. Nuốt vào quả thời điểm, có thể hay không chia mấy lần đến ăn. Thế là Tống Thư Hàng run rẩy tay, run rẩy nói, tiền bối mời hoãn một chút muốn nổ. Thống khổ sao, tam nhãn thiếu niên hỏi, thanh âm ôn nhu như là nhà bên đại ca ca. Tống Thư Hàng run rẩy gật đầu, loại này khổng lồ lượng tin tức một hơi rót não, đối với hắn mà nói lại là một loại hoàn toàn mới đau đớn, là hắn còn không có thích ứng thống khổ phương thức. Lại thêm, loại thống khổ này cấp bậc lập tức nâng lên nổ tung cực hạn, để Tống Thư Hàng ngay cả cái thích ứng giảm sóc thời gian đều không có. Nếu như tin tức lưu truyền thâu tốc độ, thoáng chậm dần một điểm, Tống Thư Hàng liền có lòng tin dần dần đi thích ứng nó. Ngươi thống khổ là được rồi, tam nhãn thiếu niên ôn nhu nói, đừng sợ, mặc dù ngươi rất thống khổ, nhưng là... Nỗi thống khổ của ta càng tại ngươi phía trên. Trong mắt quản gia dùng xúc tu che mắt, không đành lòng nhìn thẳng hình tượng này. Đồng thời, nó một cái khác xúc tu, đem cái ghế chuyển trước, nhét vào Tống Thư Hàng sau lưng, để hắn ngồi xuống. Ngươi bây giờ tiếp nhận thống khổ chỉ là ngươi giảng pháp thời điểm, ta tiếp nhận thống khổ 1%. Cảm nhận được sao, ta lúc ấy thế nhưng là đau đến run rẩy, không xuống giường được. Nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất để ta thống khổ như vậy người. Tam nhãn thiếu niên vui vẻ nói, cho nên, ngươi muốn kiêu ngạo, bá tống tiểu hữu. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ngươi là tuyệt nhất, phần này quang vinh cùng kiêu ngạo, ngươi thụ chi không thẹn. Phần này quang vinh cùng kiêu ngạo, ta không cần còn không được sao. Tống Thư Hàng hai tay chăm chú chụp lấy cái ghế tay vịn, thậm chí tại tay vịn bên trên cầm ra mấy đầu dấu tay. Cái ghế này chất lượng, thất tinh thất toàn, tốt đến bạo. Đừng nóng vội, bá tống tiểu hữu. Đây vẫn chỉ là bá tống tại tuyến đáp đề tin tức lưu đợt thứ nhất. Ta tổng cộng vì tiểu hữu chuẩn bị 10 đợt tin tức số liệu. Lúc đầu, đây là ta vì tiểu hữu chuẩn bị thất phẩm đánh cực tranh tài hạng mục, không nghĩ tới sớm có đất dụng võ. Tam nhãn thiếu niên cười ha ha nói. Tống Thư Hàng chớp mắt. Còn có 9 làn sóng. Phải chết, phải chết, phải chết. Chống đỡ xuống dưới, bá tống tiểu hữu. Chỉ cần ngươi có thể chống đến đợt thứ 10, con mắt này, liền đưa ngươi. Tam nhãn thiếu niên ôn nhu nói. Sau đó 9 làn sóng dòng số liệu,
một đợt so một đợt tàn khốc. Hắn cực bá tống nhiều nhất chống đến đợt thứ tư. Não khoát thống. Cảm giác tựa như là có căn nung đỏ côn sắt, cắm vào trong đầu, tại quấy óc, não nhân đều đang run rẩy. Đây mới là điện áp thức nhồi cho vịt ăn quán thâu tinh túy chỉ nếu không một hơi no bạo đầu óc, liền hướng trong chết quán. Căn bản không cho người ta thích ứng thống khổ cơ hội, đơn giản phạm quy. Tống Thư Hàng mười ngón một mực nắm lấy cái ghế tay vịt, bờ môi phát xanh, ngón chân đều bởi vì kịch liệt đau nhức kéo căng. Bên cạnh, Tam Nhãn tiền bối còn thỉnh thoảng dùng thanh âm ôn nhu đặt câu hỏi, thống khổ sao? Còn không ngất đi sao? Còn có ý thức sao? Còn nhịn được sao? Tiền bối thanh âm, vừa xốp vừa ấm. Nghe thấy thanh âm, ôn nhu chỉ rũ trí cực. Cái này chết tiệt ôn nhu. Bên cạnh, trong mắt quản gia đang suy nghĩ cái gì muốn hay không cho bá tống tiểu hữu. Xoa bóp bên dưới huyệt thái dương, làm dịu bên dưới nỗi thống khổ của hắn. Bá tống tiểu hữu hiện tại quá thảm rồi, hắn nhìn lấy đều lòng chua xót, vì hắn chảy xuống to lớn nước mắt. Ủng hộ, bá tống tiểu hữu. Đợt thứ nhất lập tức liền muốn đi qua, thắng lợi trong tầm mắt. Người có thể làm được, nhất định phải chịu đựng a. Tam Nhãn tiền bối ra sức vì Tống Thư Hàng cổ vũ ủng hộ. Nếu như Tống Thư Hàng liền đợt thứ nhất đều không chịu nổi. Phía sau hắn thiết kế tỉ mỉ 10 đợt dòng số liệu, chẳng phải là uổng phí công phu rồi. Sở dĩ, bá tống ít nhất cũng phải chống đến đợt thứ tư, dạng này hắn có thể đạt được cảm giác thỏa mãn. Bá tống đạo hữu, có muốn gậy nhét miệng không? Trong mắt quản gia quan tâm hỏi. Tống Thư Hàng lúc này hung hăng cắn chặt hàm răng, phát ra thống khổ nức nở âm thanh, tiếp tục như vậy nữa nói không chừng sẽ cắn nứt đầu lưỡi. Sở dĩ, trong mắt quản gia cảm giác hắn cần một cây gậy để cắn. Tam Nhãn thiếu niên xoay người lại, tiếp cận trong mắt quản gia nếu không phải gia hỏa này không có miệng, hắn nhất định phải cho hắn đeo lên gậy nhét miệng, để nó triệt để im miệng. Năm cái hô hấp sau. Trên ghế Tống Thư Hàng, đột nhiên sụi lơ xuống tới. Hắn há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh tại Tam Nhãn thiếu niên sau cửa gỗ thế giới bên trong, ý thức thể cùng nhục thân căn bản cũng không có khác nhau. Đợt thứ nhất dòng số liệu quán thâu kết thúc. Tống Thư Hàng trong đầu, nhiều vô số đầu đủ loại vấn đề, tất cả đều là chư thiên vạn giới những người tu luyện nói lên, trên việc tu luyện gặp gỡ nghi hoặc. Trên lý luận tới nói, nghi hoặc cũng là tri thức một bộ phận. Nhưng vấn đề là, Tam Nhãn tiền bối truyền thâu quán tới dòng số liệu bên trong. Chỉ có nghi hoặc, không có đáp án. Mà lại, bộ phận thứ nhất quán thâu tới được vấn đề số liệu, Tống Thư Hàng một chút cũng xem không hiểu. Không phải hắn lý luận tri thức trình độ thấp. Mà là bởi vì ngôn ngữ không thông. Ngôn ngữ là người với người giao lưu không thể thiếu bộ phận, một khi giữa người và người ngôn ngữ giao lưu không thông lúc, liền rất đau đớn đầu óc. Nhiều như vậy vấn đề dòng số liệu, đối Tống Thư Hàng tới nói hoàn toàn là vô tự thiên thư. Ngoại trừ chống đỡ hắn đại não run rẩy, não nhân chứng đau nhức bên ngoài, không dùng được. Tống Thư Hàng bất lực dựa vào ghế loại thống khổ này, có thể so với tử vong. Năm đó hắn học tập xem xét bí pháp. Trong đầu một mực không ngừng vang lên 88.888 cái niệm kinh âm thanh, cùng loại này mạnh quán số liệu thống khổ so ra, quả thực là thiên địa khác biệt. Bất quá, một đợt thống khổ qua đi, Tống Thư Hàng cảm giác mình rốt cục thoáng thích ứng một điểm loại này mới thống khổ. Bên trong thân thể của hắn bắt đầu sinh ra nhằm vào loại thống khổ này kháng thể. Mà lại, không biết có phải hay không ảo giác. Tống Thư Hàng cảm giác mình thần thức cường độ đều tăng lên không ít. Tinh thần lực tại tiếp nhận cường quán dòng số liệu quá trình bên trong, đạt được nhất định trưởng thành. Bá Tống tiểu hữu, chúc mừng ngươi thông qua được đợt thứ nhất khảo nghiệm. Nhưng là, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, còn có 9 làn sóng khảo nghiệm đang chờ ngươi, chúng ta không có thời gian lãng phí ở nghỉ ngơi loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Nghỉ ngơi chính là lãng phí sinh mệnh, chúng ta tiếp tục hành động. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối sục sôi nói. Chờ đã, chờ một chút, tiền bối. Chí ít để cho ta thở một ngụm, Tống Thư Hàng run rẩy nói. Không có vấn đề, dù sao ngươi là tiểu bối, ta không thể cho người lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ ấn tượng. Ta liền cho ngươi thở một ngụm thời gian, Tam Nhãn thiếu niên gật đầu nói. Bên trên tròng mắt quản gia, dùng ánh mắt thương hại nhìn qua Tống Thư Hàng. Sau một khắc, Tam Nhãn tay của thiếu niên trưởng lần nữa đè vào Tống Thư Hàng cái trán, ngươi vừa rồi đã thở hổn hển 3 khẩu khí, tới đi, đợt thứ 2 dòng số liệu trùng kích. Khởi động. Rèn sắt sẵn còn nóng. Kinh điển Tống thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Hèn hạ Tam Nhãn tiền bối, cứ nhiên đùa bỡn văn tự.
Nếu là loại thống khổ này có thể phân lưu cho người khác liền tốt, chỉ nếu có thể đem thống khổ phân lưu một chút, ta liền có thể càng nhanh thích ứng loại thống khổ này, sau đó sinh ra càng nhiều kháng thể, đến thích ứng hắn. Đầu óc run rẩy đồng thời, Tống Thư Hàng trong lòng vô ý thức hiện ra một cái ý niệm như vậy. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, Tống Thư Hàng cảm giác mình não thống khổ trình độ, tựa hồ thấp xuống không ít. Liền phảng phất thống khổ thật sự bị phân lưu. Rõ ràng tam nhãn tiền bối cưỡng ép quán tới dòng số liệu cường độ không có giảm nhỏ, thậm chí so với đợt thứ nhất đến, đợt thứ hai dòng số liệu cường độ còn tại tăng lên. Là tâm lý tác dụng sao? Tống Thư Hàng đầu óc tiếp thu số liệu, cũng đang không ngừng tăng lên, điểm ấy không làm được giả. Nhưng là, thống khổ đẳng cấp đang nhanh chóng hạ xuống. Chẳng lẽ là ta bắt đầu thích ứng loại thống khổ này rồi? Không đúng, ta đối loại thống khổ này năng lực chịu đựng, còn rất yếu ớt. Thống khổ, thật sự bị phân lưu. Chẳng lẽ là tu chân mã QA chức năng mới, đem ta thống khổ phân lưu cho những người khác? Cũng không đúng a, nếu như có phần lưu, tu chân mã QA hảo hữu công năng, sẽ có nhắc nhở. Nhưng lần này, hoàn toàn không có nhắc nhở. Mà lại, Tống Thư Hàng cố ý đi kiểm tra một lần tu chân mã QA công năng, hắn cũng không có bị kích hoạt. Như vậy nổi thống khổ của mình, đến cùng bị phân lưu đi nơi nào? Người đang run rẩy, rất thống khổ à, bá Tống tiểu hữu. Tam nhãn tiền bối vẫn như cũ dùng như vậy vừa xốp vừa ấm thanh âm, ôn nhu nói. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, lại nhắm mắt lại bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, hắn sợ tam nhãn thiếu niên từ trong mắt của hắn, nhìn ra hắn thống khổ tại giảm xuống. Bởi vì thống khổ chẳng biết tại sao, bị phân lưu, thống khổ đẳng cấp hạ thấp một cái giới hạn. Tống Thư Hàng nhẫn nại thống khổ thiên phú năng lực toàn bộ triển khai. Đối loại này kiểu mới thống khổ thích ứng lực, phi tốc tăng lên. 20 cái hô hấp về sau, đợt thứ hai dòng số liệu quán thâu vào giai đoạn kết thúc. Lúc này, một cái niềm vui mới xuất hiện. Đợt thứ hai dòng số liệu vấn đề, trong đó có một bộ phận, Tống Thư Hàng có thể xem hiểu. Cái này đợt dòng số liệu bên trong đặt câu hỏi người tu luyện, là hiện thế trên địa cầu người tu luyện. Ngôn ngữ thông, những tu luyện này lên nghi hoặc vấn đề, coi như không có đáp án, cũng có thể trở thành Tống Thư Hàng kinh nghiệm. Mặt khác, Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, hẳn là cũng xem hắn gợi cảm bá Tống. Tại tuyến đáp đề khâu A. Không biết quần bên trong các tiền bối, đề vấn đề gì. Tống Thư Hàng có chút tò mò cái người này A, chỉ muốn não không đau về sau, cả người liền hoạt dược. Cái này đến cái khác đặt câu hỏi, tràn vào Tống Thư Hàng não hải. Toàn bộ là dùng hiện thế địa cầu ngôn ngữ nói lên, liên quan tới trên việc tu luyện nghi hoặc cùng vấn đề. Các quốc gia ngôn ngữ, còn có một số như là người ngoài hành tinh ngôn ngữ địa phương tiếng địa phương. Lớn loại ngôn ngữ, tiểu ngữ loại, vắng vẻ loại ngôn ngữ, một mạch quán nhập. Tống Thư Hàng đau khổ chống đỡ lấy, chờ đợi tiếng Trung đặt câu hỏi tiến đến hắn rất ngạc nhiên Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, sẽ nói cái gì vấn đề kỳ quái. Chờ rất lâu. Rốt cục, có một thiếu niên thanh âm, dùng tiếng Trung đưa ra nghi hoặc, bá ma tiền bối, ta bây giờ là tam phẩm cảnh giới. Đang tu luyện thiên sư lôi pháp bên trong dẫn lôi thuật, bây giờ bị kẹt tại tứ lôi bình cảnh. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đột phá đến ngũ lôi oanh đỉnh giai đoạn? Có cái gì khiếu môn đâu? Vọng thiên, đó là cái lôi pháp thiên tài. Tam phẩm cảnh giới liền đem thiên sư lôi pháp bên trong dẫn lôi thuật, tu luyện tới tứ lôi cảnh giới. Bây giờ thất phẩm cảnh giới, còn chỉ miễn cưỡng nắm giữ dẫn lôi thuật nhị lôi Tống Thư Hàng, run lẩy bẩy. Còn tốt lúc ấy giảng pháp dùng trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp đề pháp khí, nếu không chỉ là đẳng cấp này vấn đề, Tống Thư Hàng đáp không ra. Theo thiếu niên này đặt câu hỏi vang lên lúc, trong nháy mắt lại có mấy trăm cái tiếng Trung đặt câu hỏi, cùng Anh ngữ, tiếng Nga cùng một chỗ, quán nhập Tống Thư Hàng đầu óc. Tống Thư Hàng rắt cuống họng, nhắm mắt lại, phát ra thống khổ tiếng gào thét, thậm chí còn phối hợp từ hai mắt nhắm chặt bên trong gạt ra nước mắt tới. Mà nội tâm của hắn chính chờ mong vạn phần, tới đi, tất cả liên quan tới tiếng Trung vấn đề, đều hội tụ tới, ta muốn từ đó đem Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối vấn đề lấy ra. Nhưng vào lúc này, đợt thứ hai giảng pháp vấn đề dòng số liệu, đột nhiên liền kết thúc. Quán não mà vào số liệu, bị cưỡng ép chặt đứt. Tống Thư Hàng sững sờ. Không, không có, đừng a, kiên trì một hồi nữa, để cho ta trước đọc đến Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối vấn đề a. Mạnh quán dòng số liệu, lại còn mang chưa xong còn tiếp công năng.
cũng không phải xem tivi kịch, làm gì dạng này cắt số liệu. Nhưng là, hắn lại không thể ôm lấy Tam Nhãn tiền bối, nhượng hắn đừng có ngừng, lại tiếp tục quán dòng số liệu tin tức. Không những như thế, vì không cho Tam Nhãn tiền bối phát giác được hắn hiện tại dị dạng, hắn còn muốn diễn tốt nguyên bộ. Liền trước mắt mà nói, diễn nguyên bộ cũng không khó khăn. Đợt thứ hai dòng số liệu quán não quá trình bên trong, Tống Thư Hàng đối tin tức quán não thống khổ còn chỉ miễn dịch một chút xíu, đau khổ kịch liệt còn tại kích thích thân thể của hắn cùng cảm giác đau thần kinh. Hắn chỉ cần phối hợp thân thể đối thống khổ phản ứng, lại thoáng khoa trương hóa một điểm liền tốt. Thế là, hai làn sóng trùng kích sau khi kết thúc. Tống Thư Hàng lần nữa sụi lơ trên ghế, ngụm lớn hấp khí, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt càng là không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, suy yếu đến liền âm thanh đều không phát ra được bộ dáng so lần trước muốn thảm mấy lần. Tam Nhãn tiền bối lớn tiếng vì Tống Thư Hàng ủng hộ, đây vẫn chỉ là đợt thứ hai, ngươi liền không chịu nổi sao. Ngươi nghị lực đâu, ngươi tại đợt thứ nhất đánh cược bên trong đối ta kiên cường đâu. Xuất ra ngươi nghị lực cùng nhẫn nại thống khổ kiên cường đến, đừng thua cho loại trình độ này thống khổ. Phải biết, liền xem như đợt thứ hai thống khổ, cũng không kịp ta lúc ấy thống khổ vạn nhất. Đồng thời, hắn vung tay lên một cái. Bên trên tròng mắt quản gia móc ra khăn mặt, vì Tống Thư Hàng lau đi nước mắt cùng mồ hôi. Xem ra, gia hỏa này liền đợt thứ ba đều không chịu đựng được. Tam Nhãn tiền bối nhìn lấy mất nước Tống Thư Hàng, thầm nghĩ trong lòng. Hơi có chút tiếc nuối, nhưng lại phi thường có cảm giác thành công. Bản thân thiết kế tỉ mỉ 10 đợt dòng số liệu trùng kích, hiệu quả xuất chúng như thế, thân là người sáng tạo hắn, hết sức hài lòng. Trong mắt quản gia thay Tống Thư Hàng lau xong mồ hôi lui lại qua một bên. Tam Nhãn thiếu niên lại không kịp đem đưa tay ấn về phía Tống Thư Hàng cái trán, thôi động đợt thứ 3 dòng số liệu trùng kích. Tiền, bối. Để cho ta nghỉ ngơi một, Tống Thư Hàng phối hợp với phát ra tiếng kêu thảm. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức tại biểu diễn. Đợt thứ ba số liệu trùng kích cường độ, càng hơn phía trước hai làn sóng. Lúc này Tống Thư Hàng biểu hiện ra thống khổ thần sắc, 8 điểm là chân thật, 2 phần là biểu diễn, ngẫu hứng biểu diễn phá lệ xuất sắc. Rõ ràng có được mặt thẳng thuộc tính, nhưng lúc này trên mặt hắn thống khổ là chân thật thăng hoa. Liền Tam Nhãn tiền bối cũng nhìn không ra dị trạng tới. Đợt thứ ba số liệu trùng kích thống khổ cường độ, tại không bắt đầu phân lưu trước, phi thường khủng bố, Tống Thư Hàng cảm giác mình suýt chút nữa thì bị sốc đi qua. Tốt tại loại này mãnh liệt thống khổ, vẻn vẹn duy trì sát na, rất nhanh liền bị phân lưu. Đồng thời, Tống Thư Hàng mong đợi Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đặt câu hỏi nội dung, cũng theo mệnh quán mà đến dòng số liệu tin tức, tràn vào trong đầu của hắn. Rốt cuộc đã đến, Tống Thư Hàng nội tâm vui vẻ nói. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mình đầu óc, có chút thần kỳ. Theo lý thuyết, số liệu khổng lồ như thế quán nhập đầu óc, tất cả số liệu đều sẽ loạn thành một bầy mới đúng. Nhưng mà đầu óc của hắn mặc dù bị tăng tới đau nhức, nhưng chỉ cần tiếp thu số liệu, đều có thể thật tốt phân loại, tồn trữ. Nếu như Tống Thư Hàng lúc này đối với mình, sử dụng bạch tiền bối truyền thụ cho xóa đi ký ức thuật, liền có thể nhìn thấy trong đầu của mình có mấy cái khác biệt phân bàn. Ổ C, ổ D, ổ E, ổ F, còn có một cái DVD ổ đĩa quang ổ G, cùng mạng lân cận cùng IEO biểu tượng. Ổ F là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức công đức xà mỹ nhân ký ức bàn. Ổ E thì rất thần bí, mơ hồ cùng Tống Thư Hàng linh quỷ có quan hệ. Ổ D là Tống Thư Hàng bình thường tồn trữ ký ức chỗ lúc này cái này bàn bên ngoài tiếp 7 cái tiểu bàn, dung lượng to lớn vô cùng. Tam Nhãn thiếu niên quán tới tất cả tin tức, đều bị phân loại đến ổ đê bên trong, tự động phân loại, chỉnh lý, áp xúc. Đang thống khổ thời điểm, muốn chút sự tình khác, có thể phân tán sự chú ý của mình, để cho mình chẳng phải thống khổ. Tống Thư Hàng hiện tại cũng coi là trong khổ mua vui. Tất cả cùng Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối có liên quan đặt câu hỏi, bị hắn lấy ra, lại theo hỏi thăm thứ tự trước sau sắp xếp. Đầu tiên là Bắc Hà Tán Nhân. Hắn là Cửu Châu Nhất Hào quần vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, đặt câu hỏi cũng là cái thứ nhất. Bắc Hà tiền bối nói lên vấn đề, phi thường chính quy, là liên quan tới trên việc tu luyện nghi hoặc. Tống Thư Hàng nhìn không hiểu ra sao, Bắc Hà tiền bối giảng từng chữ hắn đều nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau về sau, hắn liền điếc. Kế Bắc Hà tiền bối về sau đặt câu hỏi, là Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử phương thức tư duy phi thường nhảy vọt, là thiên tài thức tư duy. Nàng biết hỏi thăm vấn đề gì? Tống Thư Hàng phi thường tò mò.
Tống tiền bối, nếu như ta của tương lai nắm giữ thời gian chi lực, ta có biện pháp nào không ảnh hưởng nàng, từ trên người nàng đạt được tu luyện tin tức? Đến từ Vũ Nhu Tử kỳ tư diệu tưởng. Vũ Nhu Tử đây là muốn mở treo sao? Tống Thư Hàng cười nói. Kế Vũ Nhu Tử về sau, lại là Tô Thị A Thập Lục đặt câu hỏi. À, khi đó A Thập Lục chính mất trí nhớ, cùng ta cùng một chỗ hiển thánh đi, nàng cũng đã hỏi vấn đề. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn mở ra thập lục vấn đề. Bá Tống, chúng ta có phải hay không song tu đạo lữ quan hệ? Đây là mất trí nhớ A Thập Lục nội tâm nghi hoặc. Khi đó Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng ký ức toàn bộ bị mơ hồ hóa. Dưới loại tình huống này, hai người bởi vì bản năng dựa vào cùng một chỗ, lộ vẻ thân mật vô gian. Sở dĩ, ngay lúc đó Tô Thị A Thập Lục mới có thể hỏi ra vấn đề này. Song tu đạo lữ sao? Tống Thư Hàng trong lòng mặc niệm lấy cái từ này, suy nghĩ ngàn vạn. Đó là cái thức quen thuộc, lại phi thường có cảm giác xa lạ từ ngữ. Loại cảm giác xa lạ này cũng không phải là chỉ không hiểu cái từ này ý tứ, mà là đến từ trên tâm lý cảm giác xa lạ tương đương với bình thường độc thân người đối mặt bạn gái cái từ này lúc, cái kia loại tâm lý cảm giác xa lạ. Đương nhiên, bằng thực lực độc thân đại lão nhóm không ở chỗ này bình thường phạm vi. Mà loại kia cảm giác quen thuộc thì đến bắt nguồn từ hắn gần nhất cái kia gặp cái gì đều cảm giác nhìn quen mắt, nghe cái gì đều cảm giác quen tai tật xấu. Cũng không biết lúc ấy bá Tống tại tuyến đáp đề, là thế nào trả lời A Thập Lục cái vấn đề này. Tống Thư Hàng trong lòng như là có con mèo tại bắt cào. Từ trên nguyên tắc tới nói, bá Tống tại tuyến đáp đề khâu chỉ trả lời cùng tu luyện có liên quan vấn đề, phàm là cùng tu luyện không quan hệ vấn đề, cũng sẽ không đạt được giải đáp. Nhưng Tô Thị A Thập Lục vấn đề này cùng tu luyện cũng có thể nhắc lên điểm bên cạnh song tu cũng là tu luyện một loại đường tắt. Vạn nhất bá Tống tại tuyến đáp để cho A Thập Lục phát mấy thiên song tu công pháp làm sao bây giờ? Chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Mà lại, như Tô Thị A Thập Lục nghĩ lầm song tu công pháp là mình cho nàng gửi đi, muốn làm sao kết thúc công việc. Tống Thư Hàng nhíu mày, trong đầu suy tính cái này khả năng nên xử lý như thế nào cùng kết thúc công việc. À, đợi đã. Suy nghĩ kỹ một chút, coi như ngoài ý muốn đưa A Thập Lục song tu công pháp, tựa hồ cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh cấp xấu hổ. Mà lại, có lẽ đó là cái cơ hội. Nếu không, bớt thời gian tìm Tô thì A Thập Lục xác nhận một chút, nàng nhận được cái gì đáp án. Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Khóe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên. Bởi vì tại Tô thì A Thập Lục vấn đề lên nghĩ quá nhập thần. Tống Thư Hàng nhất thời quên đi duy trì biểu diễn hình thức. Đợt thứ ba số liệu quán não trùng kích thống khổ vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hàng trên mặt vẫn như cũ hiển hiện vẻ thống khổ, trong miệng cũng đang phát ra làm lòng người chua kêu thảm nhưng bởi vì đã mất đi biểu diễn thêm thành, sở dĩ bất kể là biểu lộ vẫn là kêu thảm thống khổ hệ số đều thấp xuống không ít, khiến cho người lập tức liền có thể nhìn ra hắn thống khổ tại giảm nhỏ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đau đến chết lặng, muốn không chịu nổi sao? Tam nhãn thiếu niên nhíu mày. Tống Thư Hàng kêu thảm hệ số giảm xuống, hắn vui vẻ hệ số cũng theo sát lấy hạ xuống. Tam nhãn thiếu niên chầm chầm vào Tống Thư Hàng mặt, rất nhanh phát hiện ra hỏa này, mặc dù tại thống khổ kêu thảm, nhưng khóe miệng cứ nhiên thỉnh thoảng sẽ có chút dương lên, tựa hồ gặp được cái gì hạnh phúc chuyện tốt. Thống khổ này cũng khoái hoạt lấy biểu lộ, quả thực là nhân tính vặn vẹo. Tam nhãn thiếu niên nhìn thấy Tống Thư Hàng vẻ mặt này, kém chút liền xù lông. Gia hỏa này, là biến thái sao? Hắn là đang hưởng thụ thống khổ, tam nhãn thiếu niên thanh âm đều mất tự nhiên. Lão gia, ta nhìn bá Tống tiểu hữu hai mắt vô thần. Chỉ sợ là đang dùng phân tán lực chú ý phương pháp, giảm xuống thống khổ hệ số. Hắn đang chịu đựng thống khổ thời điểm, nói không chừng đang tại suy tư một số hạnh phúc sự tình, dùng để chống cự thống khổ. Trong mắt quản gia tại bên cạnh phỏng đoán nói. Có đạo lý, đợi ta đọc đến bên dưới ý nghĩ của hắn. Tam nhãn thiếu niên nói, thân là tuyệt thế đại lão, độc tâm thuật tự nhiên là tiêu phối. Nhưng vì chiếu cố Tống Thư Hàng người tư ẩn, tam nhãn thiếu niên cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc lúc, dưới tình huống bình thường không ra độc tâm thuật. Còn nữa, dù sao đọc mặt hiệu quả cũng kém không nhiều. Mặt khác, Tống Thư Hàng hiện tại chính tiếp nhận dòng số liệu quán não, tam nhãn thiếu niên cũng sợ bản thân sử dụng độc tâm thuật thời điểm, đọc đến lại là vô số nhượng hắn buồn nôn số liệu. Để cho ta nhìn xem gia hỏa này đang suy nghĩ gì đi. Tam nhãn thiếu niên nói, hắn mở ra độc tâm thuật hiệu quả, nhẹ nhàng tiếp xúc Tống Thư Hàng tâm linh. Một lát sau,
hắn cảm giác mình dạ dày có chút chống đỡ. Bá Tống Huyền Thánh cư nhiên thật sự đang dùng phân tán lực chú ý phương pháp, dùng hạnh phúc đến chống cự thống khổ. Mà lại hắn hạnh phúc căn nguyên, cứ nhiên đến hồ tại quán não dòng số liệu. Tam nhãn thiếu niên sờ lên cái ghế của mình tay vịn, trên đó thật sâu chỉ ấn đại biểu cho lúc trước hắn tiếp nhận thống khổ trình độ. Ha ha, người hạnh phúc lời nói, ta còn thế nào vui vẻ. Hắn cười hắc hắc. Bá Tống tiểu hữu, hạnh phúc của ngươi, liền để ta đến phá hủy đi. Thế là, hắn tăng nhanh dòng số liệu quán não tốc độ. Quán não số liệu tổng lượng không tốt cải biến giống hắn như vậy đại nhân vật, lời hứa ngàn vàng. Nói xong 10 đợt số liệu quán não thí luyện, liền sẽ không tại khảo hạch trên đường tăng lớn khảo hạch tổng lượng. Nhưng tăng tốc dòng số liệu quán thâu tốc độ lại không mau bệnh. Kêu thảm đi, Bá Tống tiểu hữu. Quán não số liệu truyền thâu tốc độ lập tức bạo tăng. Tống Thư Hàng kêu thảm hệ số cùng thống khổ hệ số, lập tức lại tăng trở về. Tam nhãn thiếu niên tâm tình lập tức vui vẻ nghe Bá Tống tiểu hữu kêu thảm, sẽ làm cho người nghiện a. Rõ ràng là chói tai tiếng kêu, tại tam nhãn thiếu niên nghe tới, lại như tiếng trời, lâu nghe không ngại. Mấy hơi sau, đợt thứ ba dòng số liệu quán não kết thúc. Bởi vì tăng nhanh quán não tốc độ, sở dĩ đợt thứ ba thí luyện tiêu hao thời gian liền thiếu đi rất nhiều. Nhưng lần này, tam nhãn thiếu niên không tiếp tục cho Tống Thư Hàng cơ hội thở dốc. Đợt thứ tư, có thể chống đến cái này một đợt, người đã đáng giá kiêu ngạo, Bá Tống tiểu hữu. Liền xem như chân chính bát phẩm huyền thánh, cũng không chịu nổi cái này đợt thứ tư quán não cường độ. Kêu thảm đi, sau đó, ngã xuống đi, tam nhãn thiếu niên trực tiếp mở ra thứ tư số liệu quán não. Đồng dạng, đợt thứ tư quán não tốc độ, cũng tăng lên một đoạn. Tống Thư Hàng ngửa đầu rắt cuống họng kêu to. Chú ý, đây không phải diễn kịch, mà là thống khổ phân lưu đều đến cực hạn, đã không cách nào vì hắn gánh chịu thống khổ càng lớn. Còn sót lại thống khổ, toàn bộ muốn Tống Thư Hàng bản thân một mình gánh chịu. Cổ họng của hắn đều để đến khàn khàn. Tại cực đoan trong thống khổ, hắn căn bản không có cách nào phân thần đi suy tính A thập lục vấn đề sự kiện. Loại thống khổ này, lại còn chỉ là đợt thứ tư. Đằng sau còn có 6 làn sóng mạnh hơn thống khổ đang chờ hắn. Coi như hắn đối thống khổ có được cực mạnh thích ứng năng lực, cũng chống đỡ không đến thứ 10 đợt A. Nếu như không có cái khác phân lưu biện pháp, hắn hôm nay là chết chắc. A, đợi đã, ta dựa vào cái gì phải thừa nhận xong 10 đợt thống khổ A. Đau đến cực điểm lúc, đột nhiên Tống Thư Hàng nghĩ đến một sự kiện. Mặc dù nói 10 đợt thống khổ sau khi kết thúc, tam nhãn tiền bối sẽ đem con mắt thứ 3 đưa cho hắn. Nhưng hắn nội tâm đối cái này con mắt thứ 3 cũng không có quá lớn khát vọng, cũng còn không biết hắn có cái gì công năng đây. Sở dĩ, hắn có thể đầu hàng A. Tiền bối ta nhận, Tống Thư Hàng run rẩy kêu lên. Thật đáng tiếc, trận này thí luyện không có đầu hàng công năng, hoặc là triệt để mất đi ý thức, hoặc là kể đến cuối cùng. Tam nhãn thiếu niên đưa tay nhấn một cái, thứ 5 đợt. Đợt thứ 4, cứ nhiên chưa bắt lại Bá Tống, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Bá Tống đã không chịu nổi, hắn đã muốn đầu hàng. Thứ 5 đợt thống khổ, tuyệt đối phải nhượng hắn đau đến mất đi ý thức. Thứ 5 đợt so trước 4 đợt mãnh liệt hơn, như là bão tố điên cuồng đả kích. Như tam nhãn thiếu niên đoán trước, Tống Thư Hàng kêu càng khốc liệt hơn, hai mắt trắng dã, ý thức đều bị dòng số liệu trùng kích đến mơ hồ. Đây là ở vào mất đi ý thức biên giới, chỉ thiếu một chút liền có thể để Tống Thư Hàng đã hôn mê đi. Lúc này không thừa thắng xông lên, chờ đến khi nào. Tam nhãn thiếu niên thêm chút sức, quán thâu dòng số liệu tốc độ nhắc lại một đoạn, tranh thủ sớm điểm để Bá Tống bại trận. Rất nhanh, thứ 5 đợt dòng số liệu quán não, kết thúc. Tam nhãn thiếu niên yên lặng nhìn qua trước mắt Tống Thư Hàng. Chỉ thấy lúc này Tống Thư Hàng gấp rút hô hấp, hai mắt không tự chủ được lên lật. Ngón tay cùng ngón chân không bị khống chế run rẩy, nhưng hắn ý thức vẫn còn duy trì mức độ thấp nhất thanh tỉnh, không có hôn mê. Khá lắm, cứ nhiên để ngươi may mắn chống nổi thứ 5 đợt, nhưng là đợt thứ 6 ngươi tuyệt đối không chịu đựng nổi. Tam nhãn thiếu niên nội tâm thề. Đợt thứ 6 số liệu trùng kích, khởi động, tam nhãn thiếu niên bình tĩnh nói. Điên cuồng hơn, càng tàn bạo đợt thứ 6 trùng kích giáng lâm. Tống Thư Hàng trạng thái càng thêm không chịu nổi. Liền tiếng kêu thảm thiết đều biến hữu khí vô lực, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy đều thiếu khuyết lực lượng cảm giác. Hắn đã thành một đầu cá ướp muối, nhìn qua một giây sau liền sẽ mất đi ý thức, tiến vào hôn mê.
Tam nhãn thiếu niên lần nữa tăng tốc, tăng lớn dòng số liệu bộc phát lực trùng kích độ. Rất nhanh, đợt thứ 6 cũng kết thúc. Nhìn qua một giây sau liền sẽ mất đi ý thức Tống Cá ướp muối, lại kiên trì tới cuối cùng. Rõ ràng nhìn lấy hắn lập tức liền muốn thất bại, nhưng lại cứng rắn là lại chống hai làn sóng. Tam nhãn thiếu niên. Gia hỏa này thật đúng là có thể chống đỡ a. Liều chết, giảng chính là bá Tống loại người này đi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể chống đỡ xuống dưới. Thứ 7 đợt cường độ, đã nhanh muốn đạt tới cửu phẩm kiếp tiên nhẫn nại cấp bậc, vô luận như thế nào, bá Tống tuyệt đối không đạo lý lại chống đỡ xuống dưới. Thứ 7 đợt, mở ra, tam nhãn thiếu niên kêu lên. Hung tàn hơn, đơn giản không nhân tính thứ 7 đợt trùng kích giáng lâm. Lần này, bá Tống huyền thánh có chút điều chỉnh ngồi xuống tư thế, tiếng kêu thảm thiết của hắn biến thành trầm thấp kêu rên, thân thể run rẩy đường cong đang yếu bớt. Thậm chí ngay cả khí sắc nhìn qua đều hồng nhuận một số. Nguyên bản lên lật hai mắt, cũng trở về hình dáng ban đầu. Cả người tựa hồ tinh thần một số. Thứ 7 đợt, kết thúc. Sau đó phải đến thứ 8 đợt, lão gia. Bên trên tròng mắt quản gia nhắc nhở. Tam nhãn thiếu niên. Nguyên bản bởi vì bá Tống kêu thảm tâm tình vui thích, lần nữa biến hỏng bét. Phía sau cửa thế giới bầu trời, lần nữa phiêu khởi mây đen. Thứ 8 đợt rồi. Còn có 3 đợt sao? Tống Thư Hàng yếu ớt nói. Hắn lúc này, rốt cục dần dần thích ứng loại này tin tức quán não cường đại đau đớn, miễn dịch thống khổ thiên phú trình độ lớn nhất kích hoạt. Nhẫn nại thống khổ, thích ứng thống khổ. Chỉ muốn từ bản nguyên bên trên thích ứng loại thống khổ này, đón lấy đến liền xem như thống khổ cường độ tăng lên, Tống Thư Hàng cũng có thể trong thời gian ngắn nhất, tiến hành thích ứng. Tới đi, tiền bối, thứ 8 đợt, ta còn có thể chống đỡ được. Tống Thư Hàng kiên định nói. Vậy ngươi có thể chuẩn bị xong, thứ 8 đợt, nếu như đầu óc bị phát nổ cũng đừng trách ta. Tam nhãn thiếu niên hung ác bên dưới tâm nói. Sau đó, không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện bá Tống huyền thánh tựa hồ biến càng có tinh thần rồi. Tam nhãn thiếu niên có chút không tin tà, lần này hắn không còn nói nhảm, trực tiếp liền lên thứ 9 đợt. Thứ 9 đợt cường độ, để bá Tống huyền thánh lần nữa nho nhỏ run rẩy một hồi. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí bá Tống liền tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất, chỉ là thỉnh thoảng hút khẩu hơi lạnh, biểu hiện thật sự là hắn đang tiếp thụ số liệu tin tức quán não nỗi khổ. Cuối cùng một đợt, lão gia, trong mắt quản gia nói. Cuối cùng một đợt, tiền bối, Tống Thư Hàng đồng dạng nói. Phía sau cửa thế giới, rơi ra mịt mờ mưa phùn. Trung thực nói cho ta biết, bá Tống, tại thứ 7 đợt trở đi. Ngươi có phải hay không xử cái gì thủ đoạn? Tam nhãn thiếu niên hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu chỉ muốn thích ứng thống khổ về sau, thủ đoạn gì hắn đều khinh thường sử dụng. Tam nhãn thiếu niên trầm mặc sau một lúc lâu, chân thành nói, ta không nghĩ tới ngươi cứ nhiên có thể chống đỡ đến thứ 10 đợt. Chính ta cũng không có nghĩ đến. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời hắn coi là đợt thứ 6 lúc, bản thân muốn treo. Tại kích hoạt thứ 10 đợt thí luyện trước, có chuyện ta trước hết nhắc nhở ngươi. Trên thực tế, thứ 10 đợt tin tức quán não cường độ, hoàn toàn không phải lấy như ngươi loại này cảnh giới tu sĩ làm mục tiêu thiết định. Thứ 10 đợt uy lực, so 19 đợt cộng lại còn kinh khủng hơn. Sở dĩ, muốn hay không tiếp thu thứ 10 đợt thí luyện, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tam nhãn thiếu niên nhìn qua Tống Thư Hàng, nghiêm túc nói. Tới đi, tiền bối. Đối với nhẫn nại thống khổ ta vẫn là có chút lòng tin. Tống Thư Hàng tự tin nói. Tự tin của hắn là bởi vì hắn đã hoàn toàn thích ứng dòng số liệu quán não tác dụng phụ thống khổ. Nhẫn nại thống khổ thích ứng thống khổ hưởng thụ thống khổ. Coi như thứ 10 đợt so 19 đợt cộng lại còn cường đại hơn, Tống Thư Hàng cũng có lòng tin đi thể nghiệm một phen. Hy vọng lòng tin của ngươi không nên hại ngươi, tam nhãn thiếu niên nghiêm túc nói. Nói, hắn đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng cái trán, thứ 10 đợt. Oanh! Cuối cùng một đợt dòng số liệu trùng kích. Tựa như là bạo tạc đạn hạt nhân, tại Tống Thư Hàng trong đầu nổ tung. Một đợt không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức nổ vang. Nhưng là thống khổ chỉ là sát na. Kịch liệt đau nhức qua đi, Tống Thư Hàng cảm giác mình trong đầu một mảnh thanh lương, vô cùng thoải mái. Tinh thần lực thần thức, tấn thăng đến một cái cảnh giới toàn mới. Cái kia thoải mái thanh lương cảm giác, chính là thần thức biến hóa mang tới diệu dụng. Tống Thư Hàng nhìn không được lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tam nhãn thiếu niên nhìn thấy chương này vặn vẹo hưởng thụ biểu lộ, trên cánh tay lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên.
Lão gia, bá tống bị ngươi chơi hỏng, trong mắt quản gia nhắc nhở. Tam nhãn thiếu niên trầm mặc nửa ngày, không chút do dự ra tốc tin tức lưu quán nhập tốc độ. 15 hơi thở sau. Thứ 10 đợt thí luyện, kết thúc. Tam nhãn thiếu niên dưới bàn tay tống thư hàng, một mặt mê chi thư sướng, hưởng thụ biểu lộ. Thậm chí tại tin tức lưu quán não kết thúc lúc, tống thư hàng còn một mặt mê mang mở to mắt, kết thúc. Tam nhãn thiếu niên. Bên trên tròng mắt quản gia nhắc nhở, đúng vậy, kết thúc. Chúc mừng ngươi, bá tống huyền thánh, ngươi thắng được lão gia con mắt thứ ba một khỏa. Nhanh như vậy liền kết thúc. Tống thư hàng trên mặt lộ ra lưu luyến chi sắc, hắn có thể cảm giác được, nếu như tin tức quán não lại tiếp tục một hồi, tinh thần lực của hắn thần thức còn có thể lại tiến hóa một lần, thực hiện nhị liên tiến hóa. Tam nhãn thiếu niên. Một lát sau. Ngươi là thời điểm trở về, bá tống. Tam nhãn thiếu niên nói. Tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện nhiều, chỉ muốn mau chóng để trước mắt cái này chướng mắt ra hỏa biến mất. Nói xong, hắn đem cái kia con mắt thứ ba phóng tới tống thư hàng trong tay. Tiếp lấy hắn quay người, bắt lấy tròng mắt quản gia, dùng sức một gạt. Ba. Một đầu đôi tiểu nhãn châu, từ quản gia trong con mắt gạt ra. Tam nhãn thiếu niên nắm lấy cái này tiểu nhãn châu mới, thuần thục khảm vào đến trán mình. Tròng mắt quản gia lại còn có được loại công năng này. Tiền bối, con mắt này có chỗ lợi gì sao? Tống thư hàng nhìn qua lòng bàn tay con mắt, hỏi. Nó bộ phận công năng, ngươi không phải vật thể nghiệm sao? Tam nhãn thiếu niên dứt lời, nhẹ nhàng trên người tống thư hàng đẩy. Sau một khắc, tống thư hàng liền bị đẩy bay ra ngoài, phá tan cửa gỗ, tan biến tại tán tải vương tọa cuối cùng. Một mực các loại tống thư hàng sau khi biến mất, trong mắt quản gia tỉ mỉ nhắc nhở, lão gia, người vừa rồi đưa ra ngoài cái kia con mắt, còn liên tiếp kho số liệu. Tam nhãn thiếu niên. Hủy bỏ kết nối, tranh thủ thời gian hủy bỏ kết nối. Tống thư hàng ý thức bị tam nhãn thiếu niên một trưởng vỗ bay, rơi vào đến tán tài vương tọa, lại trung chuyển nhảy về hiện thế thú tu giới. Hoa hạ thời gian ngày 30 tháng 11, rạng sáng 5 giờ, năm kỷ hợi, tháng kỷ hợi, ngày tân mùi. Oanh rầm rầm. Đương tống thư hàng ý thức trở về nhục thân thời điểm, chỉ nghe được bên tai truyền đến nổ thật to âm thanh, thanh thế như là thiên băng địa liệt to lớn. Bên tai là các loại lo lắng tiếng kêu gọi, tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống thư hàng mở choàng mắt. Tận thế tới. Ác ma giới xâm lấn hiện thế. Vẫn là nói người ngoài hành tinh giáng lâm. Vừa mở mắt lúc, hắn phát hiện mình đang nằm tại một trương rộng 3 mét đế hoàng giường lớn. Bên dưới. Tống thư hàng. Ta hẳn là ở gầm giường, không nên ở trên giường. Hắn trước khi hôn mê nhớ kỹ bản thân còn tại Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong, vừa mở mắt liền phát hiện đổi cái địa phương. Ta đây là ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Ầm ầm to lớn tiếng vang vẫn còn tiếp tục, mặt đất đang điên cuồng chấn động. Giường lớn lăn lộn, các loại đồ dùng trong nhà té ngã, nóc nhà lở, khối lớn khối lớn khối vụn rơi xuống. Công đức xà Mỹ nhân hiện thân, đem tống thư hàng thân thể bao khỏa, chống lên một tòa cỡ nhỏ công đức điện hộ chủ. A thập lục đâu? Bạch tiền bối đâu? Tống thư hàng thần thức quét qua tiến hóa thần thức radar, đặc biệt ra sức. Ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, một cái to lớn diện tích hiện trường liền xuất hiện tại tống thư hàng trong đầu. Tô thị A thập lục đang đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một chậu nước. Cửa phòng lớn mở, xem ra tại địa chấn trước nàng đang muốn vào nhà lúc này Bạch Long tỷ tỷ chính thủ hộ lấy nàng. Sau đó, là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối lúc này thân mang anh tuấn trưởng khoản áo khoác, ngã sấp tại A thập lục phía trước. Tống thư hàng thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, nói, đất bằng quẳng. Nguyên lai là Bạch Tiền Bối đất bằng quảng A. Nhìn địa chấn tình huống, Bạch Tiền Bối có lẽ vẫn là đã khống chế ngã sắp xuống cường độ, chí ít không có ở ngoài phòng quảng cái hố to đi ra. Ta không, không phải ta, đừng oan uổng ta. Bạch Tiền Bối từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, lúng túng nói. Tống thư hàng, không phải đất bằng quảng, cái kia Bạch Tiền Bối ngươi làm sao lại té ngã trên đất. Là địa chấn, phi thường cường đại địa chấn. Thậm chí ngay cả một số đi qua pháp thuật cường hóa kiến trúc cũng chống đỡ không nổi, tại trận này địa chấn bên trong ngã xuống. Bạch Tiền Bối giải thích nói. Nói, hắn lại ngồi xổm xuống, đưa tay tại bản thân ngã sấp vị trí gõ gõ. Sau đó một trường đè lên. Hóa cát pháp thuật kích hoạt, vừa rồi Bạch Tiền Bối té ngã chỗ hóa thành một phiến cát cát. Bạch Tiền Bối đưa tay sờ mó, từ cát cát bên trong móc ra một cái rễ cây trạng đồ vật,
Tống Thư Hàng, đây là cái gì? Thú tu giới một loại đặc sản, địa long quả. Nghe nói chỉ có đang phát sinh to lớn địa chấn thời điểm hắn mới có thể xuất hiện. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, địa long quả có thể dùng đến củng cố cảnh giới, đối cứng sau khi tấn thăng tu sĩ rất có diệu dụng. Nói, hắn đưa tay bẻ hai đầu rễ cây, một đầu ném cho Tống Thư Hàng, một đầu ném cho Tô Thị A Thập Lục. Bạch Thức Phân bảo, người gặp có phần. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đều vừa tấn cấp hoàn tất, chính cần loại bảo vật này. Tắm một cái ăn sống là được, hương vị rất không tệ. Bạch Tiền Bối đưa tay lại bẻ một đầu địa long quả cành, đưa tay xóa đi vỏ ngoài, sau đó thuần thục một cái thủy hệ đạo pháp xuống dưới, lộ ra trắng nõn nà thịt quả, đưa vào miệng, răng rắc cắn một cái xuống. Miệng đầy thơm ngát, linh quả mùi thơm tràn ngập cả phòng. Ngoài phòng, ầm ầm tiếng vang bắt đầu yếu bớt, chấn động tiến vào khâu cuối cùng. Bên ngoài thú tu giới tu sĩ giao lưu âm thanh, truyền vào Tống Thư Hàng trong tai. Chấn động kết thúc rồi à? Thương vong như thế nào? Có hơn 100 tên người bình thường thụ thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, không có sinh mệnh nguy cơ. Mạnh như vậy chấn động, chỉ có điểm ấy thương vong, xem như tương đối may mắn. Dù sao chúng ta kiến trúc khối lượng đáng tin cậy, lại một mực có cường hóa gia trì. Mà lại, ta nghe nói, lần này bởi vì Thánh Sơn thí luyện mở ra nguyên nhân, Thanh Loan tiên tử mời một tôn chư thiên vạn giới nổi danh vật biểu tượng, tỏa chấn thú tu giới. Cho nên chúng ta lần này có thể may mắn như vậy vượt qua loại này cấp bậc động đất, tất cả đều là vật biểu tượng khí vận tại phù hộ. Tống Thư Hàng không tự chủ được nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối vật biểu tượng danh khí, đã truyền đến thú tu giới. Đừng nhìn ta, không phải ta, xem chính ngươi. Bạch Tiền Bối khoát tay áo. Ta, vật biểu tượng, Tống Thư Hàng ngắm nhìn bản thân. Hắn thực sự nhìn không ra trên người mình có cái nào điểm cùng vật biểu tượng có thể dính líu quan hệ. Trong một năm lên 4 lần nhân tiền hiển thánh tồn tại, không phải vật biểu tượng là cái gì? Tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm tại công đức xà mỹ nhân trong bụng vang lên. Tống Thư Hàng yên lặng xóa đi trong tay địa long quả vỏ ngoài, đưa vào miệng cắn một cái bên dưới. Đúng rồi, Thư Hàng, cái này trả lại ngươi. Bạch Tiền Bối đưa tay tại túi bên trong sờ mó, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay đá quý ném về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay tiếp được nguyên lai là trái tim, là cái kia khỏa bị Bạch Tiền Bối đảo ra lưu ly trái tim. Trên đó còn có Bạch Tiền Bối đã từng vẽ qua pháp thuật phù văn dấu vết. Phải lắp trở về sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía mình ngực. Sau đó hắn cảm giác mình trong lồng ngực, có một thanh âm đang tại có tiết tấu nhảy lên. Trong lồng ngực của hắn, đã sớm không kịp chờ đợi sinh ra một khỏa mới trái tim. Kể từ đó, trong tay viên này lưu ly trái tim liền biến dư thừa. Trái tim, dư thừa, bán đi đổi tiền, hoặc là tặng người. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Tô Thị A Thập Lục. Ngực, làm gì đâu, chăm chú nhìn cái gì. Bạch Long tỷ tỷ cúi đầu, dùng đầu rồng to lớn ngăn trở A Thập Lục nơi ngực. Bạch Long tỷ tỷ dụng tâm lương khổ, nàng sợ Tống Thư Hàng ánh mắt sẽ cho A Thập Lục tạo thành áp lực tâm lý. A Thập Lục viên kia công đức trái tim vận chuyển bình thường sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, trước mắt còn không có vấn đề. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, lấy thánh dược chữa thương trọng sinh đan làm hạch tâm, công đức chi lực có chỗ dựa vào, hoàn toàn thay thế trái tim công năng. Tống Thư Hàng đi vào Tô Thị A Thập Lục trước mặt, đem lưu ly trái tim phóng tới trong tay nàng, vì bảo hiểm, viên này lưu ly trái tim ngươi trước mang theo. Nếu như vạn nhất công đức trái tim xảy ra vấn đề, hoặc là hạch tâm trọng sinh đan mất đi công hiệu, vậy cái này khỏa lưu ly trái tim có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận lưu ly trái tim, biểu lộ phức tạp. Đem ta tâm đưa ngươi. Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn qua Tô Thị A Thập Lục, thanh tuyến trầm thấp, đặc biệt lưu giới vậy chín thức thức thứ 5. Bạch Long tỷ tỷ, Long Lân phảng phất điện giật đồng dạng, suýt chút nữa thì đứng đấy. Tô Thị A Thập Lục nhoẻn miệng cười, cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ly trái tim thu hồi. Đúng rồi, chúng ta từ Gô Thánh Sơn đi ra rồi. Bia đá đạo hữu đi theo ra không? Tống Thư Hàng lại dò hỏi. Bia đá đạo hữu thế nhưng là cùng hắn đã hẹn, muốn cùng hắn cùng một chỗ sông Sáu Thiên Nhai, đối lượt chư thiên vạn giới đại lão tới. Ta tại, xoay chuyển xa hoa giường lớn một bên khác, bia đá đạo hữu dựng đứng lên tiếng nói. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, tiến lên cho bia đá đạo hữu tới cái ôm nhiệt tình, bia đá đạo hữu. Về sau nếu là ta muốn đối đại lão, phải xem ngươi rồi. Bao, bao trên người ta,
bia đá đạo hữu lực lượng không phải rất đủ. Trình Lâm, đang khi nói chuyện, trên bầu trời, đột nhiên có cái thanh âm tức giận như sấm rền vang lên, ta ngửi được khí tức của ngươi, Trình Lâm, đi ra cho ta. Tống Thư Hàng nghe được cái này tiếng thét lúc, trên mặt trong nháy mắt liền đổi mấy cái biểu lộ, điều này đại biểu lấy nội tâm của hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều phức tạp suy nghĩ. Cuối cùng, hắn lựa chọn xem nhẹ trên bầu trời cái này gầm rú thanh âm. Dù sao trên trời vị này không biết lai lịch đạo hữu kêu là Trình Lâm, cùng hắn bá tống không quan hệ. Ta bá tống hào hôm nay không tiếp Trình Lâm nồi. Tô Thị A Thập Lục thu hồi lưu ly trái tim về sau, cùng Bạch Long tỷ tỷ liếc nhau một cái, Bạch Long tỷ tỷ ăn ý nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều là biết Trình Lâm tiên tử cùng Tống Thư Hàng ở giữa quan hệ. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối thu hồi địa long quả, nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Gõ, dọa ta một hồi. Bia đá đạo hữu trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng bản thân vừa trả lời xong Tống Thư Hàng, bên này trên trời lập tức liền có đại lão muốn nhảy ra đối Tống Thư Hàng. Hắn vừa mới từ Gô Thánh Sơn bí cảnh bên trong đi ra, cũng còn không làm nóng người, còn chưa làm tốt đối đại lão chuẩn bị. Bất quá, đã trên bầu trời đại lão không phải đến đối Tống Thư Hàng, vậy nó vừa vặn tức thời sinh động một chút, biểu hiện hạ bản thân muốn dẫn Tống Thư Hàng đối đại lão lòng tin, bày ra bản thân nhiệt huyết. Nghĩ tới đây, bia đá đạo hữu đứng lên bia thân, trên người phù văn lập lòe tỏa sáng, trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng trên bầu trời vị này là muốn tới đối chúng ta, không nghĩ tới hắn là đối cái kia gọi Trình Lâm, làm ta bạch hoan hỉ một trận, còn tưởng rằng mình có thể đã lâu xuất thủ, lần nữa danh chấn thiên hạ. Bất quá không quan hệ, Tống tiểu hữu, về sau đối đại lão nhiều cơ hội chính là, người ta liên thủ, xông sáo thiên nhai. Tống Thư Hàng toàn bộ hành trình bảo trì lễ phép tiếu dung. Công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, chằm chằm vào bia đá đạo hữu, trong đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Cặp mắt đẹp, liền phảng phất biết nói chuyện. Bia đá đạo hữu tự tiếp xúc đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy công đức xà mỹ nhân biểu lộ phong phú như vậy. Trước đó, công đức xà mỹ nhân đều ở vào giả chết, giả người máy, giả vô ý thức công đức sinh vật trạng thái, rất ít bộc lộ bản thân chân chính tình cảm. Luôn cảm giác vị này công đức tiên tử trong mắt ẩn chứa thâm ý. Nhưng bởi vì nàng không có Tống Thư Hàng loại kia bị đọc mặt công năng, sở dĩ trong lúc nhất thời không cách nào đoán ra nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ. Trình Lâm, người đi ra cho ta a, có loại tới, không loại ra sao? Trên bầu trời, cái kia thanh âm tức giận tiếp tục gọi nói. Bia đá đạo hữu ho nhẹ một tiếng, nói, để cho ta nhìn xem ra hỏa này là lai lịch gì, như thế điên cuồng. Hắn muốn trước ngó ngó trên bầu trời cái kia thanh âm đại lão, đến nhức đầu không lớn. Một bên nhìn trên bầu trời cái kia đại lão, một bên bia đá đạo hữu lại hỏi, lại nói, Trình Lâm là ai? Trình Lâm là ai, cái đề tài này, nói rất dài dòng. Tống Thư Hàng thở dài. Bia đá đạo hữu nói ngắn gọn. Tu sĩ chúng ta, lúc tu luyện thế nhưng là giành giật từng giây, làm sao có thời giờ lãng phí. Người bình thường nhóm giảng Trình Lâm, hẳn là chỉ viễn cổ thiên đình thời đại giao trì nữ đế, chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hắn tại niệm chết không thể chết lại mấy chữ lúc, là cắn răng đọc, trọng điểm đánh dấu. Bia đá đạo hữu nghe vậy, trong lòng lập tức triệt để nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác, cái này Trình Lâm tiên tử tuyệt đối không phải là Tống Thư Hàng. Nhưng còn có một loại khả năng, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Cái gì? Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Kỳ thật ta cũng là Trình Lâm, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, nói. Nói đúng ra. Là chết không thể chết lại Trình Lâm tiên tử cưỡng ép đem Trình Lâm cái này đạo hiệu, truyền cho hắn. Sở dĩ, ngoại trừ đã từng 7 cái đạo hào, bây giờ 4 cái thánh hào bên ngoài, Trình Lâm cũng là hắn đạo hiệu. Bia đá đạo hữu, vì cái gì ngươi sẽ có Trình Lâm như thế một nữ tính hóa danh tự a? Nói tới nói lui, lượn quanh một vòng lớn, trên bầu trời cái này đại lão chính là đến đối ngươi a. Bất quá bia đá đạo hữu đừng vui vẻ, không có chúng ta ra sân hí. Trên bầu trời vị này đại lão muốn đối chính là viễn cổ thời đại, giao chỉ nữ đế Trình Lâm, không phải ta Tống Mỗ. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Bia đá đạo hữu, đều để ngươi nói ngắn gọn, có mấy lời nói một hơi sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Đáng tiếc, ta vừa nóng xong thân, đang chuẩn bị xuất thủ. Bia đá trên người đạo hữu phủ văn lấp lóe, dùng đại tông sư ngữ khí, nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, bia đá đạo hữu. Chư thiên vạn giới đại lão nhiều như vậy, luôn có một cái thích hợp chúng ta. Tống Thư Hàng mỉm cười nói,
nhìn thấy bia đá đạo hữu nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, Tống Thư Hằng cảm giác mình cũng bị cảm nhiễm, trong lòng cứ nhiên sinh ra muốn trực tiếp đối đỉnh đầu vị kia đại lão giận dỗi mà đi suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, có tầng một phảng phất mộng cảnh lực lượng, bao lấy Tống Thư Hằng, lại đem hắn bên trên bia đá, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối cùng một chỗ cuốn vào. Loại này mộng cảnh hư ảo lực lượng, rất quen thuộc. Không phải mình cái kia nhìn cái gì đều nhìn quen mắt, nghe cái gì đều quen tai mau bệnh, mà là thật sự quen thuộc. Mộng cảnh lực lượng nhẹ nhàng khẽ quấn, đem Tống Thư Hằng bọn người đưa vào đến một thế giới hư ảo bên trong. Đó là một mênh mông thảo nguyên. Gió nhẹ thổi qua, trên thảo nguyên bụi cỏ như sóng biển lăn lộn, mơ hồ trong đó truyền đến trong lành hương cỏ cùng. Mùi cứt trâu. Còn có một đợt nồng đậm mùi rượu, từ sau lưng truyền đến. Tống Thư Hằng quay đầu đi, liền nhìn thấy một gốc vô cùng quen thuộc cây. Dưới cây có một vị thanh niên nam tử, ăn mặc lông chồn áo khoác, một mặt bệnh nguy kịch hình dáng. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng một cái vạc rượu lớn, mùi rượu vị bắt đầu từ trong vạc rượu này truyền ra. Là ngươi, Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Hắn lần trước đến thú tu giới lúc, đã từng bị cuốn vào đến cái này hư ảo thế giới bên trong. Lúc đó cũng là vị này lông chồn áo khoác người trẻ tuổi tiếp đãi hắn, nhớ đến lúc ấy, còn có một vị tượng nha quái hệ nha tiên đạo hữu, vì chính mình tính toán ba quẻ. Ngươi vì cái gì lại tới, Trình Lâm, vị kia lông chồn thanh niên nam tử, giơ trong tay chén rượu, uống vào muộn tửu. Tống Thư Hằng lại tới. Lần trước hai người bọn hắn đem bản thân nhận thành là Trình Lâm, lần này lại không ngoại lệ. Thư Hằng, Tô Thị A Thập Lục kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hằng, trên người nàng Bạch Long hai mắt nheo lại. Bia đá đạo hữu đồng dạng nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hằng. Bạch Tiền Bối xoa cằm, nhẹ gật đầu xác định nói, trường sinh giả, Trình Lâm. Tại mấy người trong mắt, lúc này Tống Thư Hằng mang theo siêu siêu vẹo vẹo đạo quan, diện mục bị trường sinh giả trăng tròn quang huy che đậy, nhìn không rõ ràng lắm. Người mặc rộng rãi đạo bào, chân đạp hoa sen tinh khiết. Chính là Trình Lâm trang phục cùng bộ dáng. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân gần sát Tống Thư Hằng, đem cái cằm đặt ở Tống Thư Hằng đầu vai, vô cùng thân mật. Dừng lại, Tống Thư Hằng hai tay khoanh, mặc dù không biết tại sao, mỗi lần ngươi đem ta kéo vào cái này ảo cảnh thời điểm, hình tượng của ta liền sẽ biến thành Trình Lâm bộ dáng. Nhưng là, ta là bá Tống. Tiên tử, Kim Long tiên tử. Sau lưng. Vị kia tượng nha quái hệ nha tiên đạo nhân xuất hiện, hắn đối công đức xà mỹ nhân cùng Bạch Long tỷ tỷ thi lễ một cái. Tiếp đó, hắn đồng dạng nhìn về phía Tống Thư Hằng, người không nên tới, Trình Lâm. Người nên rõ ràng, thú tu giới bên trong hiện tại có một đám đã từng thiên đình thành viên, hận ngươi tận xương. Tống Thư Hằng ngẩng đầu vọng thiên. Hết đường chối cãi, không ngoài như vậy. Bọn gia hỏa này căn bản là không nghe lời người ta nói. Vô luận bản thân như thế nào giải thích, lại không hề có tác dụng. Mỗi khi lúc này, Tống Thư Hằng đặc biệt có thể trải nghiệm Hoàng Sơn mụ mụ tâm tình tâm thật mệt mỏi, rất muốn vọng thiên. Chẳng lẽ nói ta kế thừa Trình Lâm cái này đạo hiệu về sau, cũng sẽ kế thừa Trình Lâm nhân quả. Nhưng là, Trình Lâm nhân quả, thế nhưng là hủy diệt viễn cổ thiên đình nợ khổng lồ. Không được, ta bá Tống hôm nay chịu không được cái này ủy khuất, lớn như vậy nhân quả, ta một cái thất phẩm tiểu tu sĩ. Làm sao khiêng lên? Oan có đầu, nợ có chủ. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng trong lòng có lập kế hoạch. Vậy thì tới đi, Tống Thư Hằng phóng khoáng nói. Y dài, công đức xà mỹ nhân có chút kinh ngạc nhìn qua hắn, Thư Hằng đột nhiên xuất hiện phóng khoáng, thật là có chút ít xoái khí. Phàm là đối Trình Lâm hận thấu xương, cứ tới đi. Tống Thư Hằng nắm tay nói. Các ngươi không phải muốn đối Trình Lâm sao? Ta cho các ngươi cơ hội a. Nếu như cảm thấy quang đỗi một cái Trình Lâm không đủ kích thích lời nói, ta còn có thể cho các ngươi giới thiệu một cái Trình Lâm huynh đệ rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp đại lão. Nếu như ngay cả Trình Lâm huynh đệ đều không thể thỏa mãn lời của các ngươi, ta còn có thể đem một cái biệt danh rất manh, tên là Tiểu Ban Ban người thần bí giới thiệu cho các ngươi a. Ngươi muốn tức chết chúng ta sao? Cái kia tượng nha quái đạo nhân cả giận nói. Lông chồn người trẻ tuổi kịch liệt ho khan, hắn giơ lên rượu đĩa. Thật vất vả đình chỉ ho khan, nói, ta bày ra huyễn cảnh có thể cho ngươi tranh thủ đến một chút thời gian. Trình Lâm, lần này là ta cùng nha tiên một lần cuối cùng giúp ngươi. Nhanh lên rời đi thú tu giới. Tượng nha quái đạo nhân cùng lông chồn thanh niên đồng thời nhìn qua Trình Lâm, hai người ánh mắt chỗ sâu, ngậm lấy tan không ra ôn nhu. Công đức xà mỹ nhân không lưu tình chút nào đối hai người làm mặt quỷ.
Đi mau, đừng lãng phí thời gian nữa. Lông chồn thanh niên vừa nói vừa ho khan. Tượng nha quái đạo nhân nói bổ sung, Trình Lâm, đừng có lại đến thú tu giới. Vô dụng, đã muộn. Lúc này, Bạch Tiền Bối nói khẽ. Dứt lời, hắn vẫy tay. Một gốc to lớn công đức chi thụ hiển hiện, trên đó mọc đầy lấy công đức trái cây. Bạch Tiền Bối huy động công đức chi thụ, dùng sức quét ngang. Oanh! Trong hư không, phảng phất có một cái lực lượng quỷ dị, bị Bạch Tiền Bối công đức chi thụ oanh bạo, tiêu tán không thấy. Đã có người khóa chặt Tống Thư Hàng, cũng đối với hắn tiến hành vượt không gian công kích. Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Siêu viễn trình vượt không gian đả kích, chỉ là cửu phẩm trở lên đại lão cơ bản thao tác. Tống Thư Hàng đặc biệt hâm mộ. Thân là thất phẩm tu sĩ, trước mắt hắn duy nhất siêu viễn trình thủ đoạn công kích, vẫn là tứ phẩm ngự đao thuật, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Làm sao nhanh như vậy? Tượng nha quái đạo nhân vội la lên. Lông chồn người trẻ tuổi cười khổ, uống vào trong bát rượu đắng. Hai người các ngươi, rời đi đi. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi lên tiếng nói, các ngươi không cần lại cuốn vào Trình Lâm cùng Viễn Cổ Thiên Đình ân oán. Các ngươi có lập trường của mình. Cái kia Kim Long tiền bối, lập trường của ngươi đâu? Lông chồn người trẻ tuổi phản nhìn qua Bạch Long. Ta à, Bạch Long tỉ tỉ kiêu ngạo ngẩng long đầu, ta đã chết a, ngỏm củ tỏi a. Một người chết, lập trường có trọng yếu không? Đi, lưu tại nơi này chỉ sẽ trở thành bia ngắm. Bạch tiền bối nói. Dứt lời, hắn cũng tay làm kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang đem Tống Thư Hàng mấy người bao phủ. Sau một khắc, hắn từ hư ảo thế giới bên trong rời khỏi. Tượng nha quái đạo nhân cùng lông chồn thanh niên yên lặng nhìn qua Bạch tiền bối một đoàn người biến mất chỗ, thật lâu không nói gì. Bạch thánh quân à, lông chồn thanh niên lẩm bẩm nói. Tượng nha quái đạo nhân, Bạch thánh cho ta cảm giác, tựa như là ta mối tình đầu. Lông chồn thanh niên đột nhiên nói. Tượng nha quái đạo nhân. Hắn đột nhiên không biết muốn thế nào đi tiếp bản thân người bạn thân này lời nói gốc dạ thân là một cái xem bói, hắn kháo miệng ăn cơm, mồm miệng lanh lợi. Nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm giác mình từ nghèo. Trầm mặc một lát sau, tượng nha quái đạo nhân trầm giọng nói, ta đi âm thầm nhìn lấy Trình Lâm, nếu quả thật đến cuối cùng một khắc, ta muốn xuất thủ. Dứt lời, không đợi lông chồn thanh niên trả lời, tượng nha quái đạo nhân liền biến mất không thấy. Đợi đã, nhạt tiên, ta chỉ là muốn nói, vừa rồi vị này Bạch Thánh cho ta đánh vào thị giác, để cho ta nhớ lại bản thân mối tình đầu. Lông chồn thanh niên kêu to một tiếng, buông xuống bát rượu, đồng dạng từ nơi này hư ảo trong thảo nguyên biến mất. Thú tu giới. Bạch tiền bối kiếm quang che chở Tống Thư Hàng bọn người, trở về thú tu giới. Ở tại bọn hắn bên người, tầng kia hư ảo lực lượng đã tản ra. Trình Lâm, Trình Lâm, Trình Lâm. Hơn 10 cái thanh âm, đồng thời tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, mỗi một cái thanh âm đều đang cắn nha nghiến răng kêu tên Trình Lâm. Trình Lâm tiên tử, thật là một cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân. Ra khỏi vỏ, Bạch tiền bối khẽ quát một tiếng, lưu tinh kiếm lóe lên. Hắn đưa tay vừa nhấc, lưu tinh kiếm nghịch thiên mà lên. Oanh! Trong hư không có một đoàn xanh biếc sương mù, đang từ không trung hạ xuống. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, cái này đoàn sương mù về sau, có một cái hư ảo thân ảnh, đứng lên pháp đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, viễn trình thi pháp. Bình thường tới nói, đại lão nhóm siêu viễn trình thi pháp lúc, tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể thi triển uy lực kinh khủng công kích. Mà khi đại lão nghiêm túc lập pháp đàn, thì chú tác pháp lúc, cái kia pháp thuật uy lực sẽ tăng gấp bội. Bạch tiền bối lưu tinh kiếm chui lên hư không, trên thân kiếm có công đức chi lực gia trì, trực tiếp đâm vào trong xương xanh, kiếm khí nở rộ, chảm loạn cái này đoàn xương mù màu lục. Bất quá, cái này đoàn xương mù màu lục chỉ là quân tiên phong. Sau đó, lại có hơn 10 loại pháp thuật từ thú tu giới bốn phía hiển hiện, đối Tống Thư Hàng tiến hành siêu viễn cự ly đả kích. Có tráng kiện tia sáng, trực tiếp từ tầng khí quyển bên ngoài bắn đến, phi thường công nghệ cao. Có chí mạng nguyền rủa, vô hình vô chất, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Có đao quang sắc bén, đột nhiên thoát ra, hướng Tống Thư Hàng chém tới. Thậm chí có tôi thể đại lão cách nghìn vạn dặm cách không oanh ra một quyền, quyền kình khóa chặt Tống Thư Hàng, hung ác đập tới, mãng không được. Những thứ này viễn cổ thiên đình tồn tại đến nay đại lão nhóm, phong phú thủ đoạn công kích, khiến cho Tống Thư Hàng hâm mộ. Bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng kêu lên. Là thời điểm đến phiên đạo hữu đăng tràng. Người ta liên thủ,
cùng một chỗ sáng lập Đỗi Đại Lão truyền kỳ. Mà cái này truyền kỳ, liền lấy đối mặt hơn 10 vị viễn cổ thiên đình lưu lại đại lão siêu viễn trình đả kích bắt đầu đi. Bia đá đạo hữu. Cái này hơn 10 loại siêu viễn trình đả kích, mỗi một loại đều có được cửu phẩm kiếp tiên cấp uy năng. Trong đó, có cửu phẩm kiếp tiên trực tiếp viễn trình xuất thủ, cũng có bát phẩm huyền thánh vận dụng kiếp tiên pháp khí, thôi phát ra kiếp tiên cấp công kích. Bá Tống huyền thánh, quả nhiên là cái hố trời. Coi như ta nói qua muốn dẫn người đối đại lão. Nhưng bắt đầu liền 10 cái kiếp tiên cấp công kích, cái này món ăn khai vị có phải hay không có chút quá mức rồi. Bia đá đạo hữu cắn răng một cái. Sau một khắc, trên người hắn Tống Thư Hàng chi mộ vài cái chữ to, bắt đầu lập lòe tỏa sáng. Tống tiểu hữu, ca ca ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Ngươi liền to gan lên đi, không muốn sợ hãi cái chết. Ta ở hậu phương trợ giúp ngươi, ngươi nếu có cái vạn nhất, ta có thể ngay tại chỗ đảo hố, đem ngươi mai táng. Đối mặt hơn 10 đạo kiếp tiên công kích, công đức xà mỹ nhân ra tay trước một bước phòng ngự. Trước đó, tại bạch tiền bối kiếm khí bảo hộ lấy đám người từ hư ảo bên trong đi ra lúc, công đức xà mỹ nhân đã ma lưu cuốn lên mái tóc dài của mình, đeo lên bình thiên quan. Đường công kích phủ xuống thời gian, công đức xà mỹ nhân bóp đúng thời cơ, chống lên công đức điện hình chiếu tiến hành phòng ngự. Cái kia từ tầng khí quyển bên ngoài trực tiếp giáng lâm đánh lén trùm sáng công kích, tới nhanh nhất. Dẫn đầu đánh vào công đức điện hình chiếu phía trên. Ngay sau đó là cái kia vượt không gian mà đến sắc bén đao quang, còn có một cổ vạn vẹo vạn vật lực trường. Công đức điện hình chiếu tại duy trì hai cái hô hấp về sau, liền vỡ nát ra. Bất quá, nàng đã vì đám người tranh thủ đến đầy đủ phản kích thời gian. Bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng bàn tay lớn vồ một cái, vô hình niệm lực thôi động, trực tiếp đưa nó thu hút trong tay. Cái này niệm lực pháp môn là lần trước chuột hamster tà ma hiển thánh giảng pháp lúc, truyền thụ chư thiên thủ đoạn. Nền tảng nhưng thật ra là bạch tiền bối vì một ít đặc biệt đám người thiết kế năng lượng cách vận dụng. Tống Thư Hàng dùng vô hình niệm lực thu lấy bia đá đạo hữu lúc, liền cảm giác đến niệm lực cùng bia đá đạo hữu cực kỳ xứng đôi. Vận dụng niệm lực đi thôi động bia đá, tự cùng sử dụng khống bảo pháp quyết đồng dạng, không có lực cản, mà lại càng tiện lợi. Rốt cục đến phiên chúng ta lên trận, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói trong lòng của hắn đại kế, cần bia đá đạo hữu tương trợ. Bia đá đạo hữu thấy thế, chỉ có liều mạng đem trên người mình phù văn kích hoạt, trong nháy mắt hoàn thành làm nóng người. Đồng thời, trên người nó Tống Thư Hàng chi mộ chữ ảm đạm xuống. Ngược lại là phía dưới một chuỗi chữ nhỏ cửu u bạch lập chữ sáng lên. Chớ xem thường hàng chữ này, mấy chữ này thế nhưng là cửu u chúa tể thân bút thư họa, mà lại lưu lại tên thật của hắn. Mấy chữ này bản thân liền có được lớn lao lực lượng. Tương đương với thánh chỉ. Nếu là đem bia đá đạo hữu nhập vào cửu u thế giới, chỉ là hắn bia trên người mấy chữ này liền có thể điều động bộ phận cửu u tà năng, hành xử một chút cửu u chúa tể quyền năng. Lên, bia đạo hữu. Tống Thư Hàng đưa tay tại bia trên người đạo hữu nhấn một cái, một đạo đao ý rơi xuống người nó. Sau đó, hắn bấm pháp quyết, đem bia đá đạo hữu tế ra, trực tiếp đón lấy kiếp tiên công kích. Hét lớn một tiếng, chân áp. Nhật đấy, người có hay không nhìn sách thuyết minh, ta không phải như thế dùng đó à. Bia đá đạo hữu kêu lên. Nào có trực tiếp tế lên hắn liền hướng địch nhân công kích pháp thuật bên trên trực tiếp mãng đó à. Hắn cũng không phải tấm chắn. Sẽ không dùng nó, mời trước nhìn xem sách hướng dẫn sử dụng à. Oanh! Bia thân đã cùng cái kia đạo đánh lén chùm sáng va vào nhau. Đánh lén chùm sáng tại xuyên thấu công đức xà mỹ nhân công đức điện hình chiếu lúc, liền tiêu hao đại bộ phận năng lượng. Lúc này cùng bia đá đạo hữu chạm vào nhau lúc, cứ nhiên trực tiếp bị đụng bạo, hóa thành chướng mắt hiên hoa. Bia đá đạo hữu chân áp phong ấn công năng, đều không có hiện ra chỗ trống. Chướng mắt hiên hoa tiêu tán về sau, liền có thể nhìn thấy bia đá đạo hữu trên người, nhiều một bộ khôi giáp. Võ trang đầy đủ, thân mang khối lập phương hình khôi giáp bia đá đạo hữu. Từ ngoại hình bên trên nhìn phá lệ hung tàn. Chấn áp, trên tấm bia đá chấn áp chi lực phóng thích ra, hung hăng đem giấu ở chỗ tối vặn vẹo chi lực đè chết, trói buộc tại một khu vực nhỏ. Siêu lúc này, sắc bén kia đao quang, đột nhiên lại từ trong hư không thoát ra, chém về phía Tống Thư Hàng đao quang trước đó phối hợp với chùm sáng bạo phá công đức điện hình chiếu, đồng dạng tiêu hao không ít. Nhưng nó sắc bén vẫn như cũ, Tống Thư Hàng nếu như ăn được một đao, cũng không tốt thụ. Hắc, Tống Thư Hàng đầu hất lên, ăn ta trường sinh giả ngốc mau đột kích.
Sở Các Chủ ngốc mau trong nháy mắt phun ra dài hơn 3 mét, lắc tại sắc bén kia đao khí bên trên. Sở Các Chủ bản thể tóc dài, một phát có thể chạm núi mở hải. Tóc dài cùng sắc bén đao ý chạm vào nhau, rằng qua một lát sau, trực tiếp đem sắc bén đao ý vỡ nát. Sở Các Chủ ngốc mau chậm rãi thu hồi, cuối cùng quấn ở Tống Thư Hàng trên cổ. Sau đó nếu như Tống Thư Hàng còn muốn thôi động nàng tóc dài, vậy thì phải trước hết để cho tóc dài nắm chặt cổ của hắn, cổ siết càng chặt, nàng liền cách không truyền lại lực lượng mạnh hơn đến giúp đỡ hắn. Cẩn thận nguyền rủa, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nhắc nhở. Nàng không có xuất thủ đánh trả, chỉ là phụ trách vì mọi người bổ sung phòng thủ. Dù sao nàng cũng là viễn cổ thiên đình tồn lưu người. Bạch Long tỷ tỷ vừa dứt lời, cái kia đoàn ẩn núp nguyền rủa đột nhiên bộc phát, hướng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối vị trí quấn đi, bởi vì Tô Thị A Thập Lục toàn thân bị Bạch Long bảo hộ, cái kia nguyền rủa liền không để ý đến A Thập Lục. Nguyền rủa chia ra hai đường, bất quá, trong khi bên trong một phần nguyền rủa sắp tiếp cận Bạch Tiền Bối lúc, đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, hắn quả quyết quay đầu. Tất cả nguyền rủa chi lực toàn bộ hướng phía Tống Thư Hàng vị trí quán tới. Tống Thư Hàng, đây là ý gì? Luôn cảm giác mình bị khác nhau đối đãi. Mãnh liệt nguyền rủa chi lực, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. A, à, ta máu chảy đầy đất nữ đế hình thức công đức xà mỹ nhân đọc lấy không biết chỗ vị lời kịch, đem nguyền rủa gắt gao ngăn tại ngoài thân, khiến cho hắn không cách nào dính đến Tống Thư Hàng mảy may. Bạch Long tỷ tỷ ngắm nhìn cái này nguyền rủa phân tích nói, đây là thần nhân suy tử chú. Danh tự làm sao nghe được quen tai, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Còn nhớ rõ người cùng A Thập Lục khi độ kiếp, kinh lịch cuối cùng một kiếp trung kiếp suy tử chi kiếp sao? Cái này nguyền rủa chính là bắt chước trung kiếp sáng tạo, là cái tương đối đau đầu người khác nguyền rủa loại pháp thuật. Bạch Long tỷ tỷ nói. Nàng vừa dứt lời, từ Tống Thư Hàng thể nội có một đôi tay nhỏ duỗi ra, bắt lấy cái kia thần nhân suy tử chú nguyền rủa chi lực. Là linh quỷ tay nhỏ. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân ngửa đầu lên, đem tâm ma xích tiêu kiếm phun ra. Xích tiêu kiếm đối cái kia nguyền rủa liên chạm mấy kích. Cái kia nguyền rủa chi lực bị đều chém thành 10 phần. Linh quỷ hai tay liên tục xoa động, đem nguyền rủa chi lực xoa thành 10 cái tiểu cầu. Nàng nắm lấy bên trong một cái nguyền rủa tiểu cầu, trực tiếp nuốt ăn. Cái khác 9 cái nguyền rủa tiểu cầu, thì bị công đức xà mỹ nhân nuốt vào trong bụng, tồn trữ, làm dự trữ lương. Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên, thật lâu không nói. Oanh! Trên đỉnh đầu, bia đá đạo hữu lại cứng rắn sinh chịu một phát quyền kình. Là cái kia đạo vượt qua nghìn vạn dặm mãng tới được quyền kình. Thật coi ta là tấm chắn a, coi như xuyên qua khôi giáp, ta vẫn là bia đá được không? Bia đá đạo hữu cả giận nói. Theo nó táo bạo, trên người Bạch Tiền Bối ký tên, bắt đầu lóe sáng, giống như là đang phát ra hiệu triệu mệnh lệnh. Sau một khắc, phụ cận thú tu giới trong khu vực, có khổng lồ cửu u tà năng bị điều động, vào tới bia đá đạo hữu bên cạnh thân. Những thứ này tà năng bên trong, phần lớn là béo cầu chúa tể tại thú tu giới một chút xíu bố trí. Lúc này, tại Bạch Tiền Bối ký tên hiệu lệnh bên dưới, ngoại trừ mang theo béo cầu chúa tể lạc ấn tà năng bên ngoài, phiến địa vực này bên trong cửu u tà năng đều bị triệu tập tới, cung cấp bia đá thúc đẩy. Tại bia đá trong tiếng giống giận dữ, cửu u tà năng hóa thành chấn áp chi lực, đem rất nhiều nói kiếp tiên cấp công kích từng cái ngăn lại, chấn áp. Loại này sân nhà, vô địch cảm giác, để bia đạo hữu nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được nhớ tới năm đó. Đợt thứ nhất kiếp tiên cấp công kích, bị toàn bộ ngăn lại. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, mỉm cười. Thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn đưa tay tại trán mình một vòng. Một đầu hoàn toàn mới, có được không kém gì nho ra thánh nhân năng lượng ba động trong mắt, sáng lên. Tiếp đó, Tống Thư Hàng lại bấm một cái khống bảo pháp ấn. Bia đá trên người đạo hữu, một cái mã QR kim đan cấu đổ lóe sáng mà lên. Đây là Bạch Tiền Bối lưu lại tảo mộ công năng. Mã QR bên cạnh có chuẩn bị chú thích, quét mã, vì bá Tống Huyền Thánh tảo mộ. Mặc dù Bạch Tiền Bối nói là tảo mộ dùng mã hai chiều, nhưng trên thực tế, nó chính là Tống Thư Hàng hảo hữu kim đan mã hai chiều. Lúc này, tại Tống Thư Hàng khống chế hạ, bia đá trên người đạo hữu cái này mai mã hai chiều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ cần dùng tinh thần lực hướng cái này mai mã hai chiều bên trên nhẹ nhàng quét qua, liền có thể lập tức tăng thêm một con bá tống làm hảo hữu, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đương nhiên, Tống Thư Hàng cũng không có đơn thuần đến kỳ đợi cái kia hơn 10 vị viễn cổ thiên đình các đại lão,
sẽ trực tiếp nóng não dùng tinh thần lực quét hình cái này mai mã hai chiều. Chiến đấu trong lúc đó, song phương khẳng định sẽ duy trì mức thấp nhất độ cẩn thận, sẽ không dùng tinh thần lực loạn quét địch nhân tế ra pháp thuật. Cho nên, lúc này tam nhãn tiền bối giao cho hắn cái này mai trong mắt liền có thể phát huy được tác dụng. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm. Ninh Tượng nha quái, nhà tiên tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn hắn phân tổ. Ninh Tửu trung tiên tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn hắn phân tổ. Tống Thư Hàng, thật là có người trực tiếp liền dùng tinh thần lực quét hình mã hai chiều A. Tăng thêm vào viễn cổ thiên đình phân tổ, hắn nhanh chóng quyết định. Đồng thời, Tống Thư Hàng kích hoạt lên tam nhãn tiền bối đưa tặng trong mắt trừ hai vị này loạn nhập đại lão bên ngoài. Cái khác khóa chặt công kích Tống Thư Hàng viễn cổ thiên đình đại lão, cũng không có phạm tu sĩ cái kia nhìn thấy lạ lẫm đồ vật liền dùng tinh thần lực quét hình một chút, hoặc rót điểm linh lực mau bệnh. Như vậy, cũng chỉ có cưỡng ép chấp nối. Tam nhãn tiền bối tại đưa ra con mắt này về sau, cũng không có bổ sung sách hướng dẫn sử dụng. Nó cụ thể có cái gì thần kỳ công năng, còn cần chính Tống Thư Hàng đi nghiên cứu cùng khai phát. Bất quá, nó trong đó hai cái năng lực Tống Thư Hàng ngược lại là thể nghiệm qua. Đó chính là kết nối cùng cưỡng chế số liệu cùng hưởng, cũng chính là tam nhãn tiền bối đối Tống Thư Hàng sử dụng dòng số liệu rót não trừng phạt công năng. Chỉ cần sử dụng con mắt thứ ba, liền có thể cưỡng ép cùng mục tiêu tiến hành tinh thần kết nối sau đó, Tống Thư Hàng liền có thể đem mã hai chiều trực tiếp rót vào đến mục tiêu trong đầu. Đây chính là cường nữ qua hảo hữu hình thức, quả thực tựa như là hacker năng lực. Bất quá, con mắt thứ ba đối mục tiêu tiến hành cưỡng chế kết nối lúc, cũng là có hạn chế. Lúc ấy tam nhãn tiền bối còn cần móc hạ trong mắt, đem trong mắt dán tại Tống Thư Hàng cái chán, tiến hành lớn nhất dòng số liệu rót não. Cho nên lúc này, liền đến phiên nho ra thánh nhân chi nhãn đăng tràng. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động thời điểm, tạo hóa tiên tử phù hiện ở hắn bên cạnh thân, hai tay của nàng ngón cái cùng ngón trỏ làm thành một vòng tròn, đặt ở Tống Thư Hàng mắt trái trước, phối hợp với toàn lực kích hoạt thánh nhân chi nhãn hiệu quả. Nho ra thánh nhân chi nhãn, phối hợp với lóe sáng. Không phải mang thai ngưng thị, mà là mượn dùng mang thai ngưng thị bộ phận nguyên lý, cách không khóa chặt mục tiêu đơn vị, sinh ra kết nối Tống Thư Hàng tại gợi cảm bá tống, tại tuyến đáp đề khâu, kích hoạt qua chức năng này. Lúc ấy mượn nhờ huyền thánh giảng pháp cường hóa gia trì, hắn dùng nho ra thánh nhân chi nhãn kết nối vào chư thiên vạn giới tất cả nhìn trực tiếp người tu luyện. Hiện tại hắn mượn nhờ tạo hóa tiên tử lực lượng, lợi dụng thánh nhân chi nhãn, dọc theo cái kia hơn 10 đạo kiếp tiên công kích quỹ tích. Nghịch hướng khóa chặt viễn cổ thiên đình đại lão, cũng không khó khăn. Nho ra thánh nhân chi nhãn khóa chặt mục tiêu, sinh ra liên hệ. Thứ ba thần nhãn cùng thánh nhân chi nhãn tiến hành không có khe hở kết nối, từ thánh nhân chi nhãn trong tay tiếp qua liên hệ, sau đó tiến vào cưỡng chế kết nối, cưỡng chế số liệu cùng hưởng hình thức. Cưỡng chế kết nối, thành công. Trong chốc lát, Tống Thư Hằng cảm giác hơi thở cùng 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên ở giữa, ký kết lâm thời cưỡng chế kết nối. Ha 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 ha, tiếp nhận ta một cái tê dung dịch tinh thần ô nhiễm đi. Tống Thư Hàng lộ ra một loại thống khổ nụ cười quỷ dị. Bất quá, tại cưỡng chế rót não trước đó, hắn cần trước vững chắc cái này 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên cùng hắn ở giữa kết nối tính năng. Cũng chính là trước thêm cái hảo hữu. Sau một khắc, Tống Thư Hàng tu chân hảo hữu mã hai chiều đồ án, bị cưỡng ép rót vào đến 12 vị thiên đình thành viên trong đầu. Mà lại, để cho an toàn. Tống Thư Hàng còn làm dự bị. Bởi vì không biết rót não mã hai chiều có thể hay không có hiệu lực, Tống Thư Hàng còn đối 12 vị thiên đình thành viên tinh thần lực làm nho nhỏ dẫn dắt. Bia đá đạo hữu cùng trên người nó mã hai chiều đồ án, bị truyền lại đến 12 vị thiên đình thành viên trước mắt. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả siêu quần bạt tủy. Ninh Tinh Ngân tiên tử tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn nàng phân tổ. Ninh Ám Nguyệt tinh quân tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Ninh Tam Lộ cư sĩ tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Ninh Địch Tử Thiên Vương tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Ninh Thần Định Hiên đạo nhân tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Ninh Tiên Chủ Thái Đan tiên tử tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Tống Thư Hàng trong đầu vang lên một chuỗi tiếng vang. Liên tiếp 12 vang về sau, tất cả bị nho ra thánh nhân chi nhãn thứ ba thần nhãn bắt giữ viễn cổ thiên đình thành viên, toàn bộ bị cưỡng ép kéo vào Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu. Tống Thư Hàng đặc biệt chú ý tới, trong đó lại còn có một vị tiên tử là tiên trù. Đầu năm nay, ngay cả tiên trù đều như thế táo bạo. Toàn bộ kéo vào đến viễn cổ thiên đình thành viên liệt biểu.
Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Cùng một thời gian, 12 vị táo bạo viễn cổ thiên đình đại lão, cùng nhau nhíu mày. Bọn hắn cùng các nàng trong đầu, đều vang lên một đầu nhắc nhở. Đinh ngài đã tăng thêm bá Tống Huyền Thánh làm hảo hữu, được xếp vào viễn cổ thiên đình hảo hữu liệt biểu. Bá Tống Huyền Thánh, hảo hữu, 12 vị táo bạo viễn cổ thiên đình đại lão, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, lại một đầu tin tức tại trong đầu của bọn họ vang lên. Đinh bá Tống Huyền Thánh hướng ngài truyền tống một điểm năng lượng, phụ lời, viễn cổ thiên đình chư vị, mọi người tốt, ta là manh tân tiểu tu sĩ bá Tống. Khả năng các người bởi vì tị thế sinh tồn, tại ngăn cách bí cảnh bên trong ở lại nguyên nhân, không có tiếp thu qua ta giảng pháp, nhưng không có. Đạo thứ nhất phụ lời giảng đến một nửa lúc, liền đoạn mất Tống Thư Hàng cảnh giới không đủ, mỗi lần phụ lời thời điểm, lại còn có chữ viết số hạn chế. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp gỡ loại tình huống này. Bất đắc dĩ, Tống Thư Hàng chỉ có thể yên lặng lại phát lại bổ sung một đoạn phụ lời. Đinh bá Tống Huyền Thánh hướng ngài truyền tống một điểm năng lượng, phụ lời, quan hệ. Chúng ta đã trải qua thành hảo hữu, các ngươi về sau có rất nhiều thời gian đến nhận biết ta. Ta muốn cùng mọi người nói là, giảng đến nơi đây lúc, lại đoạn mất. Liên tục sử dụng phụ lời công năng thời điểm, hạn chế số lượng từ vậy mà càng lúc càng ngắn. Căn bản không cho hắn hoàn chỉnh sắp xếp gọn một cái bức. Tống Thư Hàng tâm tính đều băng. Hắn cắn răng, tái phát một lần cuối cùng. Đinh phụ lời, làm ta biến thành ma quỷ một khắc này, thế giới chính là địa ngục. Tống Thư Hàng. Lời này không phải hắn phát. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, phát hiện công đức xà mỹ nhân chính soái khí vung tóc. Đồng thời, nàng còn đem phần này phụ lời phát một phần, cho Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu bên trong hồ bằng cầu hữu thiên đế. Phát cũng thiên đế, là nhất tao thao tác. Công đức xà mỹ nhân thân là viễn cổ thiên đình đình hoa, lại là Trình Lâm tiên tử khuê mật, có trời mới biết nàng tại đối mặt nguyên thiên đình đồng bạn lúc, là đứng tại như thế nào lập trường. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, ý đồ từ công đức xà mỹ nhân trên mặt tìm tới một tia hoài niệm hoặc là thương cảm loại hình cảm xúc. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không thể từ tiên tử trên mặt phát hiện bất luận cái gì cùng loại tình cảm bộc lộ. Ninh ngài cô bằng cầu hữu thiên đế hướng ngài truyền một điểm năng lượng, Tống tiền bối. Đây là hôm nay năng lượng đát, mặt khác ta gần nhất bề bộn nhiều việc, cũng không có việc gì đừng quấy rầy ta. Phất phất, Tống Thư Hàng. Không có, cũng chỉ có dạng này, còn phất phất. Ngươi không thấy được, ta tại đối nguyên thiên đình thành viên sao? Mà lại, nhóm này thiên đình thành viên là thiên đế phái thành viên A, dù cho thiên đình vẫn lạc nhiều năm như vậy, bọn hắn còn tại ý đồ trùng kiến viễn cổ thiên đình. Ngươi ngược lại là cho ta điểm phản ứng tự nhiên A. Vừa mới nghĩ xong, Tống Thư Hàng vừa hung ác vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hắn cảm giác mình khẳng định là bệnh, bệnh không nhẹ thiên đế không có phản ứng bình thường, không có vượt không ở giữa giúp những này nguyên thiên đình thành viên cùng một chỗ đối hắn lại còn toàn thân không được tự nhiên. Mặc kệ đây là bệnh gì, đều muốn trị. Bất quá, được rồi. Hiện tại trọng yếu là theo kế hoạch làm việc. Mặc dù bị công đức xà mỹ nhân đoạt một câu cuối cùng lời kịch, bất quá tiên tử bổ sung một câu cuối cùng lời kịch. Kỳ thật rất có hương vị. Bởi vì hắn Tống mỗi người sau đó phải làm sự tình, chính là ma quỷ hành vi. Tới đi, kiến thức một xuống địa ngục đi. Tống Thư Hàng lần nữa lộ ra cái kia thống khổ nụ cười quỷ dị. Trên bầu trời, bia đá đạo hữu rơi xuống đất, cắm trước mặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay theo trên người nó, tay phải nhẹ nhàng trượt đi, bia đao hợp nhất hình thức. Hắn cùng bia đá đạo hữu tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái về sau. Liền có thể đạt được bia đạo hữu cường hóa, liền có thể cho 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên mang đến thống khổ càng lớn. Ông, bia đá đạo hữu lúc đầu nghĩ lên án Tống Thư Hàng đưa nó làm tấm thuẫn sai lầm phương pháp sử dụng, nhưng là tại dưỡng đao thuật tác dụng dưới, nó tạm thời từ bỏ đối Tống Thư Hàng lên án, ngược lại cùng hắn tiến vào bia đao hợp nhất hình thức. Bạch tiền bối chỉ tay một cái, lưu tinh kiếm trở về, tại mọi người bên người xoay tròn lấy, vì Tống Thư Hàng hộ pháp. Ăn ta một cái tê dung lượng dòng số liệu rót não. Tống Thư Hàng trên mặt thống khổ nụ cười quỷ quyệt, dần dần có chút hướng nhe răng cười diễn biến, thiếu dung 10 phần nhân vật phản diện. Tống Thư Hàng lựa chọn rót não dòng số liệu, trong đó một bộ phận lớn đều nguồn gốc từ tại tam nhãn tiền bối dùng để rót chi tiết của hắn, là chư thiên vạn giới người tu luyện đặt câu hỏi. Không còn đáp án cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, Tống Thư Hàng còn tăng thêm điểm liệu. Hắn đem thông nương còn không có hóa hình trước đó,
mấy trăm năm trùng tại trên đỉnh núi, gió thổi, phơi nắng, dầm mưa ký ức thể nghiệm cũng cùng nhau gia nhập vào rót não dòng số liệu bên trong, đồng thời còn đem bộ phận này ký ức số liệu chuyển qua mấu chốt nhất vị trí. Hắn muốn thử xem, thông nương 300 năm gió thổi, phơi nắng, dầm mưa ký ức, tại rót sau đầu, có thể hay không mang cho 12 vị thiên đình đại lão không giống hưởng thụ thể nghiệm. Nếu như thí nghiệm thành công, Tống Thư Hàng liền lại nắm giữ một loại đáng sợ tuyệt kỹ. Thất bại cũng không quan trọng, dù sao chính là một cái bổ sung nhỏ thí nghiệm. Nho gia thánh nhân chi nhãn tam nhãn thần nhãn bia đá đạo hữu cường hóa. Số liệu khổng lồ lưu, đồng thời tuôn hướng 12 vị thiên đình thành viên. Mấy hơi về sau, thú tu giới thiên nam địa bắc chung 11 chỗ ngồi Tống Thư Hàng bọn người đỉnh đầu không chung vị trí, đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết. 12 vị thiên đình thành viên, trong đó có 7 vị là bát phẩm huyền thánh. Bọn hắn là viễn cổ thiên đình phá diệt về sau, thiên đình thành viên hậu đại hoặc đệ tử truyền nhân. Trước đó, bọn hắn là mượn nhờ kiếp tiên pháp khí, đối Tống Thư Hàng viễn trình chém ra kiếp tiên cấp công kích. Cái này 7 vị huyền thánh, tại bị dòng số liệu rót não thời điểm, kêu thê thảm nhất. Tống Thư Hàng rót não dòng số liệu cường độ, là lấy tam nhãn tiền bối thí luyện đợt thứ 10 cường độ làm tiêu chuẩn, đây là ngay cả kiếp tiên cũng sẽ thống khổ rót não cường độ. Bọn hắn lấy huyền thánh cảnh giới tiếp nhận kiếp tiên cấp thống khổ, đầu óc đều đang run rẩy. Còn sót lại kiếp tiên cùng có được kiếp tiên chiến lực 5 vị thành viên, đồng dạng ôm đầu, phát ra tiếng kêu thống khổ. Loại này tươi mới thống khổ, chư thiên vạn giới cơ hồ không ai có được sức miễn dịch. Đinh Bá Tống phụ lời, các ngươi thống khổ sao? Thống khổ là được rồi, ta trước đó tiếp nhận thống khổ, thế nhưng là dòng dã 10 đợt. Các ngươi bây giờ có thể giải nổi thống khổ của ta sao? 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên, não nhân phát chướng, phảng phất có người tại hướng trong đầu của bọn hắn tưới. Trong đó cái kia 7 vị bát phẩm huyền thánh càng là xuất hiện ảo giác, bọn hắn phát hiện mình thành một gốc hành, bị trùng tại trên đỉnh núi, gió thổi, phơi nắng, dầm mưa. Mà lại, không phải một ngày hai ngày, mà là dài đến mấy trăm năm kinh lịch. Thời gian lâu như vậy, đều đủ bọn hắn bế một lần quan. Đinh! Lúc này, trong đầu của bọn hắn lại vang lên cái này đáng chết tiếng vang. Còn tới. Nhưng lần này, Bá Tống Huyền Thánh không tiếp tục làm khó hắn nhóm. Đinh Bá Tống Huyền Thánh thay ngươi chuyển tiếp Trình Lâm Tiên Tử. Một cái tin tức tại 12 vị thiên đình thành viên trong đầu vang lên. Trình Lâm! Trình Lâm! 12 vị thiên đình thành viên, chịu đựng sọ não đau, giãy giụa lấy bỏ lên. Trong lòng bọn họ có vô tận oán hận, muốn hướng Trình Lâm khuynh đảo. Đinh, chuyển tuyến thất bại, Trình Lâm tiên tử đã chết, có việc hóa vàng mã. Việc nhỏ chiêu hồn, đại sự đào mộ. Tống Thư Hàng. 12 vị thiên đình thành viên. Tống Thư Hàng cắn răng một cái, hắn hướng về Trình Lâm tiên tử đưa vào một điểm năng lượng. Đinh truyền lại năng lượng thất bại, sổ đen thành viên Trình Lâm tiên tử, cự tuyệt tiếp thu tin tức. Tống Thư Hàng cảm giác mình sọ não lại bắt đầu chướng đau. VIP sổ đen, quả thực không thể nói lý. Về sau, hắn lại nếm thử hướng sổ đen bên trong ban văn long đại lão nhi tử rất muốn chiếu trương thải sắc ảnh chụp đại lão truyền lại năng lượng, nhưng vị này đồng dạng cự tuyệt tiếp thu Tống Thư Hàng truyền lại năng lượng. Quay đầu ta nhất định phải đối Hoàng Sơn mụ mụ tốt đi một chút Tống. Tâm thật mệt mỏi, Thư Hàng thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn làm cái cuối cùng lựa chọn. Đinh Bá Tống Huyền Thánh thay ngươi chuyển tiếp hồ bằng cầu hữu thiên đế. Lại một cái tin tức, tại 12 vị thiên đình thành viên trong đầu lấp lóe. Thiên đế. Đầu tiên là Trình Lâm tiên tử, kế tiếp là thiên đế. Cái này Bá Tống Huyền Thánh, là đang trêu đùa bọn hắn sao? Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng vừa sử dụng chuyển tiếp công năng, thiên đế liền nhanh chóng phát tới tin tức. Thiên đế phụ lời, điệu thấp, làm người khiêm tốn một chút a, Tống tiền bối. Ngươi có phải hay không rõ điệu thấp hai chữ này muốn làm sao viết a? Tống Thư Hàng. Đây không phải ta nồi. Lần này là viễn cổ thiên đình thành viên, chủ động tìm tới cửa đỗi ta a. Thiên đế phụ lời, chuyện này, Tống tiền bối chính ngươi xử lý, đừng có lại chuyển tiếp ta. Thật bề bộn nhiều việc, đừng có lại thêm lời nói. Dứt lời, nàng cự tuyệt Tống Thư Hàng vì 12 vị thiên đình thành viên chuyển tuyến. Tống Thư Hàng dùng sức vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Đang lúc hắn buồn rầu lấy xử lý như thế nào việc này lúc. Sổ đen bên trong tiểu ban ban đột nhiên gửi đi phụ lời tới. Người kế thừa Trình Lâm cái này đạo hiệu. Ban Văn Long đại lão, hắn đây là muốn thay Trình Lâm tiên tử ra mặt sao?
Tống Thư Hàng cân nhắc liên tục, cẩn thận trả lời, nên tính là kế thừa cái này đạo hiệu. Một lát sau, Ban Văn Long đại lão trả lời, như vậy, kêu ba ba. Kêu ba ba, không nghĩ tới Ban Văn Long tiền bối còn có loại này yêu thích. Ta liền ăn hai cái, còn lại đều cho ngươi. Nếu như là bình thường ở giữa bạn bè đối thoại, Tống Thư Hàng nhất định sẽ lựa chọn trả lời như vậy. Bất quá đối với giống Ban Văn Long đại lão, hắn tự nhiên không thể như thế tìm đường chết. Tìm đường chết loại chuyện này, cũng phải nhìn thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tống Thư Hàng nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, Ban Văn Long đại lão đột nhiên lại phát ra đầu phụ lời tới, ăn hai cái. Tống Thư Hàng. Chờ, đợi đã. Ta mới vừa rồi không có gửi đi năng lượng cũng phụ lời, công đức xà mỹ nhân cũng không có thay hắn trả lời a. Diệu nha, đáp tốt. Ban Văn Long đại lão lại liên tiếp phát phụ lời. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng trong đầu lại vang lên một cái thông chi tiếng. Nốt sổ đen tiểu Ban Ban chuyển tiếp Trình Lâm, cũng hướng nàng truyền một thức đao pháp. Ban Văn Long đại lão thân ở một cái thế giới thần bí, giấu ở nguyên Trình Lâm di tích động phủ chỗ sâu, cơ bản không can thiệp ngoại giới. Cho dù có Tống Thư Hàng tu chân nói chuyện phiếm công năng, hắn tại truyền lại một ít gì đó lúc, đều sẽ trước đi qua Trình Lâm vì trung chuyển. Liền ngay cả truyền thụ đao pháp cũng không ngoại lệ. Nốt sổ đen Trình Lâm tiên tử hướng ngươi truyền một thức đao pháp, phụ lời, đao tên nhân đao, chính là từ bi chi đao. Tống Thư Hàng. Đại lão nhóm phương thức tư duy, thân là cấn tay tiểu động vật có vú hắn, có đôi khi thật sự không cách nào giải. Bởi vì thực sự không nghĩ ra Ban Văn Long đại lão tại sao lại ở thời điểm này, truyền thụ cho hắn đao pháp. Sở dĩ. Cái này đao pháp muốn tiếp thu sao? Vừa bị động tìm đường chết hoàn tất Tống Thư Hàng, có điểm tâm hư. Đốt, Trình Lâm tiên tử phụ lời, Thư Hàng A, một thức này đao pháp bên trong ẩn chứa một đạo tiểu Ban Ban đao ý, là ta hướng hắn cầu đến, để ngươi dùng để giải quyết lần này sự kiện sử dụng thủ đoạn. Không cần cảm ơn ta. Thì ra là thế. Khó trách luôn luôn không thích xen vào hắn Ban Văn Long đại lão, hôm nay sẽ tự động tới cửa nói chuyện phiếm, nguyên lai là Trình Lâm tiên tử thỉnh cầu. Tóm lại, vẫn là muốn tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng dùng phụ lời trả lời. Trình Lâm tiên tử nhanh chóng hồi phục, không cần khách khí, mặt khác. Thư Hàng, ta đã chết hẳn, sở dĩ lần sau gặp gỡ tình huống tương tự lúc, người âm thầm nói chuyện riêng ta. Đừng đem người không liên hệ chuyển tuyến cho ta, như thế sẽ để cho ta thật khó khăn. Tống Thư Hàng. Thật sâu thở dài về sau, Tống Thư Hàng lựa chọn tiếp thu nhân đao. Từ bi chi đao, danh tự nghe rất có Phật tính. Đao pháp này, muốn làm sao ứng phó viễn cổ thiên đình thành viên. Đương Tống Thư Hàng bắt đầu tiếp thu nhân đao thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn tạo hóa tiên tử đột nhiên vô ý thức tránh lùi mấy bước từ Thư Hàng trên thân, có một đạo như là không đáy thâm uyên đao ý đang ngưng tụ. Đạo này đao ý, để tạo hóa tiên tử chịu đến một loại cảm giác áp bách, rất không được tự nhiên, sở dĩ vô ý thức lui lại. Thư Hàng, người đang làm gì? Bạch tiền bối xoay đầu lại, nghi ngờ nói. Cái này, căn bản, không phải, nhân đao. Tống Thư Hàng thân hình hướng về phía trước ngã đi, hắn như là người chết chìm, tuyệt vọng hướng lên đưa tay. Ban Văn Long đại lão thông qua Trình Lâm tiên tử truyền tới, căn bản không phải cái gì từ bi chi đao. Mà là tuyệt chứng chi đao. Tại tiếp xúc đến một thức này đao pháp lúc, Tống Thư Hàng trong phút chốc liền thưởng thức được 1000 loại chứng bệnh thống khổ. Đơn giản thường gặp cảm mạo nóng sốt, tổn thương xương, mắt miệng tai mũi khoa chứng bệnh, nội tạng loại chứng bệnh, huyết dịch chứng bệnh, bệnh tâm thần chứng. Phong ôn, các loại ung thư, thậm chí bao gồm một ít nhân loại căn bản không biết đến lân phiến loại chứng bệnh, giác loại tật bệnh thống khổ. Tiểu bệnh trung bệnh đại bệnh, Tống Thư Hàng biết đến, không biết bệnh nan y, một mạch vọt tới. Trong đó còn có một số đối tu sĩ tới nói đều là bệnh nan y bệnh trạng có nghiêm trọng tẩu hỏa nhập hỏa, cũng có tu sĩ khai phát đi ra đặc biệt nhằm vào tu sĩ bệnh nan y loại công kích pháp thuật. 1000 loại chứng bệnh. Vẫn là đi qua Ban Văn Long đại lão đao pháp sau khi cường hóa phiên bản, đồng thời thượng tuyến. Tại Tống Thư Hàng ngã xuống đồng thời, hắn thưởng thức được 1000 loại chứng bệnh thống khổ, đồng dạng thông qua kết nối, cùng hưởng cho cái kia 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên. Cái kia 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên, đồng dạng không chịu nổi. Thú tu giới các nơi, có 11 vị viễn cổ thiên đình đại lão, ngã sấp tại địa. Nếu như là đơn thuần ngàn loại cường hóa bản chứng bệnh thống khổ, nói không chừng bọn hắn còn có chịu đựng được hy vọng. Nhưng ngàn loại bệnh nan y thống khổ bên trong, còn ẩn giấu đi một sợi đao ý.
Cái này một sợi đáng sợ đến cực điểm đao ý, trực tiếp tan rã ý chí của bọn hắn. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng đám người đỉnh đầu chỗ, có một con hình thể khổng lồ kỳ lân thú rơi xuống dưới. Hắn chính là hướng Tống Thư Hàng công kích cái thứ 12 viễn cổ thiên đình thành viên, cũng là sớm nhất phát giác được Trình Lâm khí tức kiếp tiên chiến lực. Thân thể khổng lồ rơi xuống, nếu để cho hắn trực tiếp đánh xuống trên mặt đất, đối mảnh này thú tu giới khu vực tới nói, chính là một trận tai nạn. Kiếp tiên chiến lực kỳ lân thú đập xuống lực trùng kích không thể so với cự hình thiên thạch kém đến cái nào đi. Phía dưới, Bạch Tiền Bối đã nhận ra trong hư không trượt chân kỳ lân thú, hắn tế lên lưu tinh kiếm, chuẩn bị đưa nó tiếp được. Bất quá khi kỳ lân thú hạ xuống một nửa thời điểm, rơi xuống tốc độ đột nhiên dừng lại. Ở bên người hắn, có không gian chim môn mở ra. Một cái nho nhỏ vuốt chim đưa nó xách ở, nắm lấy hắn chậm rãi hạ xuống. Vuốt chim chủ nhân, không có hoàn toàn hiện thân, nhưng từ chỉ là từ nơi này con chim trên vuốt trên người tán phát khí tức, liền đã viễn siêu kiếp tiên. Cái này rất có thể là tôn trường sinh giả, hoặc là tiếp cận trường sinh giả cấp, đã bước ra bản thân đạo chí cường kiếp tiên. Cũng chính bởi vì có hắn ở hậu phương tọa chấn, 12 vị viễn cổ thiên đình thành viên, mới có thể trực tiếp táo bạo đối giao chỉ nữ đế Trình Lâm khởi xướng mãnh công. Một lát sau, cái này vuốt chim mang theo kỳ lân thú, rơi vào Bạch Tiền Bối cùng Thư Hàng trước mặt. Vuốt chim bên trên, có một con mắt mở ra. Hắn trước nhìn về phía Bạch Tiền Bối, hơi dừng một chút, sau đó đối Bạch Hữu Thiện nháy nháy mắt. Sau đó, hắn lại nhìn phía Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long, cùng nằm sấp Tống Thư Hàng cùng Công Đức Xà Mỹ Nhân. Vuốt chim bên trên, có một nữ tử thanh âm vang lên, Kim Long đạo hữu, hồi lâu không thấy, ngươi có mạnh khỏe. Không quá mạnh khỏe, Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt, toàn thân trên dưới trắng noãn không vết, không thấy được ta đã chết rồi sao. Vuốt chim tử co quắp hạ, hắn lại chuyển hướng nhìn qua Công Đức Xà Mỹ Nhân, ngươi cũng đã chết. Công Đức Xà Mỹ Nhân dùng sức gật đầu. Vuốt chim thở dài, nói, tốt ha, cái kia Trình Lâm đâu, không ra nhìn một chút ta sao. Nàng cũng đã chết, Bạch Long tỉ tỉ bình tĩnh nói. Vừa rồi, kỳ lân cảm ứng được Trình Lâm khí tức. Vuốt chim bình tĩnh nói, sở dĩ, ta chỉ muốn biết, Trình Lâm ở đâu. Công Đức Xà Mỹ Nhân méo một chút đầu, sau đó, nàng đưa tay chỉ bị vùi dập giữa chợ tại Tống Thư Hàng. Vuốt chim nhìn qua trên đất Tống Thư Hàng, móng vuốt lại co quắp bên dưới, hắn. Trình Lâm, hắn buông xuống kỳ lân thú, trôi hướng Tống Thư Hàng, hướng hắn chộp tới. Muốn đem Tống Thư Hàng xoay người. Thân thể có chút không thoải mái, có thể là giữa chưa ăn đồ hỏng, suy yếu bất lực. Hôm nay trước canh một, ngày mai bổ về. Hàm ngư phiên thân. Tiểu xảo vuốt chim bắt lấy Tống Thư Hàng thân thể, đem hắn xoay chuyển tới. Sau một khắc, một chương biểu lộ thống khổ, vặn vẹo, giãy giụa, liền giống như bức tranh hò hét mặt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là nhìn biểu tình liền có thể biết. Gương mặt này chủ nhân tại trước khi té xuống đất, tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Tiểu xảo vuốt chim đều bị cái này khoa trương biểu lộ giật nảy mình. Bất quá ngay sau đó, tiểu xảo vuốt chim bên trên con ngươi lại trừng to lớn. Bởi vì xem nhẹ gương mặt này bên trên cái kia khoa trương vẻ mặt thống khổ về sau, đó có thể thấy được đầu này xoay người cá ướp muối mặt, là một trương diện mục hiền lành tuổi trẻ khuôn mặt. Quen thuộc khuôn mặt, quen thuộc hơn chính là một loại hương vị. Tống đầu gỗ, cái này tiểu xảo vuốt chim lớn tiếng kêu lên. Ba chữ này, liền phảng phất có được ma tính, lập tức kích thích ở đây mấy cái người. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ, không ngừng trong hư không cào, phảng phất muốn xé nát cái nào đó đổ vật. Mãnh liệt tâm tình chập chờn thậm chí ảnh hưởng đến Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng trên cổ, có một cây tinh tế tóc dài nháy mắt siết chặt. Phác nhai trạng thái Tống Thư Hàng thống khổ run rẩy. Công Đức Xà Mỹ Nhân méo một chút đầu. Cái đuôi vặn vẹo, lui về phía sau một bước. Sau một khắc, con kia kêu to tiểu xảo vuốt chim, hướng về phía Tống Thư Hàng khuôn mặt chính là một móng vuốt. Sắc bén vuốt chim tử như là lưỡi dao, lóe ra hàn quang. Kít! Một trận tiếng cọ sát chói tai vang lên, Tống Thư Hàng ra mặt bên trên nổ lên một đống chói mắt chuỗi hỏa tinh. Sắc bén vuốt chim, vậy mà không thể phá vỡ ra mặt của hắn, chỉ là tại trên mặt hắn lấy xuống nhàn nhạt năm đạo bạch ấn. Bất quá sau đó, có cỗ xung kích lực đạo thật sự tác dụng tại Tống Thư Hàng trên mặt, Tống Thư Hàng cổ phát ra giòn vang, đầu lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Bên cạnh,
bia đá trên người đạo hữu có phủ văn bắt đầu lập lòe tỏa sáng, nó cùng Tống Thư Hằng còn duy trì bia đao hợp nhất trạng thái. Cái này một cái sắc bén vuốt chim công kích, nó thay Tống Thư Hằng gánh chịu đại bộ phận tổn thương. Cho nên vuốt chim công kích tổn thương, mới không phá nổi Tống Thư Hằng tấm kia cứng rắn ra mặt. Ngươi là ai? Sở Các Chủ thanh âm vang lên. Sắc bén tóc nhọn nhắm ngay vuốt chim. Dựa vào cái gì đánh Tống đầu gỗ? Mặc dù đánh chính là Tống Thư Hằng, nhưng đối phương rõ ràng là hướng về phía Tống đầu gỗ mặt dán móng vuốt. Đánh chính là Thư Hằng, nhưng chân chính muốn dán chính là Tống đầu gỗ. Tống đầu gỗ trả ta tiền mồ hôi nước mắt, sắc bén kia vuốt chim phẫn nộ nói. Sở Các Chủ, vị này là đến muốn tiền mồ hôi nước mắt nợ. Thế là, Sở Các Chủ khí thế nháy mắt liền yếu một nửa. Sắc bén tóc nhọn cũng rụt trở về. Trong hư không, tiểu xảo vuốt chim móng vuốt mở ra, sau lưng nó có đạo to lớn không gian chi môn xé mở, nàng bản thể tựa hồ muốn từ không gian bên trong chui ra. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nhắc nhở, tỉnh táo, Phượng Nghi đàn chủ, trước tỉnh táo lại. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, chăm chú nhìn thiếu niên này mặt. Tỉnh táo, ngươi để ta làm sao tỉnh táo lại? Kim Long tiên tử, ta biết ngươi một mực che chở hắn, nhưng bây giờ ngươi hộ không? A, à, cái kia tiểu xảo móng vuốt đột nhiên sững sờ. Cẩn thận nhìn chằm chằm thiếu niên này khuôn mặt, nghiêm túc đi xem liền sẽ phát hiện, thiếu niên này cùng Tống đầu gỗ, cũng không tương tự. Mà lại, bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma bốn cái khác biệt thánh hào, dần dần phù hiện ở trong đầu của nàng. Không phải Tống đầu gỗ. Phượng Nghi đàn chủ lại cẩn thận quan sát, móng vuốt nhỏ bên trên con mắt xích lại gần Tống Thư Hằng khuôn mặt, một tế bào nghiên cứu. Thật không phải Tống đầu gỗ. Thế nào nhìn có điểm giống, nhưng càng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó căn bản không phải Tống đầu gỗ. Chuyển thế, không, không đúng, tuyệt đối không phải trùng sinh hoặc chuyển thế, nhưng vừa rồi cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Phượng Nghi đàn chủ móng vuốt nhỏ bất an trong hư không gãi. Sau một lúc lâu, chờ chút, ta đang nghiên cứu không phải Tống đầu gỗ, ta muốn tìm chính là Trình Lâm. Phượng Nghi đàn chủ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nàng hôm nay không phải cùng Tống đầu gỗ phân cao thấp tới, nàng muốn đem Trình Lâm cho lật ra tới. Ngay tại nàng đọc lên Trình Lâm danh tự thời điểm, cá ướp muối Tống Thư Hằng trên thân, có một đạo đao mang đột ngột chém ra, đạo này đao mang bên trong, có nhuộm Trình Lâm hương vị. Trình Lâm danh tự, tựa như là một cái tín hiệu. Một khi báo ra tín hiệu, liền sẽ dẫn xuất đạo này đao mang. Đao mang này nhanh như chớp giật, mà lại, tại nó hiện thân lúc, toàn bộ không gian đều phảng phất không chịu nổi lực lượng của nó, mặt đất sụp đổ, không gian vặn vẹo. Phượng Nghi đàn chủ giật mình, nàng móng vuốt nhỏ siêu một chút tan biến tại trong hư không, trực tiếp sử dụng không gian năng lực bỏ chạy. Sau một khắc, thân hình của nàng xuất hiện tại một dặm bên ngoài không trung. Nhưng khi nàng móng vuốt mới vừa ra tới, liền rơi tại một đạo đao mang lên. Cái kia đạo quỷ dị đao mang, vậy mà đã sớm tại tọa độ bên trên chờ. Chờ lấy Phượng Nghi đàn chủ móng vuốt nhỏ tự động tại đao mang bên trên. Nhân quả khóa chặt, Phượng Nghi đàn chủ cả kinh nói. Cái kia đạo đao mang tại chém ra thời điểm, tự mang lấy nhân quả pháp tắc, không cách nào tránh né. Đao mang nhập thể. Nàng hộ thể tiên có thể, pháp thuật, toàn bộ bị đao mang phá vỡ. Sau đó có hơn vạn loại khác biệt bệnh nan y hiệu quả, tại nàng móng vuốt bên trong bộc phát. A, Trình Lâm. Phượng Nghi đàn chủ phát ra ca hát kêu thảm, to như hạt đậu nước mắt từ trên móng vuốt trong ánh mắt nhỏ xuống, hướng mặt đất đập tới. Nước mắt rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái hố to, hóa thành linh khí dư thừa ao nhỏ. Phía dưới, Tống Thư Hằng nguyên bản vị trí đã trải qua lở thành phế tích. Tô Thị A Thập Lục đem Tống Thư Hằng thân thể nâng lên, chúng ta muốn hay không thừa cơ rời đi. Ta mang các ngươi đi, Bạch Tiền Bối vung tay lên một cái. Xoay khí áo khoác ống tay áo mở rộng. Không gian loại kỹ xảo pháp thuật tụ lý càn khôn. Tống Thư Hằng, A Thập Lục, Bạch Long tỉ tỉ tất cả mọi người bị Bạch Tiền Bối chứa vào trong tay áo. Lưu Tinh Kiếm trở vào bao. Trước tiên ở thú tu giới tìm vị trí, chơi một đoạn thời gian đi. Bạch Tiền Bối nói khẽ, hắn ngón tay kia ở giữa xuất hiện nửa cái đĩa tròn, nhẹ nhàng chuyển động. Nói, hắn thi triển không gian lực lượng, mở ra một cái không gian thông đạo. Bất quá nghĩ nghĩ, Bạch Tiền Bối đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hắn đưa tay đem không gian thông đạo xóa đi. Sau đó, Bạch Tiền Bối móc ra một chương mặt nạ, mang tại trên mặt mình. Đeo lên sau mặt nạ,
hắn hình thể, bộ dáng một trận biến hóa, rất nhanh liền hóa thành Tống Thư Hàng bộ dáng. Đồng thời, theo tâm hắn niệm khẽ động, trong tụ lý càn khôn công đức xà mỹ nhân thoát ra, phụ sau lưng hắn. Hoàn mỹ, Bạch Tiền Bối vuốt vuốt mặt, lại đem nửa cái đĩa tròn thu hồi. Cuối cùng, hắn tìm tới trước đó Tống Thư Hàng ngã xuống vị trí, nằm xong, nhắm mắt lại. Công đức xà mỹ nhân cái đuôi cuốn thành một đoàn, khéo léo ngồi tại hắn bên cạnh. Sau đó không lâu, con kia kỳ lân dẫn đầu tỉnh lại. Nó thống khổ mở to mắt, nhìn về phía nơi xa trên mặt đất nam tử. Trình Lâm đâu? Nó nghi ngờ nói. Hắn chính là Trình Lâm, trong hư không, có không gian chi môn mở ra. Khóc mắt đỏ phượng nghi đàn chủ móng vuốt nhỏ, từ không gian chi môn bên trong chui ra. Nàng ngắm nhìn phế tích, phát hiện trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, những người khác đã trải qua biến mất. Đem hắn kéo đi, phượng nghi đàn chủ cắn răng nói. Được, kỳ lân đi vào Tống Thư Hàng trước mặt, ôn nhu đem hắn nâng lên, đặt ở trên lưng mình. Phượng nghi đàn chủ, ta bảo ngươi đem hắn kéo đi, hung tàn điểm, tàn bạo chút, ngươi ôn nhu như vậy động tác là ý gì? Ta cũng không nhớ kỹ ngươi có ôn nhu như vậy a. Phượng nghi cầm chủ chằm chằm vào kỳ lân thú. Hung tàn điểm a, cắn chân của hắn, đem hắn từ dưới đất kéo lên, vung cái đại phong xa, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem a. Đừng quên, hắn nhưng là Trình Lâm, Phượng Nghi cầm chủ nhắc nhở. Mặc dù nhìn qua là người thiếu niên, nhưng hắn xác thực chính là Trình Lâm không thể nghi ngờ, vừa rồi một đao kia liền có thể chứng minh. Ta biết, nhưng là, kỳ lân thú cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chính mình trên lưng người trẻ tuổi. Không biết tại sao, coi như biết người trẻ tuổi kia chính là Trình Lâm, hắn cũng hạ không được ngoan thủ. Thậm chí, tại Phượng Nghi cầm chủ nhắc nhở hắn vị trẻ tuổi này chính là Trình Lâm tiên tử về sau, hắn nội tâm ngược lại càng nhu hòa. Nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Không ổn, loại này động tâm cảm giác. Chẳng lẽ ta, một mực thầm mến Trình Lâm? Một cái đáng sợ suy nghĩ, hiện lên ở kỳ lân thú trong đầu. Hắn một mực căm hận lấy Trình Lâm, thậm chí chỉ muốn vừa nghe đến cái tên này, liền sẽ thống khổ đến phát cuồng. Đây chẳng lẽ là yêu càng sâu, hận càng thiết biểu hiện. Tại viễn cổ thiên đình thời đại lúc, giao trì nữ đế Trình Lâm là không ít đạo hữu trong suy nghĩ song tu đạo lữ nhân tuyển. Chẳng lẽ đã từng ta, nội tâm đối Trình Lâm nữ đế cũng ôm lấy yêu say đắm chi tình. Sở dĩ tại nàng trở thành hủy diệt thiên đình nguyên hung thời điểm, ta mới có thể như thế căm hận. Kỳ lân thú nội tâm lâm vào hoài nghi đối với mình. Thậm chí tại trong đầu hắn, Trình Lâm tiên tử hình tượng bắt đầu hiển hiện. Cái kia một mực mang theo siêu siêu vẹo vẹo đạo quan nữ tử. Hồi tưởng lại lúc, tựa hồ thật sự như mộng huyễn bên trong như vậy xinh đẹp động lòng người. Kỳ lân thú trên lưng Bạch Tiền Bối âm thầm điều chỉnh góc dưới độ, tìm cái thoải mái nằm tư thế, nhắm mắt dưỡng thần. Thừa cơ bế cái tiểu quan. Công đức xà mỹ nhân nhu thuận ngồi ở bên cạnh hắn, yên lặng thủ hộ. Không đúng không đúng, không đúng. Kỳ lân thú đột nhiên dùng sức lắc đầu. Phượng nghi cầm chủ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có việc gì. Vừa rồi nhất thời tâm trướng, tốt tại ta kịp thời tỉnh táo lại, kỳ lân thú lại nhìn mắt trên lưng thiếu niên, Trình Lâm nữ đế, quả nhiên đáng sợ. Phượng nghi cầm chủ, chúng ta nên xử lý như thế nào hắn, kỳ lân thú trầm giọng hỏi. Trước về, Phượng nghi cầm chủ nói, sau đó, đem tản mát thành viên đều triệu tập tới. Ngay trước tất cả thành viên trước mặt, chúng ta muốn thẩm vấn Trình Lâm. Chuyển thế, nói thật. Nàng cũng không xác định cái này người trẻ tuổi có phải hay không Trình Lâm chuyển thế, trước đó nàng tinh tế quan sát đối phương lúc, cảm giác vị này bốn cái thánh hào người trẻ tuổi, không phải bất luận người nào chuyển thế thể. Nhưng hắn cùng Trình Lâm quan hệ trong đó, lại là thật sự. Hết thảy, liền chờ thẩm vấn thời điểm, mới hảo hảo đề ra nghi vấn đi. Nghĩ tới đây, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vạch một cái, cánh cửa không gian mở ra. Nàng và kỳ lân thú lần lượt tiến vào cánh cửa không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiền Bối thừa cơ bế quan, bị kỳ lân thú mang về đến viễn cổ thiên đình thành viên, tại thú tu giới bố trí một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh, là dùng mấy khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ hợp lại mà thành. Kỳ lân thú mang theo Bạch Tiền Bối đi vào nguyên thiên đình mảnh vỡ tỏa tiên ngục bên trong, tạm thời giam giữ. Tỏa tiên ngục bên trong, bố trí có 72 loại khác biệt không gian cấm chế thủ pháp, hình thành vòng vòng đan xen không gian mê tỏa. Liền xem như trường sinh giả lâm vào trong đó, nhất thời nửa khắc cũng rất khó đi ra. Bất quá,
cân nhắc đến đã từng Trình Lâm nữ đế tham dự qua tòa tiên ngục kiến tạo, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Kỳ Lân thú lựa chọn tự mình ngồi chờ, sung làm ngục tốt. Hắn ôn nhu đem Bá Tống nhốt vào trong đó một ngục về sau, yên lặng ngồi xổm ở bên cạnh, yên lặng giám thị lấy hắn. Lúc này, Bạch Tiền Bối tụ lý càn khôn bên trong. Tô Thị A Thập Lục vì Tống Thư Hàng lau đi nhân thống khổ mà xuất ra mồ hôi lạnh. Bạch Long tỷ tỷ, Thư Hàng hiện tại trạng thái có khỏe không? Nàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói, rất tốt, các hạng số liệu phi thường khỏe mạnh. Còn hắn một mực không có tỉnh lại, đoán chừng là tại lĩnh hội vừa rồi một đao kia a. Vừa rồi từ Tống Thư Hàng thể nội chém ra cái kia một đạo đao ý, cao thâm mặt chắc, liền nàng đều không cách nào nhìn thấu đao pháp bên trong huyền bí. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú rất không tệ, thậm chí so với hắn tôi thể thiên phú còn muốn càng mạnh một điểm. Bạch Long tỷ tỷ có thể cảm ứng ra, Tống Thư Hàng tinh thần phi thường sinh động hẳn là tại thừa cơ lĩnh hội đao ý huyền bí, hoặc là đang tiếp thụ truyền thừa. Bạch đạo hữu ngụy trang thành Thư Hàng dáng vẻ, bị đưa vào đến Thiên Đình thành viên ẩn núp bí cảnh bên trong. Sở các chủ lên tiếng nói. Thần trí của nàng lặng lẽ xuyên thấu qua tụ lý càn khôn, tại quan sát lấy ngoại giới sự tình tiến triển. Bạch đạo hữu có phải hay không phát hiện cái gì? Phải mạo hiểm chui vào đến Thiên Đình thành viên căn cứ. Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Tô Thị A Thập Lục suy tính Bạch Tiền Bối tính cách về sau, suy đoán nói, có thể là bởi vì. Chơi vui. Bạch Long tỷ tỷ. Nơi này không gian bị phong tỏa lấy, ta cảm ứng được mấy chục loại khác biệt hình thái không gian giam cầm thủ pháp. Sở các chủ lên tiếng nói. Bạch Long tỷ tỷ đắc ý nói, bởi vì nơi này là tòa tiên ngục, lúc trước thiết kế chế tạo nó lúc, mục tiêu của chúng ta là chế tạo ra liền trường sinh giả nhất thời nửa khắc cũng chạy không thoát cấm địa, nó là chúng ta tác phẩm đắc ý. Sau đó người tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày kia bản thân sẽ lâm vào ở cái này tòa tiên ngục bên trong, mua dây buộc mình. Sở các chủ giễu cợt nói. Bạch Long tỷ tỷ. Sở tiền bối, Bạch tiền bối bây giờ đang làm gì? Tô Thị A Thập Lục vội vàng nói sang chuyện khác. Sở các chủ cảm ứng một chút Bạch trạng thái về sau, nói, tựa hồ. Đang bế quan. Tô Thị A Thập Lục vuốt vuốt mi tâm. Ân, cái này rất Bạch tiền bối. A, à, cái này tỏa tiên ngục bên trong, còn giam giữ những người khác. Đột nhiên, sở các chủ lên tiếng nói. Bất quá. Thần trí của nàng quét hình ở chỗ này bị hạn chế, không cách nào thấy rõ sát phách giam giữ ai. Tại sở các chủ cảm ứng được đối phương lúc, sát phách đạo hữu cũng phát hiện tình huống bên này. Ngay sau đó, một cái phi thường có đặc sắc thanh âm nam tử vang lên, a, à, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Là người quen. Thanh âm này. Cuồng đao tam lãng tiền bối. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Tam lãng thanh tuyến rất có đặc điểm. Tự cùng hắn người đồng dạng có đặc sắc. Sở dĩ, A Thập Lục lập tức liền nhận ra tới. Nhưng là, tam lãng tiền bối làm sao lại bị bắt lại, nhốt tại tòa tiên ngục bên trong. Hắn đã làm gì sự, chọc phải viễn cổ Thiên Đình thành viên sao? Khi biết cuồng đao tam lãng cũng bị giam giữ thời điểm, A Thập Lục ý nghĩ đầu tiên không phải Thiên Đình thành viên vì cái gì bắt tam lãng. Mà là tam lãng tiền bối chọc chuyện gì. Không phải Thư Hàng tiểu hữu. Lúc này, lại có một nữ tử thanh âm vang lên, đây là dùng dịch dung thuật Bạch đạo hữu. Nghe thanh âm, hẳn là Vân Tước tử tiên tử. Dịch dung thuật, cuồng đao tam lãng sững sờ. Nếu như là dịch dung thuật, cái kia Vân Tước tử tiền bối vì cái gì khẳng định hắn là Bạch tiền bối? Cuồng đao tam lãng hỏi. Rất đơn giản, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đều có thể nằm như vậy xuất khí đạo hữu, ngoại trừ Bạch đạo hữu, ta thực sự nghĩ không ra những người khác. Vân Tước tử cười duyên nói. Vân Tước tử phỏng đoán không có chút nào sơ hở. Mặc dù không biết Bạch tiền bối vì sao lại ngụy trang thành Thư Hàng bộ dáng, bị giam nhập cái này trong thiên lao. Bất quá, chỉ cần Bạch tiền bối ở đây, đối với chúng ta đến nói thế nhưng là chuyện tốt. Cuồng đao tam lãng lên tiếng nói. Bạch tiền bối tại, liền đại biểu cho may mắn đứng tại bọn hắn một bên. Bởi như vậy, hắn cùng Vân Tước tử tiên tử vượt ngục kế hoạch, xác suất thành công càng lớn hơn. Dịch dung thuật, ngụy trang, lúc này, lặng lẽ ngồi chờ tại tòa tiên ngục chỗ tối Kỳ Lân thú sững sờ. Thì ra là thế. Khó trách Trình Lâm là nam tử bộ dáng. Nguyên lai nàng một mực dùng dịch dung thuật tại ngụy trang. Kỳ Lân thú âm thầm đánh giá ngục bên trong người trẻ tuổi bộ dáng Trình Lâm. Trường này hiền lành khuôn mặt hạ, sẽ là Trình Lâm tiên tử bộ dáng sao? Không ổn, tâm chướng lại lên.
Phá, Kỳ Lân thú tâm bên trong thầm quát một tiếng, phá vỡ tên là Trình Lâm tâm chướng. Phá vỡ tâm chướng về sau, nó bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Sát phách trong thiên lao đang đóng một nam một nữ, tựa hồ cùng Trình Lâm quen biết. Bởi như vậy, bên cạnh một nam một nữ này cũng trở nên có giá trị đi lên. Nói không chừng có thể từ trong miệng hai người đạt được một chút cùng Trình Lâm có liên quan tình báo. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân thú âm thầm bấm một cái đạo ấn, đem tin tức này cùng Trình Lâm dễ không tin tức, cùng nhau truyền lại cho Phượng Nghi cầm chủ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nó nhất định phải một tấc cũng không rời giám thị Trình Lâm, không thể tùy tiện rời đi. Bạch tiền bối tỉnh, cuồng đao tam lãng thử dùng truyền âm nhập mật kêu gọi nằm dưới đất bạch tiền bối. Nhưng bạch tiền bối không phản ứng chút nào. Vân Tước Tử lắc đầu, tóc dài màu lam nhẹ nhàng vung vẩy, bạch đạo hữu đang bế quan. Bế quan trạng thái bạch đạo hữu, liền xem như thiên kiếp đánh xuống, cũng không nhất định sẽ tỉnh tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cuồng đao tam lãng sử dụng truyền âm thủ đoạn hỏi. Chờ, Vân Tước Tử nói. Chờ bạch đạo hữu tỉnh lại nói. Tỏa tiên ngục bên trong, lần nữa bình tĩnh lại. Bạch tiền bối vẫn như cũ đang bế quan. Vân Tước Tử cùng cuồng đao tam lãng cũng tại sát phách trong đại lao nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Lân thú vẫn tại giám thị bí mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu về sau, tại Kỳ Lân thú không thấy được vị trí, bạch tiền bối trong tay áo có một cây tóc dài nhô ra. Căn này tóc dài, tự mang màu sắc tự vệ ẩn hình hiệu quả, càng có thể che đậy tất cả khí tức trường sinh giả ngốc mao, công năng phong phú. Ngốc mao càng duỗi càng dài, tránh đi Kỳ Lân thú cảm ứng, lặng lẽ trượt vào đến sát phách thiên lao cuồng đao tam lãng bên tai. Tam lãng tiền bối, Tô Thị A thập lục thanh âm, từ căn này ngốc mao tóc nhọn phát ra, trực tiếp tại cuồng đao tam lãng trong tai vang lên. Chính nhắm mắt dưỡng thần tam lãng giật mình. Là ta, A thập lục, ngươi đừng nhúc nhích, bên ngoài con kia Kỳ Lân thú còn tại âm thầm dòm ngó chúng ta. Ngươi trực tiếp sử dụng truyền âm nhập mật phương pháp, đối căn này tóc dài sử dụng. Liền có thể cùng ta tiến hành giao lưu. Tô Thị A thập lục lên tiếng nói. Diễn kỹ phái cuồng đao tam lãng duy trì một mặt bộ dáng bình tĩnh, ấn lấy A thập lục chỉ dẫn, bắt đầu thông qua căn này ngốc mao giao lưu. A thập lục, ngươi làm sao cũng tại, các ngươi ở đâu? Cuồng đao tam lãng hiếu kỳ hỏi. Tô Thị A thập lục trả lời, chúng ta tại bạch tiền bối trong tụ lý càn khôn, thư hàng cũng tại. Ha ha, người một nhà chính là muốn chỉnh tề tề. Lại nói các ngươi vì cái gì bị bắt vào tới? Cuồng đao tam lãng hỏi. Tô Thị A thập lục, nói rất dài dòng, thư hàng tựa hồ cùng thiên đình thành viên có chút hiểu lầm, sau đó bạch tiền bối khả năng cảm giác chơi vui, liền phối hợp với bị Kỳ Lân thú bắt tới. Tam lãng tiền bối các ngươi đâu? Chúng ta là cố ý khiêu khích thiên đình thành viên, sau đó bị bắt bỏ vào tới. Ta cùng Vân Tước Tử tiền bối muốn lẻn vào đến nơi này, tìm đến một vật. Hoặc là nói là một chỗ. Cuồng đao tam lãng cười hắc hắc. Tiền bối muốn tìm thứ gì? Tô Thị A thập lục hiếu kỳ hỏi. Cuồng đao tam lãng lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, cái này để Vân Tước Tử tiền bối đến cùng các ngươi giải thích. Hắn tại cùng Tô Thị A thập lục giao lưu thời điểm, đồng thời thông qua truyền âm nhập mật phương thức, tại cùng Vân Tước Tử đồng bộ tin tức. Sau đó, cuồng đao tam lãng bên tai trường sinh giả ngốc mau nhẹ cái phương hướng, chuyển qua Vân Tước Tử bên tai. A, à, đầu này. Sở các chủ cảm ứng được Vân Tước Tử bên tai lúc, trong lòng hơi động. Cái này hoa lệ mái tóc dài màu xanh lam, màu băng lam lông mi cùng con mắt không phải là Tống Thư Hàng trước đó đưa cho sở đầu sao. Trước kia một mực không có đi chú ý, lần này tóc của nàng tới gần Vân Tước Tử về sau, mới phát giác được chi tiết. Vân Tước Tử tiền bối, người muốn tìm đồ vật là cái gì? Tô Thị A thập lục dò hỏi. Nói không chừng các nàng có thể giúp một tay. Một cái phục sinh đại trận. Có thể là tế đàn kết cấu, tại cố nhân bố trí phục sinh thủ đoạn. Vân Tước Tử ôn nhu trả lời. Tô Thị A thập lục, cố nhân. Nghe Vân Tước Tử tiền bối khẩu khí, cái này cố nhân hẳn không phải là Cửu Châu nhất hào quần thành viên, quần bên trong thành viên cũng không ai sẽ đem mình phục sinh đại trận an trí tại thú tu giới. Thiên đình thành viên trong hang ổ. Là nho gia thánh nhân lưu lại phục sinh thủ đoạn. Vân Tước Tử đáp. Gần nhất, theo nàng bất hủ chi cốt từ béo cầu chúa tể cái kia đoạt lại. Bị nho gia thánh nhân hủ cho cốt mang đi bảo tồn lại về sau, trong óc nàng hỗn loạn ký ức, rõ ràng một chút. Nàng nhớ lại từng tại thú tu giới, nho gia thánh nhân có một cái ẩn tàng phục sinh đại trận. Trận pháp này rất đặc thù, tại không có bị kích hoạt trước,
nó cùng Nho Gia Thánh Nhân không có bất cứ quan hệ nào. Có lẽ, trận pháp này có rất nhỏ tỷ lệ, có thể bảo lưu lại đến, né qua năm đó thiên đạo kiểm trắc. Nhớ tới việc này về sau, nàng liền muốn đến thú tu giới nhìn xem. Nhìn xem cái này phục sinh đại trận còn ở đó hay không. Nếu như còn ở đó, nó còn có hay không hiệu quả. Nàng cùng Cuồng Đao Tam Lãng cùng một chỗ tiến vào thú tu giới tìm kiếm manh mối. Cuối cùng, đầu mối đầu nguồn chỉ hướng nơi đây. Nho Gia Thánh Nhân năm đó lưu lại phục sinh đại trận, ngay tại những này thiên đình thành viên trong hang ổ. Nho Gia Thánh Nhân phục sinh thủ đoạn, Tô Thị A Thập Lục nghe được tin tức này lúc, ngẩn người. Đây thật là cái vũ khí hạt nhân cấp lớn tin tức. Đồng thời, nàng lại cúi đầu nhìn qua tụ lý càn khôn không gian bạch tiền bối chủ động được đưa tới nơi này, sẽ không là hắn may mắn thuộc tính trong bóng tối dẫn đạo A. Lại là cùng Nho Gia Thánh Nhân, viễn cổ thiên đình có liên quan sự vật A. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ. Nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Vị kia Nho Gia tiên tử, hẳn là phải có điều phản ứng A. Quả nhiên. Tạo hóa tiên tử từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra. Tiên tử biết việc này sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Tạo hóa tiên tử lắc đầu. Ngay cả nàng cũng không biết lão sư bố trí ở chỗ này phục sinh đại trận. Giấu ở Tống Thư Hàng trong bóng tối da đen vũ nhu tử, yên lặng đem mình thấy hết thảy, tồn chữ. Chờ có tín hiệu về sau, lại cùng bản thể cùng hưởng tin tức. Da đen vũ nhu tử đã trải qua ngửi thấy sự kiện lớn hương vị. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, xích lại gần Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao, nói, cái kia vân tức tử tiền bối, các ngươi có kế hoạch sao? Ta kế hoạch ba bước. Đầu tiên, chúng ta muốn trước vượt cái ngục, tiếp lấy chúng ta đi tìm đến cái kia phục sinh đại trận. Cuối cùng chúng ta rời đi nơi này. Vân tức tử tiền bối chứng trạc đàng hoàng hồi đáp. Tô Thị A Thập Lục. Ta muốn vì vân tức tử tiền bối tam đại trình tự vỗ tay sao? Tô Thị A Thập Lục dở khóc dở cười nói, cái kia vân tước tử tiền bối, ngươi chuẩn bị làm sao từ nơi này tỏa tiên ngục bên trong đi ra. Trước đó Bạch Long tỷ tỷ nói qua, tỏa tiên ngục từ mấy chục loại không gian giam cầm thủ đoạn vòng vòng đan sen, cấu thành không gian mê tỏa. Liền ngay cả trường sinh giả lâm vào nơi đây, nhất thời nửa khắc cũng ra không được. Vân tước tử tiền bối có đi ra phương án. Bao trên người ta, chỉ chờ Bạch Đạo Hữu vừa tỉnh dậy, chúng ta liền phá cục vượt ngục. Vân Tước Tử đã tính trước. Vừa dứt lời, nguyên bản bế quan bạch tiền bối tựa hồ nghe đã có người đang gọi hắn, đột nhiên mở mắt. Hắn thẳng tắp từ dưới đất đứng lên. Tỉnh! Bạch tiền bối, người tỉnh rồi. Cuồng Đao Tam Lãng trong lòng vui vẻ, truyền âm nói. Thẳng tắp đứng lên bạch tiền bối xoay đầu lại, một mặt mê mang nhìn về phía Cuồng Đao Tam Lãng vị trí. Con người của hắn không có tiêu cự, nhìn qua tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Cuồng Đao Tam Lãng thấy thế, trong lòng chợt lạnh. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ bạch tiền bối thất thần di động thiên tai. Vân tước tử tiền bối, chiến thuật né tránh, Cuồng Đao Tam Lãng kêu lên. Đồng thời, thân hình hắn trầm xuống, chiến thuật lăn lộn, cấp tốc rời xa bạch tiền bối. Đừng sốt sắng như vậy, bạch đạo hữu không có muốn ngã sắp xuống dấu hiệu. Vân tước tử bình tĩnh nói. Trong mắt của nàng chú ý bạch bước chân, để phòng không sẵn sàng. Đối diện, bạch tiền bối mê mang mà nhìn chằm chằm vào Tam Lãng vị trí nhìn nửa ngày, lại quay đầu trở lại đi. Sau đó, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, đưa tay đặt tại trên mặt đất. Tỏa tiên ngục dưới đất là từ từng khối nham thạch tấm cấu thành, mỗi một khối nham thạch bản khối đều đi qua tầng tầng cường hóa phòng ngự, trên đó khắc họa lấy phù văn trận pháp. Tổ hợp lại với nhau, chính là đỉnh cấp phong ấn đại trận, vô cùng phức tạp, rất khó phá hư. Bạch tiền bối tùy ý ngồi xuống. Đưa tay bắt lấy một khối nham thạch tấm, dùng sức nhấc lên. Nặng nề nham thạch tấm liền bị hắn nhấc lên. Phong ấn đại trận hiệu quả đều không có kích phát ra tới. Thiếu đi khối nham thạch tấm, phức tạp trận pháp chẳng khác nào bị đào một cái hố. Chỗ tối thăm dò kỳ lân thú sững sờ. Bị nhấc lên, là trận pháp tiết điểm khối đá. Cả cái trận pháp nhược điểm chỗ. Không được, đến ngăn cản nàng. Kỳ lân thú suy nghĩ khẽ động. Nhưng nó còn chưa kịp tới xuất thủ, bạch tiền bối đã lần lượt nhấc lên 6 khối nham thạch. Hắn đưa tay liền vung, 6 cái khối nham thạch bị dựng thành một cái hình vuông dương đá. Công đức xà Mỹ nhân tiến lên, cái đuôi thật dài quấn lấy dương đá, đưa nó một mực trói lại, khiến cho hắn sẽ không dễ dàng tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng, bạch tiền bối chui vào đến trong cái dương đá này, cuộn mình.
Dương đá cái nắp khép lại, chỉ còn sót lại một cái khe hở. Lại có từng cái phù văn từ trong dương đá chui ra, lạc ấn tại trên hòn đá. Trong nháy mắt, liền cấu thành một cái tinh diệu bế quan phòng thủ trận pháp. Vô cùng thuần thục, âm thầm kỳ lân thú. Tô thị A thập lục, vân tước tử tiên tử. Mộng du sao, sở các chủ ngốc lông tóc tiếng nói. Cũng có thể là một loại bản năng, trước đó nghe nói bạch tiền bối bế quan thời điểm, lại ở thân thể tầng ngoài hình thành tầng một sắc đá, hóa thành pho tượng. Có thể là tòa tiên ngục hoàn cảnh điều kiện không đạt được bạch tiền bối bế quan chi địa tiêu chuẩn, sở dĩ hắn bản năng thôi động thân thể, chế tạo một chỗ an toàn đáng tin chỗ bế quan. Tô thị A thập lục phỏng đoán nói. An toàn sao, cuồng đao tam lãng lại tiêu chuẩn chiến thuật lăn lộn, lăn trở về. Huyền nữ môn vân thước tử đánh giá lấy tòa tiên ngục cùng bị bạch đạo hữu đào phá phong ấn đại trận, nhoẻn miệng cười. Bạch đạo hữu quả nhiên là khỏa ngôi sao may mắn. Vốn còn muốn các loại bạch đạo hữu sau khi tỉnh lại cùng hắn phối hợp, tiến hành vượt ngục. Hiện tại không cần. Bạch đạo hữu đã cho nàng trải tốt vượt ngục con đường. Mấy người các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta muốn vượt ngục rời đi. Huyền nữ môn vân thước tử truyền âm nói. Dứt lời, mái tóc dài màu xanh lam của nàng nhẹ nhàng hất lên. Tóc dài bên trên ngưng tụ lại trận trận hàn khí, mềm mại tóc dài tại hàn khí ra chỉ bên dưới hóa thành sắc bén đao tóc. Tóc xanh như đao, tại chính nàng trên cổ tay cắt. Hai tay cùng đứt. Miệng vết thương bị trực tiếp băng phong, một tia máu tươi đều không có vẩy ra. Đồng thời, đeo trên tay nàng cái kia phong ấn linh lực còng tay cũng theo đó rơi xuống. Một bên cuồng đao tam lãng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Huyền nữ môn vân thước tử bàn tay rơi xuống thời điểm, hai tay của hắn lóe lên, tiếp được hai tay. Tiếp đó, hắn đưa tay nâng lên đây đối với tay nhỏ. Huyền nữ môn vân thước tử đưa tay nhấn một cái, cổ tay cùng tay nhỏ chạm vào nhau, vết thương khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Tam lãng lui ra phía sau, vân thước tử nói. Cuồng đao tam lãng phi tốc hướng về sau lao đi. Huyền nữ môn vân thước tử đưa tay từ bản thân ngực lớn trung gian, lấy ra một chi dược tề. Ẩn núp tại chỗ tối kỳ lân thú, hôm nay phản ứng tổng là chậm nửa nhịp. Hắn nhanh chóng xuất thủ, một đầu từ tiên năng tạo thành đại thủ. Siêu một chút chụp vào vân tước tử. Mặc dù không biết nàng muốn làm gì, dù sao ngăn cản là được. Đồng thời, hắn kích hoạt lên tòa tiên ngục cảnh báo. Đinh! Huyền nữ môn vân tước tử đem chi kia dược tề đánh vỡ. Đồng thời trên người nàng, có đã sớm chuẩn bị sẵn sàng pháp thuật, kích hoạt. Pháp thuật này là nàng và cuồng đao tam lãng bị bắt trước đó, liền chuẩn bị tốt. Nàng đem pháp thuật phù văn minh họa tại trên người mình. Minh trí, chúng sinh làm chứng. Nếu ta chứng đạo huyền thánh, ở thế giới, tất cả tà ma ngoại đạo, vĩnh viễn không bao giờ nhập thế. Nếu không, ta thân thụ phân thây nỗi khổ. Một cái quái dị pháp thuật, lấy nàng làm trung tâm, bộc phát ra. Pháp thuật này cực kỳ cổ lão, thi triển ra lúc, có du cửu tuế nguyệt khí tức từ trên thân vân tức tử lan ra. Cái này tựa hồ là thiên địa sơ khai lúc căn nguyên pháp thuật. Kỳ lân thú ấn về phía vân tước tử bàn tay lớn kia, bị pháp thuật lực lượng bài xích ra, khống tiến được một tấc. Minh trí, chúng sinh làm chứng. Nếu ta chứng đạo huyền thánh, ở thế giới, tất cả chúng sinh, đều được tự tại, công đức vô lượng. Nếu không, ta thân thụ vạn kiếp gia thân, thân tử đạo tiêu. Giữa thiên địa, có to lớn hơn khí tức hướng về huyền nữ môn vân tước tử vọt tới, quấn quanh ở bên người nàng. Điên rồi, kỳ lân thú trừng to mắt. Hắn có thể cảm ứng ra vị này tiên tử đang thi triển cùng loại Phật môn đại hoành nguyệt, nhưng càng cao thâm, càng cổ lão thuật pháp. Này chủng loại giống như hoành nguyện thuật pháp, môn xuất tất hành. Như làm không được, cũng không phải đùa giỡn. Chúng sinh đều được tự tại loại nguyện vọng này, là có thể tùy tiện hứa. Mà lại, chỉ là chứng đạo huyền thánh, liền hứa lớn như vậy thề. Cái này giống như là ta cầu nguyện, ta muốn một khối nhất phẩm linh thạch, ta nguyện ý đánh đổi mạng sống làm đại giá. Để đổi khối này nhất phẩm linh thạch. Đại giới cùng cầu nguyện lấy được đồ vật, giá trị bên trên hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng lúc này, huyền nữ môn vân tước tử thề còn không kết thúc. Minh trí, chúng sinh làm chứng. Nếu ta chứng đạo huyền thánh, chư thiên vạn giới, hòa bình thế giới, lại không tranh đấu. Nếu không, ta nguyện như tinh thần vỡ nát. Hòa bình thế giới. Loại chuyện này liền xem như thiên đạo đều làm không được. Ngươi một cái muốn chứng đạo huyền thánh tồn tại, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí ưng thuận dạng này đại thệ? Chứng thệ ha ha ha,
ta không sống á. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử giang hai cánh tay, những thứ này minh trí, nàng không có khả năng thực hiện. Sau một khắc, Vân Tước Tử thân thể liền đúng như thần tinh vỡ nát. Ba lần hoành nguyện đại thể dẫn tới năng lượng thật lớn, bao phủ tại bên người nàng, bị một hơi dẫn bạo. Cái này tam đại lời thể dẫn đạo tới năng lượng, một lần so một lần khổng lồ. Ầm ầm, một đóa mây hình nấm lấy Vân Tước Tử nhục thân vị trí làm trung tâm, nổ tung lên. Toàn bộ tòa tiên ngục đều tại chấn động. Cuồng đao tam lãng lan lộn đến tòa tiên ngục nơi hẻo lánh, co lại thành một đoàn, vị trí này là Vân Tước Tử trong kế hoạch khu vực an toàn. Chỉ cần hắn bất loạn động, chí ít sẽ không bị nổ chết. Sở các chủ đầu kia ngốc mao cũng rụt trở về, trở lại bạch tiền bối cái kia dương đá bên trong. Bạch đạo hữu sớm chế tạo cái này dương đá, chính là vì giờ khắc này. Sở các chủ nội tâm hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Tên điên, kỳ lân thú nội tâm cảm giác có vạn con kỳ lân thú con non đang phi nước đại. Nó còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại tính cách này tiên tử, loại tính cách này quá tệ. Bất quá, cái này tam đại hoành nguyện năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng nghĩ phá vỡ tòa tiên ngục còn kém chút hỏa hầu. Tòa tiên ngục cũng không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Đồng thời, kỳ lân thú xuất thủ, bắt đầu trấn áp bạo tạc mây hình nấm. Hôm nay nó, khả năng bởi vì tâm chướng nguyên nhân, phản ứng luôn luôn chậm một nhịp vô luận là Trình Lâm đào khối đá tấm, vẫn là vị này tự bạo tiên tử Hứa Hoành Thệ thời điểm, phản ứng của nó đều chậm một bước. Trong đầu, luôn luôn không tự chủ được sẽ nghĩ lên Trình Lâm bộ dáng. Mà lại, tại trong đầu của nó, Trình Lâm bộ dáng đang cùng trước mắt tòa tiên ngục bên trong vị này nam tử trẻ tuổi hình tượng trùng hợp. Tâm chướng tựa hồ muốn hướng tâm ma tiến hóa, cái này khiến kỳ lân thú phi thường tâm tắc. Mặt khác, trừ tâm chướng, trước đó bị bá tống huyền thánh dòng số liệu rót não tổn thương, còn có bệnh nan y thống khổ tác dụng phụ, cũng là nó hành động chậm một nhịp nguyên nhân một trong. Lắng lại, kỳ lân thú móng vuốt nhắm ngay bạo tạc mây hình nấm nhẹ nhàng đè ép. Nhưng nó vừa đưa tay, trước mắt hai gian tỏa tiên ngục thiên lao, liền bị phá ra. Lại sợ nửa nhịp. Kỳ lân thú. Đây không có khả năng, tòa tiên ngục làm sao có thể bị loại trình độ này bạo tạc phá vỡ. Coi như trên mặt đất phong ấn trận pháp bị Trình Lâm đào mấy khối, dẫn đến phong ấn trận pháp không hoàn chỉnh, nhưng tòa tiên ngục chỉnh thể cũng không có giảm xuống quá nhiều. Nhưng lúc này, đã trải qua dung không được nó suy nghĩ nhiều. Tòa tiên ngục đại lao bị phá, nhưng bên trong người tuyệt đối không thể bị đào tẩu. Kỳ lân thú cưỡng để tinh thần. Hai chảo của nó liên tục huy động. Đánh ra một đợt cường lực trói buộc loại hình pháp thuật, chụp vào hai gian thiên lao vị trí. Nó lưu tại nơi này dám thị bí mật cách làm thực sự sáng suốt. Mà lại, nó đã trải qua kích hoạt lên thiên lao cảnh báo, rất nhanh liền sẽ có đồng bạn chạy tới. Vô luận là Trình Lâm vẫn là cái mới nhìn qua kia giống như là có bệnh truyền nhiễm nam tử, đều mơ tưởng từ tòa tiên ngục bên trong chạy đi. Về phần cái kia điên cuồng tiên tử, nàng đã trải qua hóa thành tinh thần phấn toái. Thân tử đạo tiêu mà lại là loại kia ngay cả phục sinh pháp thuật cũng đừng hòng phục sinh kiểu chết. Chúng sinh làm chứng cũng không phải đùa giỡn, chết tại hoành nguyện đại thệ phản phệ phía dưới, vô luận là cái gì phục sinh thủ đoạn đều không gánh nổi nàng. Kỳ lân thú đánh ra trói buộc pháp thuật, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về phía trước trùm tới. Cái này trói buộc pháp thuật, phạm vi rộng, trói buộc năng lực mạnh, là kỳ lân thú rất thích, rất am hiểu pháp thuật. 3. Lưới lớn chụp xuống. Thành công đem trong thiên lao sinh vật bao lại. Các ngươi chạy không thoát, kỳ lân thú hiện thân, hướng về phía hai nơi thiên lao trầm giọng nói. Be be hở, lúc này, một cái cổ quái tiếng kêu, từ thiên lao bên trong truyền ra. Bạo tạc linh lực, thiên lao bị phá sương mù tán đi. Tỏa tiên ngục bên trong. Một con to lớn rùa đen, vô tội bị trói buộc lưới lớn bảo bọc, một mặt mộng bức. Vừa rồi be be quái thanh chính là nó phát ra tới. Cự quy con mắt cùng kỳ lân thú hai mắt đối mặt. Kỳ lân thú. Nó hôm nay não mạch kín cũng chậm nửa nhịp, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Lưới lớn bên trong, con kia cự quy phát ra ngọt ngào nữ tử thanh âm, meo meo. Đây là tại bán manh. Đạo hữu thần thánh phương nào? Kỳ lân thú cắn răng nói. Cái này cự quy là thế nào xuất hiện? Nó đó có thể thấy được, cái này cự quy tuyệt đối không phải cái kia có bệnh truyền nhiễm nam tử biến thành. Nam tử kia là nhân loại, không phải yêu quái. Cũng sẽ không là Trình Lâm. Cho nên, cái này cự quy là thế nào xuất hiện tại tòa tiên ngục bên trong? Từ đầu tới đuôi, nó đều không có cảm ứng được không gian ba động.
tòa tiên ngục không gian mê tỏa giam cầm, chẳng lẽ là bài trí hay sao? Tai nạn cự quy nháy nháy mắt, cuối cùng tâm mệt mỏi thở dài. Ngôn ngữ không thông, không cách nào giao lưu a. Sau một khắc, tai nạn cự quy thân hình, hóa thành hư ảo, như muốn bỏ chạy. Chạy đâu, kỳ lân thú cả giận nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem tỏa tiên ngục xem như địa phương nào. Kỳ lân thú móng vuốt phung lên, trói buộc lưới lớn rút lại, cái này trói buộc pháp thuật bên trong, cũng mang theo không gian giam cầm chi lực. Bị ta trói buộc pháp thuật bộ bên trong, còn muốn dễ dàng như vậy liền đi. Chính nghĩ như vậy lúc, phanh hư ảo tai nạn cự quy, biến mất không thấy gì nữa. Trói buộc phòng ấn lưới lớn bên trong, chỉ còn lại không khí. Kỳ lân thú móng vuốt trong hư không phí công cào. Càng quan trọng hơn là, cùng cự quy đồng thời biến mất, còn có Trình Lâm Dương Đá, còn có cái kia nguyên nhân thể nam tử. Baru, kỳ lân thú phẫn nộ nhấc chảo chụp về phía bên trên cây cột, dùng nó bản tộc ngôn ngữ giận mắng. Quanh bên cạnh tráng kiện trên cây cột lưu lại thật sâu chảo ấn. Khẳng định là vừa rồi con kia cự quy, đem Trình Lâm cùng nam tử kia cứu đi. Thật vất vả bắt lấy Trình Lâm tiên tử, hiện tại cũng bị chạy. Kỳ lân thú cắn răng, quay người hướng tỏa tiên ngục bên ngoài chạy đi. Hiện tại nó, phi thường tức giận. Nó buồn bực mình hôm nay trạng thái không đúng, luôn luôn chậm một nhịp, không thể giữ vững tỏa tiên ngục. Hắn cũng tức giận đồng bạn không góp sức. Vì cái gì hắn kích hoạt lên tòa tiên ngục phòng ngự, đồng bạn lại một cái đều không có chạy đến. Liền ngay cả Phượng Nghi cầm chủ cũng không có hiện thân. Tòa tiên ngục bên trong động tĩnh lớn như vậy, đồng bạn cùng Phượng Nghi cầm chủ chẳng lẽ cũng không phát hiện. Trừ phi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Kỳ lân thú tâm đầu hiển hiện một trận bất an. Lúc này, tòa tiên ngục bên ngoài. Có một đoàn không đáng chú ý chất lỏng màu xám, đang chậm rãi nhúc nhích. Cái này đoàn chất lỏng màu xám rất là kỳ diệu, nó có được một loại bị người coi nhẹ năng lực. Liền cùng cửu châu nhất hào quần bên trong một vị nào đó rất đẹp trai đạo hữu đồng dạng. Liền xem như nhìn thấy nó, ngẩng đầu một cái, liền sẽ lại đưa nó coi nhẹ đi qua. Cái này đoàn chất lỏng màu xám, lặng lẽ nhúc nhích, khó khăn tiến lên. Mà tại cái này đoàn chất lỏng màu xám nội bộ, bao vây lấy một cái tiểu nhân, chỉ có móng tay lớn như vậy. Cái này tiểu nhân chính khiêng một cái dương đá, khống chế chất lỏng màu xám nhuyễn rời. Chính là cuồng đao tam lãng cùng bạch tiền bối dương đá. Cái này đoàn chất lỏng màu xám thì là vân tước tử thi pháp trước đó, móc ra đạp nát chi kia dược tề. Chi này dược tề, chính là vân tước tử thi pháp lúc vật liệu, cũng là kế hoạch trốn một bộ phận. Hơn nữa, còn là một tọa độ. Chỉ cần tìm được địa phương an toàn về sau. Một cái hoàn toàn mới vân tước tử liền có thể mượn nó, lặng lẽ phục sinh. Chất lỏng màu xám bọc lấy cuồng đao tam lãng, bạch tiền bối dương đá, tại nhuyễn cách tỏa tiên ngục về sau, liền tăng nhanh nhúc nhích tốc độ. Mặc dù cuồng đao tam lãng hình thể thu nhỏ đến chỉ có to bằng móng tay, nhưng hắn bắt đầu gia tăng tốc độ chạy lúc, ngay cả gió đều đuổi không kịp hắn ngũ phẩm kim đan linh hoàng thực lực còn tại đó. Dương đá khe hở bên trong, sợ các chủ ngốc mau lần nữa nhô ra. Kéo dài đến chất lỏng màu xám bên ngoài, trinh sát tình huống ngoại giới. A, viễn cổ thiên đình các thành viên tựa hồ gặp gỡ phiền toái, bọn hắn tại cùng người giao chiến. Khó trách chúng ta từ tòa tiên ngục bên trong nổ ra đến về sau, chỉ có con kia kỳ lân thú đang tại bảo vệ. Sở các chủ lên tiếng nói. Sở các chủ thần thức lặng lẽ đảo qua khu vực phụ cận, liền phát giác được viễn cổ thiên đình thành viên đang cùng thế lực khác giao chiến. Ngoại lai này thế lực trực tiếp xâm lấn cái này thiên đình thành viên hang ổ, ngay cả tôn kia có được trường sinh giả thực lực Phượng Nghi cầm chủ, đều bị đột kích ngăn chặn. Kẻ xâm lấn bên trong, cũng có trường sinh giả cấp chiến lực. Lại hoặc là có hạn chế Phượng Nghi cầm chủ thủ đoạn. Đồng thời, sở các chủ lại đem mình thần thức cảm ứng được hình tượng, thông qua một cái hình chiếu pháp thuật, bắn ra tại tụ lý càn khôn không gian bên trong. Xem ra hôm nay chúng ta rất may mắn, Tô Thị A Thập Lục nói. Nếu không phải cái này ngoại lai thế lực vừa vặn xâm lấn thiên đình thành viên hang ổ, các nàng nghĩ từ tỏa tiên ngục bên trong ra, liền không có dễ dàng như vậy. Thời gian điểm bóp vừa vặn, quả thực so kịch bản an bài còn hoàn mỹ hơn. Dù sao chúng ta bây giờ mang theo bạch tiền bối, có bạch vận gia trì. May mắn đứng tại chúng ta bên này, da đen vũ nhu tử từ tống thư hàng trong bóng tối chui ra, nhìn chằm chằm sợ các chủ hình chiếu hình tượng quan sát. Thiên đình mảnh vỡ bí cảnh bên trong. Tình hình chiến đấu thảm liệt.
người xâm nhập cùng thiên đình thành viên cùng thi triển thần thông, từng đôi giết chóc. Máu tươi, tàn chi, vỡ vụn pháp khí, bẻ gãy phi kiếm, không ngừng từ không trung rơi xuống. Trước mắt không có phát hiện cửu phẩm kiếp tiên đối kháng năng lượng ba động, xem ra cửu phẩm tu sĩ lúc chiến đấu, đem chiến trường chuyển di đi ra. Sở các chủ một bên hình chiếu, còn vừa phụ trách giảng giải chiến trường biến hóa. Nàng cái kia lười biếng thanh tuyến giảng giải lúc, đặc biệt có lực hấp dẫn. Dù sao nơi này là dùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chắp phá lên bí cảnh, đối thiên đình thành viên đến nói có được phi thường đặc thù ý nghĩa. Cửu phẩm cấp phía trên chiến đấu, khẳng định phải nghĩ biện pháp chuyển di ra ngoài, miễn cho đối bí cảnh bên trong thiên đình mảnh vỡ tạo thành hai lần tổn thương. Không chỉ có là cửu phẩm cấp chống lại, ngay cả bát phẩm cấp chiến đấu, cũng đều bị tiện thể lấy chuyển rời đến địa phương khác. Bạch Long tỷ tỷ nói khẽ. Đúng là như thế, mặt khác, hiện tại viễn cổ thiên đình thế giới bên trong, còn có hai tôn kiếp tiên cấp chiến lực từ một nơi bí mật gần đó tọa chấn, bất quá bọn chúng không có xuất thủ. Tăng thêm từ tòa tiên ngục bên trong gia kỳ lân thú, tổng thể chiến cuộc vẫn tương đối ổn. Sở các chủ đem ống kính từ phía trên đình mảnh vỡ trong hang ổ nhanh chóng lướt qua. Một tôn là nam tử đầu trọc, hai tay ôm ngực. Một vị khác bên hông quấn lấy rắn nữ tử, dùng cây quạt che đậy hé mở khuôn mặt nhỏ, trong con ngươi tràn đầy vẻ cảnh giới. Hai vị này là phụ trách trấn thủ kiếp tiên cấp chiến lực. Cái kia nam tử đầu trọc là hàng thật giá thật kiếp tiên, mà cái kia bên hông quấn rắn nữ tử thì là nắm giữ cường hoành đỉnh tiêm kiếp tiên pháp khí, lấy nàng bát phẩm cảnh giới tu vi, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra tiếp cận kiếp tiên cấp lực phá hoại. Lại thêm thú tu giới các nơi ẩn núp viễn cổ thiên đình thành viên, bọn hắn có thể nhanh chóng chạy về hang ổ. Tình hình chiến đấu tiếp tục thời gian càng lâu, đối thiên đình một phương liền càng có lợi. Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói. Kiếp tiên cùng huyền thánh chiến đấu đều rời đi. Da đen vũ nhu tử nghe vậy, thoáng có chút tiếc nuối lúc đầu, nàng còn muốn nghiêm túc quan sát chính thức huyền thánh, kiếp tiên ở giữa chiến đấu, mở mang tầm mắt cùng kinh nghiệm. Dù sao khó được có thể thông qua sở các chủ tiếp sóng quan sát cao thủ quyết đấu, xem tiếp sóng lúc, không cần lo lắng quan chiến quá trình bên trong sẽ không chịu nổi kiếp tiên chi chiến lực áp bách. Đáng tiếc, đừng nhụt chí, mặc dù không nhìn thấy huyền thánh chi chiến. Bất quá trên bầu trời cũng có vài chỗ đặc sắc tôn giả chiến đấu. Tỷ như vị trí này, hai vị này tôn giả toàn bộ đều là thể tu cường giả, chiến đấu quyền quyền đến thịt, họa phong biêu hãn tới cực điểm, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Sở các chủ nói, đem hình tượng chuyển rời đến không trung một góc. Viễn cổ thiên đình tàn đảng mặc dù có mấy vị kiếp tiên cường giả cùng huyền thánh cường giả, nhưng bọn hắn thất phẩm tôn giả số lượng ngược lại tương đối ít. Sở dĩ sẽ xuất hiện kiếp tiên cùng huyền thánh so tôn giả số lượng muốn bao nhiêu cục diện. Chủ yếu là bởi vì kiếp tiên cùng huyền thánh có thể sống càng dài. Thiên đình dư đảng bên trong có mấy tôn kiếp tiên, đều là từ viễn cổ thời đại một mực sống đến bây giờ. Ngược lại là thất phẩm tôn giả, phần lớn là năm đó thiên đình thành viên hậu duệ hoặc đệ tử truyền nhân, trên cơ bản là gần nhất mấy ngàn năm bên trong tân tấn. Cho nên so sánh dưới, thất phẩm tôn giả số lượng ngược lại càng ít một chút. Tại sở các chủ hình chiếu bên trong, hai cái toàn thân là cơ bắp, cánh tay so vũ nhu tử eo còn lớn hơn tôn giả, ngay tại điên cuồng đối oanh. Họa phong mãng tới cực điểm. Không nghĩ tới sở đạo hữu người thích chính là loại này họa phong nam tử. Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng cười nói, đã như vậy, vì cái gì ngươi sẽ còn coi trọng tống đầu gỗ cái kia gầy cánh tay chân gầy ra hỏa. Sở các chủ ngốc mau khiêu khích kết cái nơ con bướm, cười không nói ai nói tống đầu gỗ bây giờ vẫn là gầy cánh tay chân gầy bộ dáng. Hắn bây giờ họa phong, kiên cường vô cùng, đánh cửu phẩm kiếp tiên đến đều dựa vào nắm đấm chính diện cứng rắn oanh. Trong trí nhớ, một thân kim sắc, như là như kinh công đăng chàng hắn, đưa nàng từ sinh tử song thụ cứu hạ lúc hình tượng, mãng đến bạo tạc. Cũng chính là lần kia sự kiện về sau, nàng mới có thể đối loại này thuần luyện thể tu sĩ chiến đấu sinh ra hứng thú. Bạch Long đạo hữu tình báo, đã trải qua nhược hậu, ván này là thắng lợi của nàng. Rầm rầm rầm. Hình tượng bên trong, cái kia hai cái luyện thể tu sĩ tương bắc lúc, mỗi một quyền mỗi một kích đều vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Sở tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ, hai vị này thất phẩm tu sĩ cùng bây giờ tống tiền bối so ra như thế nào? Bất luận pháp thuật cùng cái khác, chỉ luận cường độ thân thể, chém giết gần người. Da đen vũ nhu tử đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Nàng nhớ kỹ tống tiền bối cũng là luyện thể tu sĩ. Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ. Sau một lúc lâu, sở các chủ ngữ trọng tâm trường nói, vũ nhu tử,
đừng dùng loại kia ngay cả thiên phạt đều oanh không phá ra mặt ra hỏa, đi cùng bình thường tu sĩ đối nghịch so. Dạng này không công bằng. Đang khi nói chuyện, trong hư không hai cái luyện thể tu sĩ, tâm hữu linh tê, đồng thời hướng phía mặt của đối phương bộ, oanh ra mãnh liệt một quyền. Chính diện oanh trúng bộ mặt. Song phương đều không có tránh né. Song phương nắm đấm, đều phảng phất muốn xa vào đến mặt của đối phương bên trong, cái mũi, miệng, con mắt. Ngũ quan đều phảng phất muốn bị nện rơi vào đi. Máu tươi dâng trào. Tôn giả cấp răng từ không trung rơi xuống. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ khoa tay, nói, tỉ như một quyền này. Nếu như là bọn hắn cùng Tống Thư Hàng đối oanh, Tống Thư Hàng mặt chắc chắn sẽ không như thế lõm đi vào. Ngược lại là quả đấm của bọn hắn, rất có thể phải bị phản chấn tổn thương. Bạch Long tỉ tỉ, đừng như thế tổn hại Thư Hàng nha. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt. A Thập Lục cảm giác Bạch Long tỉ tỉ khẳng định còn tại so đo Tống Thư Hàng coi nàng là thành khăn quàng cổ, vòng trên cổ sự tình. Tổn hại Thư Hàng, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Thị A Thập Lục. Cô nàng này còn quá trẻ. Các nàng chỗ nào tại tổn hại Tống Thư Hàng, hoàn toàn là đang giảng sự thật a. Nếu như hai người bọn họ muốn tổn hại Tống Thư Hàng, sẽ càng khoa trương hóa. Tỉ như, đối phương luyện thể tu sĩ đối Tống Thư Hàng mặt một quyền xuống dưới, Tống Thư Hàng mặt bình yên vô sự, mà luyện thể tu sĩ trên nắm tay đạt được hiện một cái khuôn mặt ấn cái gì. Đây mới là tổn hại người chính xác tư thế. Đang khi nói chuyện, sở các chủ hình chiếu bên trong hai cái luyện thể tu sĩ đã trải qua phân ra được thắng bại. Cái này hai tôn thất phẩm tu sĩ, thực lực tương đương, thể chất tương đương, cảnh giới tương đương, thậm chí ngay cả sức chịu đựng đều tương đương. Bọn hắn tại sở các chủ hình chiếu trước đó, liền đã chiến đấu thời gian rất lâu. Lẫn nhau đối phương gương mặt thời điểm, kỳ thật bọn hắn đã trải qua tiến vào chiến đấu hồi cuối song phương đã đang dùng lấy thương đổi thương phương thức liều mạng đánh nhau chết sống. Như thế, hai người lại đánh nhau chết sống mấy chiêu về sau, liền song song từ không trung rơi xuống. Ở giữa không trung lúc, cả hai liền lần lượt đã hôn mê. Chiến đấu như vậy, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Đây là mặt trái vật liệu, hai người các ngươi nhớ lấy đừng đi học. Bạch Long tỉ tỉ đánh giá xong, lại căn dặn Tô Thị A Thập Lục cùng Da Đen Vũ Nhu Tử. Loại này mãng phu phương thức chiến đấu, thiếu khuyết kỹ xảo tính, chỉ mù quáng giảng cứu dốc hết sức hàng 10 tuệ, không thích hợp A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Ta ngược lại cảm giác chiến đấu như vậy đặc biệt nhiệt huyết, mà lại lúc cần thiết, loại này phương thức chiến đấu có thể dẫn bạo tiềm lực. Sở các chủ phản bác. Cái kia bành trướng cổ động cơ bắp. Cái kia như mãng xà du động gân xanh, quyền cước tương giao thời điểm cái kia buông thả, khí tức, nàng đều cảm giác có ý tứ. Yêu ai yêu cả đường đi, chính là loại cảm giác này đi. Hoa, oanh, hai cái cơ bắp phái tu sĩ lần lượt rơi xuống đất, lại phát ra không giống tiếng vang. Bọn hắn một người rơi xuống tại thiên đình mảnh vỡ trong hồ nhỏ nhấc lên to lớn bọt nước, một người khác lại vừa vặn ngã xuống trước mặt cuồng đao tam lãng. Rơi đập vị trí cách tam lãng chỉ có một bước khoảng cách, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu thân là luyện thể tu sĩ, bọn hắn thể chất cường hãn, không có quảng thành thịt muối, ngược lại là mặt đất cùng hồ nhỏ nhận lấy thành tấn tổn thương. Kém chút bị đập trúng cuồng đao tam lãng, tức thì bị giật nảy mình. Chỉ thiếu chút nữa bị nện đến, tam lãng lòng còn sợ hãi nếu như bị hôn mê luyện thể tu sĩ từ trên trời giáng xuống nện vào, hắn cái này tiểu thân bản nói không chừng sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Còn tốt có một bước khoảng cách, lại có chất lỏng màu xám bảo hộ, rơi vào trong hố sâu tam lãng cũng không nhận được tổn thương. Dù sao cũng là bạch tiền bối, may mắn trung hòa tai nạn làm bạn. Tô Thị A Thập Lục thanh âm từ ngốc mao bên trong truyền đến, nhắc nhở. Trước đó từ tòa tiên ngục bên trong ra lúc, bên mình may mắn bạo dạp. Hiện tại gặp gỡ điểm tai nạn, cũng là bình thường thao tác. Gặp nạn không đều là Thư Hàng tiểu hữu đến kháng sao. Lần này vì cái gì biến thành ta đến kháng rồi? Cuồng đao tam lãng thầm nghĩ trong lòng lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng tới. Đồng thời, tam lãng ngẩng đầu nhìn về phía trong hố sâu, cái kia cơ bắp phái thất phẩm tu sĩ máu me đầy mặt, bộ mặt lõm, ngay tại chậm rãi khôi phục. Liền ngay cả trên người hắn, cũng đầy là thật sâu quyền ấn. Cuồng đao tam lãng hơi suy nghĩ một chút về sau, đối ngốc mao dò hỏi, gia hỏa này là viễn cổ thiên đình bên cạnh. Vẫn là người xâm nhập. Tiền bối các ngươi có thể phân biệt sao? Là thiên đình hệ thành viên, trên người hắn có ám hiệu tiêu ký, ngay tại tay hắn cổ tay vị trí. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm truyền ra.
Nàng là viễn cổ thiên đình Kim Long Thủy Tổ, biết được cái này ám hiệu tiêu ký. Diệu nha, cuồng đao tam lãng cười ha ha một tiếng, vừa rồi kém chút bị đập chúng là họa, mà vị này hôn mê tôn giả là thiên đình hệ thành viên, thì là vận may của chúng ta. Nói xong, hắn từ trong ngực của mình lấy ra một cái mặt nạ. Kim trúc quái nhất hệ bên trong ngân quái tác phẩm, duy nhất một lần dịch dung mặt nạ, hiệu quả ai dùng người nấy biết. Cuồng đao tam lãng cẩn thận đem cái này hôn mê cơ bắp tu sĩ quan trắc một lần về sau, đem cái mặt nạ này đeo lên. Rất nhanh, hình dạng của hắn biến thành vị này thiên đình cơ bắp tôn giả bộ dáng, liền ngay cả chỗ cổ tay tiêu ký, trên mặt cùng thương thế trên người bộ dáng, đều bị phục chế tới. Bất quá bởi vì vẫn như cũ bị chất lỏng màu xám bao vây lấy, cho nên thân hình của hắn còn chỉ có to bằng móng tay. Dịch dung, nói đúng ra hẳn là biến thân sau khi hoàn thành, cuồng đao tam lãng nắm chặt lại nắm đấm, nguyên địa đánh bộ cơ sở quyền pháp. Cái này toàn thân cơ bắp, quả thực giống như là sống lại đồng dạng, cái này đã hoàn toàn không phải dịch dung a. Tam lãng lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác mình phảng phất thật biến thành một cái tên cơ bắp. Đồng quái nhất hệ dịch dung thuật, vậy mà khủng bố đến trình độ này. Cái kia tương lai, ai còn có thể nhận ra đồng quái đến. Đồng thời, cuồng đao tam lãng đột nhiên não đại động mở. Đồng quái, thật là đồng quái sao? Nghe nói kim trúc quái nhất hệ, đồng quái phía trên là ngân quái phía trên là kim quái. Nhưng là đồng quái cơ hồ chưa từng có nhắc qua sư tôn ngân quái sự tình, kim quái thì càng khỏi phải nói. Nói không chừng kỳ thật trên thế giới căn bản không có kim quái hoặc ngân quái, tất cả đều là đồng quái một người. Cuồng đao tam lãng xoa cằm, suy tư nói. Tam lãng tiền bối, đồng quái tiền bối còn có cái gọi thiết quái đệ tử đâu. Lúc này, da đen vũ nhu tử thanh âm từ ngốc mao bên trên truyền đến, ra hiệu cuồng đao tam lãng không nên quên điểm ấy. Cũng đúng, tam lãng cười ha ha một tiếng, tạm thời không đi nghĩ việc này. Sau đó hắn bấm một cái đạo ấn, thân hình từ chất lỏng màu xám bên trong chui ra. Khi hắn chui ra thời điểm, thân hình nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt liền tăng tới bình thường lớn nhỏ. Tam lãng tiền bối muốn dựa vào lấy dịch dung, đi tìm thánh nhân phục sinh trận sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Đúng, mà lại hắn vừa vặn bản thân bị trọng thương, có thể tạm thời từ trên chiến trường rút lui xuống tới. Thân phận như vậy, chính thích hợp chúng ta lợi dụng. Cuồng đao tam lãng gật đầu nói. Hiện tại vấn đề là, cái này thất phẩm tôn giả nên xử lý như thế nào? Sở các chủ hỏi. Bạch Long tỷ tỷ do dự một chút nói, nếu như có thể mà nói. Lưu hắn một mạng đi. Đang khi nói chuyện, công đức xà Mỹ nhân thân hình từ chất lỏng màu xám bên trong chui ra. Nàng vẫy tay, một con mập mạp công đức phỉ kình hiện thân. Mập kình nhắm ngay trọng thương cơ bắp tu sĩ, một ngụm đem hắn nuốt vào, giải quyết xử lý như thế nào hắn phiền phức. Tiên tử, người mập kình sẽ không đem hắn tiêu hóa hết ha. Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Công đức xà Mỹ nhân hì hì cười một tiếng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ công đức phì kình. Sau một khắc, mập kình phần bụng nhúc nhích. Trong bụng vị kia cơ bắp tu sĩ thương thế trên người, bắt đầu khôi phục. Công đức phì kình, lại còn có được trị liệu năng lực. Tại công đức phì kình nuốt luyện thể tu sĩ về sau, công đức xà Mỹ nhân lại đưa nó triệu hồi chất lỏng màu xám bên trong, thu thỏ thành cỡ ngón tay. Đồng thời, hố sâu phía trên, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nhanh nhanh nhanh, đem thụ thương Bích Lãng tôn giả từ hố bên trong cứu đi lên. Thiên đình phương chữa bệnh nhân viên lên tiếng kêu lên. Bích Lãng, cuồng đao tam lãng. Tam lãng luôn cảm giác đối phương cái này đạo hiệu là đang mắng người chỉ mặt gọi tên đang mắng hắn. Kỳ thật, tu chân giới những chuyện tương tự không phải số ít. Tỷ như Hoa Hạ Bắc Địa Ngọc La Khí Tông có vị nổi danh đúc khí sư, đạo hiệu thương sinh đạo nhân. Mà cùng Ngọc La Khí Tông cùng chỗ một chỗ sát đao minh bên trong, có vị trí tên đao khách, đạo hiệu trảm thương sinh. Hai cái tông môn bởi vì cùng chỗ một chỗ nguyên nhân, thỉnh thoảng sẽ có giao lưu đại hội. Thân là hai phái tinh anh thương sinh đạo nhân cùng đao khách trảm thương sinh, giữa lẫn nhau luôn luôn tránh không khỏi gặp nhau. Mọi người bắt đầu giới thiệu bọn hắn thời điểm, tràng cảnh là như vậy. Vị này là Ngọc La Khí Tông thương sinh đạo nhân. Vị này là sát đao minh đao tu trảm thương sinh. Cái này mùi thuốc súng, lập tức liền ra. Trước đem Bích Lãng tôn giả từ hố bên trong mang ra. Thiên đình trị liệu thành viên, nhanh chóng nhảy vào đến trong hố sâu. Cuồng đao tam lãng vội vàng nhắm mắt lại, áp chế khí tức, bắt trước được trọng thương trạng thái. Đồng thời hắn đưa tay chụp tới,
đem cái kia đoàn chất lỏng màu xám vớt trong tay. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, trừ Bích Lãng cái này đạo hiệu có chút làm hắn có điểm tâm nhét. Hiện tại duy nhất phải chú ý chính là huyền nữ môn vân tước tử trùng sinh thời gian. Chỉ hy vọng nàng đừng ở thiên đình trị liệu đội vận chuyển Bích Lãng tôn giả thời điểm, đột nhiên phục sinh. Thiên đình chữa bệnh đội thành viên, nhẹ nhàng đem cuồng đao Tam Lãng đem đến trên phi kiếm, dùng độn quang đem hắn nâng lên, bình ổn đưa ra hố sâu. Cẩn thận một chút, đừng đụng vào Bích Lãng tôn giả vết thương. Động tác nhanh lên, đừng lo lắng ngẩn người, còn có rất nhiều đồng bạn chờ lấy chúng ta đi vận chuyển. Vận chuyển trên đường, có thiên đình trị liệu thành viên đề nghị, Bích Lãng tôn giả tổn thương rất nặng, trước cho hắn đình chỉ ngoại thương. Tiếp lấy từng cái trị liệu loại pháp thuật, rơi trên người cuồng đao Tam Lãng, nhưng là Tam Lãng trên người vết thương nhưng không thấy khôi phục. Không được, trị liệu thuật đẳng cấp quá thấp, Bích Lãng tôn giả thương thế là đối phương thất phẩm tôn giả đánh ra. Trị liệu thuật đẳng cấp quá thấp không có hiệu quả, trước cho hắn ăn trị liệu đan dược, ổn định một chút thương thế. Có người lên tiếng nói. Bên cạnh, có một vị chữa bệnh nhân viên đẩy ra cuồng đao Tam Lãng miệng, đem mấy mai không biết là hiệu quả gì đan dược một hơi nhét vào trong miệng hắn. Cuồng đao Tam Lãng. Ta hiện tại thế nhưng là hôn mê bất tỉnh trạng thái trọng thương, người một hơi nhét nhiều như vậy viên thuốc tiến đến, mấy khỏa đan dược cũng không phải loại kia nhập phẩm tức hóa loại hình. Đan dược khổ người lại lớn, liền không sợ nghẹn chết ta. Đang lúc Tam Lãng tâm tắc thời điểm, vị kia nhét đan dược thiên đình trị liệu thành viên đưa tay nắm cái cằm của hắn, mở ra dùng tay nhấm nuốt hình thức, dùng tay giúp hắn nhai nát đan dược. Nhưng hắn không có tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân loại kia tinh tế dùng tay nhấm nuốt kỹ thuật, thay Tam Lãng dùng tay nhấm nuốt đan dược lúc, bóp Tam Lãng cái cằm đau nhức. Một màn này bị sợ các chủ ngốc mau toàn bộ hành trình tiếp sóng. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Da Đen Vũ Nhu Tử yên lặng đứng ngoài quan sát, không nói lời nào. Thiên đình trị liệu thành viên thủ pháp mặc dù thô bạo không đủ tỉ mỉ dính, nhưng hiệu quả không tệ. Không bao lâu, cuồng đao Tam Lãng trong miệng viên kia khỏa đại đan thuốc liền bị nhai thành nhỏ vụn hình. Bất quá bởi vì không rõ ràng cái này mấy khỏa đan dược có cái gì cụ thể hiệu quả, cuồng đao Tam Lãng ngậm lấy cái này mấy khối đan dược mảnh vỡ, không có lập tức đưa chúng nó nuốt xuống. Hắn nghĩ trước thử nghiệm phân biệt một chút đan dược dược hiệu, mới quyết định. Đang thưởng thức đan dược hương vị phương diện, hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Lúc còn trẻ, hắn từng cùng một con tiểu yêu trộm qua một vị nào đó luyện đan đại tiền bối đan dược, khi đường đậu nhai. Lại thêm những năm này, bởi vì các loại nguyên nhân, ăn vô số loại chữa thương đan dược, bao nhiêu hiểu chút. Không được, đồng tiền bối, Bích Lãng tôn giả hôn mê trình độ quá sâu, hắn nuối không trôi. Vị kia nắm vuốt Tam Lãng cái cằm vị kia thiên đình trị liệu thành viên lo lắng nói. Đằng trước vị kia đồng tiền bối cũng không quay đầu lại đáp, sử dụng pháp thuật, đem nhai nát đan dược cho Bích Lãng tôn giả rót hết. Nhưng ta không có nắm giữ loại pháp thuật này, thay Tam Lãng bóp cái cằm thành viên trả lời. Đồng tiền bối lại nói, có sẽ sao? Có sẽ cùng loại pháp thuật cho Bích Lãng tôn giả rót một chút đan dược. Tiền bối, chúng ta là tâm lý tâm ma hệ trị liệu nhân viên. Không ai học qua loại pháp thuật này à, có đội viên cười khổ trả lời. Ngày bình thường bọn hắn phụ trách cho thiên đình người tu luyện làm tâm lý phụ đạo, khuyên bảo bọn hắn tâm chướng, giảm xuống tâm ma sinh ra tỷ lệ. Bọn hắn cái này nhất hệ thành viên, sẽ chỉ là đơn giản một chút trị liệu pháp thuật. Cho nên trong chiến loạn, đi ra ngoài cứu giúp thương binh, đem thương binh đưa đến chiến trường hậu phương nhiệm vụ mới rơi xuống bọn hắn trên đầu. Chân chính phụ trách trị thương chữa bệnh nhân viên. Đã trải qua bận bịu choáng tại chiến trường hậu phương, phân thân thiếu phương pháp. Không có biện pháp, dùng miệng cho ăn Bích Lãng tôn giả nuốt thuốc. Bảo trì vận dụng tốc độ, đừng dừng lại. Đồng tiền bối cắn răng nói. Vị kia nắm vuốt Tam Lãng cái cằm trị liệu nhân viên nghe vậy, tay nhỏ không khỏi cứng đờ. Cuồng đao Tam Lãng chỉ cảm thấy mình cái cằm bị bóp một trận hung ác đau nhức. Bạch tiền bối tụ lý càn khôn không gian bên trong. Da đen Vũ Nhu Tử. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ ngồi hàng, nhìn trực tiếp. Đối mặt sắp bị miệng đối miệng nuốt thuốc tình huống lúc, cuồng đao Tam Lãng tiền bối sẽ như thế nào lựa chọn? Vận chuyển Tam Lãng phi kiếm, còn tại bình ổn hướng chiến trường hậu phương phi hành. Cứu mạng quan trọng, đồng tiền bối thúc giục nói. Cuồng đao Tam Lãng thần thức, lặng lẽ đảo qua vận chuyển tổn thương hoạn Bích Lãng tôn giả chữa bệnh thành viên tiểu đội không có tiên tử, tất cả đều là cậu thả hán tử. Bên người. Vị kia nắm vuốt hắn cái cằm trị liệu thành viên, cắn răng lại định quyết tâm,
Hắn vừa cùng phi kiếm bảo trì đồng bộ tốc độ đi tới, một bên cúi đầu cúi người hướng Bích Lãng tôn giả trên mặt góp đi. Cô cuồng đao Tam Lãng vội vàng dùng lực nuốt xuống. Vì để cho đối phương có thể nghe được hắn nuốt xuống thanh âm, hắn nuốt phi thường dùng sức, chỉ cầu phát ra lớn nhất tiếng vang. Hắn vừa rồi xác nhận qua, miệng bên trong đan dược, phần lớn là một chút trị liệu nội thương, tăng cường linh lực đan dược. Có tổn thương trị thương, không có tổn thương bổ thân. Coi như ăn đường đậu. Chính là những này đường đậu số lượng hơi nhiều, một hơi nuốt xuống lúc, nghẹn hoảng. Bích Lãng tôn giả nuốt xuống, cái kia trị liệu thành viên như chút được gánh nặng. Dùng miệng mớm thuốc loại chuyện này, đối chữa bệnh người đến nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng có thể không chịu nhận đại biểu thích làm, có thể miễn tốt nhất. A Lương người giác ngộ không tệ, trước Phương Đồng tiền bối khen. Sau đó hắn vung tay lên một cái, cách đó không xa lại có một thanh phi kiếm bị người hộ tống tới. Trên phi kiếm nằm một vị đồng dạng trọng thương hôn mê mỹ mạo tiên tử. Cho viên viên tiên tử cho ăn đan dược sự tình, cũng giao cho ngươi. Đồng tiền bối khích lệ nói. Không trải qua thí luyện, làm sao thấy cầu vòng. Có giác ngộ nam nhân mới có thể bốc lên trầm hơn nặng nhiệm vụ. Sát phách trên phi kiếm, hôn mê viên viên tiên tử thân thể mềm mại khẽ run lên, chỉ là đường cong rất nhỏ, không ai chú ý. Nhưng dám thì phụ cận sở các chủ ngốc mao đã trải qua nhạy cảm bắt được điểm này. Vị này viên viên tiên tử có vấn đề, nàng có thể là một cái khác Tam Lãng. Sở các chủ nói, cuồng đao Tam Lãng. Sở tiền bối có ý tứ là, cái này viên viên tiên tử cũng cùng Tam Lãng tiền bối đồng dạng, là ngụy trang giả mạo. Nguyên trang viên viên tiên tử, giữ nhiều lành ít, da đen vũ nhu tử giải thích nói. Sở các chủ ngốc mao mũi nhọn vẩy một cái, không sai. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, nàng hẳn là tiến công thế lực thành viên ngụy trang. Một bên chính diện tiến công, một bên lại phái người giả mạo thành thương binh lẻn vào đến chiến trường hậu phương. Nói cách khác, tiến công thế lực chân chính mục tiêu có thể là thiên đình hang ổ bên trong cái nào đó vật thể. Thể tích cũng không lớn, một người hoặc là mấy người liền có thể lấy đi cái chủng loại kia. Tô Thị A Thập Lục phỏng đoán nói. Cũng có thể là một bên gây ra hỗn loạn. Một bên lẻn vào đến thiên đình thành viên hang ổ chỗ sâu, nhất cử đem cái này từ thiên đình mảnh vỡ tạo thành bí cảnh, khống chế trung tâm phá đi, đạt tới mục tiêu. Sở các chủ bổ sung phân tích. Gia đen vũ nhu tử nói, bất quá thiên đình thành viên trong hang ổ còn có hai vị kiếp tiên cấp chiến lực chấn thủ. Coi như bị các nàng sở đến khống chế trung tâm vị trí phụ cận, cũng không dễ dàng như vậy phá hư trung tâm. Kỳ thật, ta có cái dự cảm xấu. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mao có chút một điểm, ta cũng vậy, ta hoài nghi cái này giả viên viên tiên tử mục tiêu, sẽ cùng chúng ta trùng hợp. Cuồng đao Tam Lãng nghe đến đó, chỉ cảm thấy lá gan bộ đau từng cơn. Ta chỉ là muốn đi gặp một lần Nho Gia Thánh Nhân phục sinh thủ đoạn, nhìn xem có thể hay không đem lạnh thấu Nho Gia Thánh Nhân xoay người hâm nóng, dùng lấy cho ta bày ra như thế lớn chiến trận. Liền không thể để ta thuận thuận lợi lợi lẻn vào đến hậu phương, đi vào Nho Gia Thánh Nhân phục sinh thủ đoạn tiềm ẩn chỗ. Triệu hoán vân tức tử tiền bối, sau đó kết thúc công việc, bình an thoát đi thiên đình thành viên hang ổ sao. Tại Tam Lãng bên cạnh, vị kia viên viên tiên tử nội tâm tựa hồ đang giãy giụa, ngón tay lấy phi thường nhỏ độ cong tại run rẩy. Nàng đang xoắn suýt, đang suy nghĩ muốn hay không từ hôn mê trạng thái bên trong tỉnh lại. Sở các chủ ngốc mau đem vị này giả mạo viên viên tiên tử phóng đại hình chiếu, giảng giải, nàng khẳng định nghe được vị kia chữa bệnh trong đội đồng tiền bối. Nội tâm tại kháng cự bị A Lương cho ăn đan dược. Nhưng là nàng nghĩ lẻn vào đến hậu phương lớn, trạng thái hôn mê lại càng dễ lẫn vào. Trạng thái hôn mê không cần giao lưu, lộ ra chân ngựa tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Tiếp lấy sở các chủ lại đem giám thị phạm vi mở rộng. Hình tượng bên trong, thiên đình trị liệu đội ngũ thành viên chính ghen tị nhìn qua A Lương đạo hữu. Đội ngũ phía trước, vị kia đồng tiền bối lên tiếng nói, bảo trì tốc độ, không nên ngừng bước chân. A Lương, cho ăn viên viên tiên tử uống thuốc. Ngụy, viên viên tiên tử cuối cùng không có tỉnh lại. Xem ra nàng hạ xuống quyết định, chuẩn bị hôn mê đến cùng. Sở các chủ nói. Giả mạo viên viên tiên tử hoàn toàn chính xác hạ quyết tâm nàng nhớ tới trước đó sát phách Bích Lãng tôn giả bị cho ăn đan dược quá trình. Đầu tiên là dùng tay nhấm nuốt, sau đó tại Bích Lãng tôn giả nuốt không đi xuống lúc, mới là dùng miệng đem nhai nát đan dược cho ăn hạ khâu. Cho nên, nàng có thể học Bích Lãng tôn giả. Nơi tay động nhấm nuốt khâu thời điểm, liền phối hợp đem đan dược nuốt xuống. Nghĩ tới đây,
Ngụy Viên Viên tiên tử trong lòng đại định. Phi kiếm bên cạnh, A Lương móc ra mấy viên đan dược, hắn một cái tay khác nắm Viên Viên tiên tử cái cằm, đẩy ra. Thành thật, đây là cái không có bị ô nhiễm qua thành thật người. Nếu như đem cái này mớm thuốc cơ hội giao cho hắn đồng bạn, những này đồng bạn đại khái suất sẽ trực tiếp đem đan dược tại mình miệng bên trong nhai nát, lại cho ăn Viên Viên tiên tử uống thuốc. Mà A Lương lại thành thật thật đi chương trình, chuẩn bị trước cho Viên Viên tiên tử đến bộ dùng tay nhấm nuốt đan dược. Các đồng bạn nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt phức tạp. Cơ hội như vậy cho cái này thành thật người, lãng phí. Nhưng là, cơ hội như vậy cho cái này thành thật người, lại thật sự là may mắn. Làm bộ hôn mê Viên Viên tiên tử, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, phía trước đồng tiền bối nói, đừng lãng phí thời gian, Viên Viên tiên tử tổn thương so Bích Lãng tôn giả càng nặng. Nàng không phải luyện thể tu sĩ, coi như dùng tay nhấm nuốt, nàng cũng không có khả năng nuốt trôi đi. Trực tiếp nhảy qua dùng tay nhấm nuốt khâu, bên trên bước thứ ba. A Lương yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đem mấy viên đan dược nhét vào trong miệng của mình nhai nát. Mớm thuốc kịch bản biến đổi bất ngờ, khiến người trở tay không kịp. Tô Thị A Thập Lục, Da Đen Vũ Nhu Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ cách hình chiếu, đều có thể cảm ứng được vị này ngụy. Viên Viên tiên tử cái kia thật sâu tuyệt vọng. Hình chiếu hình tượng bên trong. Thành thật A Lương một bên duy trì cùng phi kiếm giống nhau tốc độ đi tới, một bên cúi đầu cho ăn Viên Viên tiên tử uống thuốc. Sở các chủ ngốc mau còn cố ý đem cái này ống kính mở rộng nàng chuẩn bị cho tuổi trẻ A Thập Lục cùng Da Đen Vũ Nhu Tử học một khóa. Nhưng nàng vừa mới chuẩn bị giảng bài lúc, đột nhiên phát hiện mình chỉ có lý luận tri thức. Không có thực tiễn kinh nghiệm. Cuối cùng, sở các chủ giữ yên lặng. Da Đen Vũ Nhu Tử chăm chú nhìn màn này, vì bảo trì tâm ma tôn nghiêm, nàng ép buộc mình nhìn không chuyển mắt. Tô Thị A Thập Lục nhìn xem hình tượng này, lại cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, như có điều suy nghĩ. Bên ngoài, ha ha ha, cuồng đao tam lãng trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Để ngươi ngụy trang, để ngươi tới cho ta kế hoạch quấy rối. Đang lúc trong lòng của hắn tâu tuét thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái tinh tế thanh âm, Cương Phong tiền bối, vì cái gì ngươi có thể tránh thoát một kiếp, ta lại muốn bị cưỡng ép mớm thuốc. Thế giới này thực sự quá không công bằng. Cái này tinh tế thanh âm, là dùng viễn cổ ngôn ngữ đang nói chuyện. Cuồng đao tam lãng gần nhất nghe tại học bù cơ sở viễn cổ ngôn ngữ, câu nói này, hắn vừa vặn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Đoạn này truyền âm nội dung, kết hợp bên cạnh phát sinh sự tình. Chân tướng đã trải qua nổi lên mặt nước. Cái này tinh tế thanh âm, chính là bị cưỡng hôn ngụy. Viên Viên tiên tử. Mà nàng tựa hồ đem cuồng đao tam lãng ngụy trang Bích Lãng tôn giả trở thành nàng một vị tiền bối Cương Phong. Nói cách khác, tại trong kế hoạch, vị này Cương Phong hẳn là sẽ tìm cơ hội thay thế thành Bích Lãng tôn giả, chui vào Thiên Đình thành viên hang ổ hậu phương lớn. Hiện tại, Viên Viên tiên tử nhận lầm người. Có ý tứ, có ý tứ. Trong nháy mắt, cuồng đao tam lãng trong đầu hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Mỗi cái suy nghĩ đều tràn đầy kích thích cùng tính khiêu chiến. Bạch tiền bối tụ lý càn khôn bên trong. Sở các chủ đem hình chiếu ánh mắt khóa chặt tại tam lãng cùng vị kia Viên Viên tiên tử trên thân, nhìn xem hai người bị nhấc vào đến hậu phương, chờ đợi trị liệu. Cái kia đồng tiền bối lại dẫn tiểu đội thành viên, hùng hùng hổ hổ chạy tới tiền tuyến, vận chuyển thương binh. Tam lãng cùng Viên Viên tiên tử yên tĩnh nằm, tìm kiếm thoát thân thời cơ, hai người cũng không có động làm. Hình chiếu hình tượng lộ vẻ nhàm chán. Cô lúc này, Tống Thư Hàng bụng phát ra một tiếng vang dội tiếng kêu. Da Đen Vũ Nhu Tử nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng, Tống tiền bối đói bụng. Theo lý thuyết thất phẩm tôn giả đối đồ ăn cần đã trải qua rất ít, trừ phi là tiêu hao quá lớn. Tống tiền bối trong lúc hôn mê, một mực ở vào lớn tiêu hao trạng thái. Ta cho hắn ăn ăn tích cốc đan. Tô Thị A Thập Lục từ miệng trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt. Sau đó tại Da Đen Vũ Nhu Tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng bình tĩnh đem viên này tích cốc đan để vào trong miệng mình.